Nô thị tu chân y thánh, Trần Phi. Tập 67. Ngay tại Thanh Long Cầu bên ngoài sự kiện kia phát sinh qua sau ngày thứ hai, toàn bộ Ưng Giản Hạp bên trong khu vực, liền vì vậy, đổi được tựa như là núi lửa vậy, hoàn toàn chấn động. Tư Mã Khôn bỏ mình, đường đường trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ. Điều này thật sự là có chút làm người ta quá khó tin, cho nên bên trong khu vực này là hoàn toàn chấn động, thập phương đều kinh hãi. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất, kinh người nhất còn không phải là như vậy. Mà là vậy Bùi gia nhị trưởng lão Bùi Bằng Tiêu, tam trưởng lão Bùi Huyền Đông, thậm chí còn một vị thần bí trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ đích thân tới, đến cuối cùng, nhưng lại có thể chật vật rút đi thực tế. Chân tướng. Đây mới là làm người ta rung động, có thể so với nộ hải cuồng đào, mưa to gió dữ chân chính nguyên do. Phải biết, đây cũng không phải là lúc chiến tranh đời, không có kinh khủng chiến tranh phát sinh, ở bọn họ Ưng Giản Hạp loại địa phương nhỏ này. Một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ muốn phải chết, vậy tuyệt đối thật sự là khó khăn một chút. Cũng đừng nói vậy Bùi gia khí thế hung hăng tới, đến cuối cùng, nhưng lại là chật vật không dứt lựa chọn rút đi. Vậy Bùi gia là bực nào lợi hại? Chiếm cứ cái này Ưng Giản Hạp cơ hồ một nửa nhất bát ngát đất đai, sau lưng dựa vào thành U Lang Bùi gia chủ mạch, như vậy thông thiên thế lực lớn. Thậm chí... Lần này vẫn là có Bùi gia thần bí trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ đích thân tới, đó là cái gì khái niệm? Như vậy nói một câu đi, bây giờ nếu là có một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ xuất hiện, sợ rằng hắn coi như là muốn đi Ưng Giản Hạp ba một trong những đại thế lực Tử Viêm Cung, đại cung chủ vị trí ngồi một chút, vậy Tử Viêm Cung đại cung chủ, cũng chỉ được gạt bỏ nụ cười để cho nó đi lên ngồi một chút, xem thư không thoải mái. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhân vật như vậy tự mình ra tay, nhưng đổi lấy là cái gì? Chật vật rút đi. Đây quả thực làm người ta cảm giác không tưởng tượng nổi. Khó tin. Nhưng sự thật chính là như vậy, gắng gượng đặt ở trước mắt, do không được người không tin. Vậy vì vậy rất nhiều người muốn dò cầu chân tướng, muốn biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, rất nhiều người biết chuyện, hoặc là đích thân trải qua tràng đại chiến kia người. Nhưng cũng không hẹn mà cùng lựa chọn ngậm miệng mạch nói. Kiêng kỵ Mạc Thâm, không muốn nói nhiều. Cứu kỳ nguyên do, chỉ sợ là bởi vì là bọn họ sợ. Bên này, mất mặt là Bùi gia, nếu là vượt nháo càng lớn, bọn họ cũng đều có thôi ba trợ lan tội danh, bị tra được, ngược lại xui xẻo, đó là biết bao oan uổng. Còn nữa, Trần Phi ngày đó bá đạo, cường thế cũng cho bọn họ để lại quá ấn tượng sâu sắc. Cho nên... Bọn họ bây giờ tựa hồ cũng càng có chút không dám chọc Trần Phi. Mà càng như vậy, đối với những cái kia đối với chuyện này đầy lòng hiếu kỳ người mà nói, thì càng cảm giác cách ngoa mỏ ngứa, không ngừng được ghiền. Vậy bởi vì thế, nhiều người hơn tham dự vào chuyện này trong thảo luận tới, truyền khắp toàn bộ Ưng Giản Hạp, thậm chí, càng xa xôi những khu vực khác. Nhưng lúc này, Minh Thần Động nhưng đang gặp đại nạn. Ưng Giản Hạp, Vân Long Sơn. Cấm địa trên ngọn núi. Giờ phút này, chính gặp hắc đêm, yên tĩnh không tiếng động. Nhưng vào lúc này, vậy ngày thường căn bản cũng không cho phép trừ Vân Long Sơn hiện đảm nhiệm trưởng giáo, hắc phong tử ra người tiến vào cấm địa, bây giờ vậy bên ngoài động phủ, lại có thể đứng đầy người. Rậm rạp chằng chịt, lấy hắc phong tử còn có những trưởng lão kia cầm đầu, cùng nhau đứng im lặng. Vậy hắc phong tử là đứng ở trước mặt nhất. Ở sau lưng hắn chính là Vân Long Sơn năm đại hộ pháp trưởng lão, không, không đúng. Bây giờ hẳn là ba đại, bởi vì là Tần Liệt Phong và vậy Lạc Bàng cũng đã chết. Tất cả mọi người đều đứng lẳng lặng, bị đỉnh núi kia lên gào thét lạnh phong quát, tu vi yếu người, cảm giác da thịt đều ở đây giống như là bị đao cắt như nhau, rất đau. Nhưng bọn họ không một trên mặt người, cũng lại có thể cũng không thấy bất kỳ không nén được, hoặc là nóng nảy. Thậm chí là ở trong bọn họ rất nhiều, hiện vào lúc này lại có thể cũng còn quỷ dị ánh mắt lộ ra phấn chấn sắc thái. Vô cùng kích động. Giống như, là ở tha thiết mong mỏi cái gì. Oanh! Nhưng vào lúc này, bỗng, từ vậy cao điểm cấm địa bên trong động phủ, hiện ra một cổ kinh khủng khí thế, vô cùng cường hãn, làm vậy tất cả mọi người tại chỗ đều ở đây cái này ngay tức thì, lập tức con người xúc tới mũi châm. Chợt, bọn họ cơ hồ tại chỗ mọi người. Đều tựa như là sắc mặt kia lại cũng là không khống chế nổi. Triệt để kích động và sôi trào. Chỉ gặp loại người như vậy, lấy Vân Long Sơn hiện đảm nhiệm trưởng giáo hắc phong tử cầm đầu, tất cả đều thi lễ, có thậm chí quỳ xuống.
Vậy Hắc Phong tử con ngươi nhìn chằm chằm cửa động phủ, cái miệng run rẩy, nói, chúc mừng lão tổ khỏi bệnh xuất quan. Những người khác vậy tất cả đều hành đại lễ, chúc mừng lão tổ, chúc mừng lão tổ. Khỏi bệnh xuất quan. Phịch. Chỉ gặp vậy cấm địa cửa động phủ chợt một chút bị đẩy ra, linh quang từ trong đó kích động đi ra, vô cùng lóng lánh, phảng phất là phải đem vậy hắc đêm cũng chiếu sáng vậy. Ở tia sáng kia trong, một đạo thân ảnh, chậm rãi từ vậy cửa động phủ trong, ngạo nghễ đi ra. Ừ, đều tới, người nọ trên cao nhìn xuống, ánh mắt ngạo nghễ, không thèm chú ý đến trước mọi người tại đây, không mặn không lạt nói. Thái độ đó, giống như là căn bản không đem tại chỗ nhiều người như vậy, cũng coi vào đâu như nhau. Nhưng coi như là như vậy, người này, như vậy kiêu căng thái độ, nhưng vẫn là không có đưa tới Hắc Phong tử đám người bất kỳ bất mãn. Bởi vì thế người, ở bọn họ Vân Long Sơn, đích thực là có vậy kiêu căng tư cách. Bóng người này không phải người khác, chính là bọn họ Vân Long Sơn Trấn Sơn lão tổ. Trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ, Ngọc Đàn đạo nhân. Không chỉ có như vậy, hiện nay, hắn vết thương trên người, rốt cục thì đã khỏi rồi. Lão tổ, nhưng vào lúc này, vậy Hắc Phong tử lại mở miệng lần nữa, nhìn vậy Ngọc Đàn đạo người nói, ngài vết thương trên người, đã khỏi rồi chứ. Dĩ nhiên, vậy Ngọc Đàn đạo nhân ngạo nghễ gật đầu một cái, giọng nói có chút bất mãn, có thể đối mặt người là Hắc Phong tử, hắn liếc liếc về miệng, vẫn là không nói gì, mà là nhàn nhạt hỏi, ta bế quan sau tình huống, cái gì đó minh thần động, nói một chút đi. Vậy Hắc Phong tử gật đầu một cái, hướng Ngọc Đàn đạo nhân có điều có lý bắt đầu một chuyện, lại một chuyện, bẩm báo đứng lên. Theo ta biết, vậy minh thần động đã đang lặng lẽ khai thác vậy Hắc Huyền Đồng quặng mỏ. Hơn nữa, hắn tự thuật, có chuyện vô cự tế cảm giác, trừ trọng yếu việc lớn trở ra, một ít vặt vãnh chuyện nhỏ, đều là rất đơn giản, một chút vừa qua. Dĩ nhiên, hắn bây giờ đưa cho Ngọc Đàn đạo nhân nơi nơi bẩm báo điểm chính, 10 có 8 9, đều là liên quan tới vậy minh thần động, liên quan tới vậy Hắc Huyền Đồng tinh quáng mạch. Dĩ nhiên, vì che người tai mắt, ở nơi này lớn đình quảng chi hạ, hắn vẫn là nói Hắc Huyền mỏ đồng mạch, không thêm cái đó tinh chữ. Tất cả những người khác cũng vào lúc này kiên nhẫn nghe. Đợi Hắc Phong tử trần thuật hoàn một câu nói sau cùng sau đó, rốt cuộc ngậm miệng không nói. Minh thần động sao, minh thần động, ha ha, cũng không biết là làm sao bốc lên lên nhỏ cỏ dại, bây giờ ta nếu đã xuất quan, vật thì dứt khoát, thuận tay đem ngươi trừ bỏ hết tính. Tỉnh được nhìn chướng mắt. Nói cuối cùng, vậy Ngọc Đàn đạo nhân khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt ngạo nghễ lãnh sắc. Rồi sau đó liền gặp trên mặt hiện ra xâm nhiên nụ cười, nhìn minh thần động phương hướng, nâng lên tay, uy nghiêm chỉ một cái, nói. Liền xuất binh đi. Phịch. Ngay tại lời hắn thanh mới vừa rơi xuống tại một chớp mắt kia, một cổ kinh khủng khí thế, liền từ trong cơ thể hắn mãnh liệt vô cùng thả ra ngoài. Cuồn cuộn vô cùng, cực kỳ đáng sợ. Nhưng làm vậy tại chỗ đông đảo Vân Long Sơn đệ tử, cũng thần sắc kích động đứng lên. Bọn họ Vân Long Sơn lão tổ, Ngọc Đàm chấn người khôi phục thực lực, trở nên mạnh mẽ. Đối với bọn họ mà nói, nhưng mà một cái lớn vô cùng tin tức tốt à. Sau đó, Vân Long Sơn lấy tốc độ cực nhanh củ gom đủ đội ngũ, ào ào xuống núi, hướng Minh Thần Động lướt đi. Lúc này, Minh Thần Động ra, lừa gạt nghiêm dò xét động phủ ra. Nhưng mà ngay tại lúc này, hắn bên cạnh một tiểu yêu, lại đột nhiên sắc mặt kinh biến giơ nón tay chỉ bên ngoài sơn môn phương xa, ngược lại hút khí lạnh, sắc mặt trắng bệch, rung giọng nói, lừa gạt một đại nhân ngài, ngài mau xem. Đó là cái gì? Kinh kinh chợt chợt giống như nói cái gì? Mau cho ta im miệng, là, lừa gạt một cau mày, lên tiếng quát, nhưng ngay khi hắn đồng thời xoay người, muốn đi xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Sắc mặt hắn vậy đi theo đột nhiên thay đổi, thậm chí, vậy con người cũng sau đó rút thành mũi châm. Chỉ gặp vậy minh thần động bên ngoài sơn môn, vậy diêu núi xa xa lĩnh trên đường chân trời, nhiều đội đội ngũ, trong ngực ôm cờ, thế tới hung hung, đằng đằng sát khí, từ xa đến gần nhanh chóng xông lên gần tới. Một đội kia đội nhân mã trong ngực nghênh phong tung bay ở trên cờ lớn, đang lật hai mặt, cũng bất ngờ viết là, Vân Long Sơn, ba chữ to. Sông bay phượng múa, thiết bút ngân câu, chữ màu đen thể tràn đầy lạnh như băng sát khí. Không tới một ngày, liền vẻn vẹn chỉ là mấy giờ, vậy minh thần động liền bị Vân Long Sơn đại quân cường thế công hạ. Toàn bộ bị bắt làm tù binh, hoặc là bị giết.
Mà đây, làm tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, rất nhiều thế lực đều là không nhịn được bị sợ hết hồn. Phải biết gần đây, cái này cái gì Minh Thần Động, không phải đang ngọn gió đang chặt, nói là rất lợi hại phải không? Nhưng bây giờ, lại có thể liền đại bản doanh cũng trực tiếp là bị công hãm. Cái này, đây quả thực. T, cái gì, Vân Long Sơn Lão Tổ, Ngọc Đàn Đạo Nhân năm đó ám tật, đã chữa khỏi khôi phục. Vậy trách không được. Ngọc Đàn Đạo Nhân bởi vì là năm đó chàng đại chiến kia, lưu lại ám tật, không cách nào khôi phục, lúc này mới những năm gần đây, vẫn luôn chỉ có thể phát huy ra tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ 4 năm thành thực lực, lúng túng không thôi. Không muốn pháp Ngọc Đàn Đạo Nhân lại có thể tìm được biện pháp, giải quyết vậy ám tật, cứ như vậy mà nói, cái này Vân Long Sơn tương lai chỉ sợ là muốn ngẩng đầu ạc. Vậy Minh Thần Động thật đúng là xui xẻo. Trước mới vừa giết Vân Long Sơn hai cái hộ pháp trưởng lão, bây giờ, lại đụng phải Ngọc Đàn Đạo Nhân khỏi bệnh. Ta nghe nói vậy Minh Thần Động mới nhậm chức động chủ, lần này cũng không có ở bên trong động phủ, cho nên, vậy Minh Thần Động mới có thể như vậy dễ như bớn bị diệt. Nếu là đến khi hắn trở lại, chờ hắn trở lại phỏng đoán cũng giống như vậy, hắn chẳng lẽ còn có thể cùng một vị trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ tương đương sao? Minh Thần Động bị diệt. Minh Thần Động thuộc quyền đều bị tù binh hoặc là bị giết, tin tức này truyền sau khi đi ra ngoài, chu vi mấy trăm gần ngàn dặm trên vùng đất, tất cả thế lực lớn nhỏ trực tiếp là kinh hãi không thôi, long trời lỡ đất, đứng lên. Nghị luận không ngừng. Không có biện pháp, trước đoạn thời gian, cái này Minh Thần Động còn ngọn gió đang chặt, uy phong lẫm lẫm. Nhưng bây giờ, không bao lâu thời gian, lại có thể trực tiếp là bị diệt, cái này dĩ nhiên làm người ta kinh hãi. Bất quá. Khi bọn hắn dần dần liền hiểu rõ ràng chuyện chân tướng sau đó, bọn họ cũng không lại quấn quýt nơi này, mà là thay đổi, khiếp sợ với vậy Vân Long Sơn Lão Tổ Ngọc Đàn Đạo Nhân, lại có thể không biết dùng biện pháp gì, đem vậy dây dưa hắn đã lâu ám tật chữa lành. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì. Trước, Ngọc Đàn Đạo Nhân có vậy ám tật triền thân, cả người lực lượng bị giới hạn, cũng chỉ có thể phát huy ra 4 năm thành tới, hơn nữa tu vi còn khó hơn lấy tiến thêm, cho nên, những năm gần đây, hắn, còn có Vân Long Sơn cũng vẫn là ở vào rất lúng túng vị trí. Mà đây loại lúng túng, điển hình nhất biểu hiện, ngay cả có chút luyện khí cảnh người rất lợi hại, cũng dám coi thường Vân Long Sơn uy tín. Công khai, ở hắn trên đầu động thổ. Tỷ như năm đó đảo Thương Lam nhị đảo chủ, đại đảo chủ. Nếu là bởi vì là Ngọc Đàn Đạo trên người vậy ám tật mà nói, muốn thu thập bọn họ hai cái, còn thật không phải là việc khó gì tình. Nhưng có trúc cơ chân nhân cảnh tồn tại chấn giữ, nhưng vẫn bị hai cái cấp 2 hậu kỳ yêu thú đỉnh cấp khiêu khích, ở hắn trên đầu động thổ. Có thể tưởng tượng được, những năm gần đây, Vân Long Sơn là có bao nhiêu, bực bội. Bất quá cái này bây giờ, hết thảy rốt cục thì có thay đổi. Vậy Vân Long Sơn Lão Tổ Ngọc Đàn Đạo Nhân khỏi bệnh trở về, cũng không nói nhảm, trực tiếp là cầm cái này Minh Thần Động khai đao. Mà đây, chỉ sợ cũng là có như vậy chút lập uy ý nghĩa. Bao hàm ở trong đó. Trước, không phải có người nói sao, cái này Minh Thần Động người giật dây, thật ra thì chính là vậy đảo Thương Lam hai đại đảo chủ. Nếu không, trước, vậy Thương Khôn đại nhân lại sao sẽ xuất hiện, giúp cái này Minh Thần Động vượt qua lúc đó cửa ải khó. Đây đều là một thù trả một thù, ăn miếng trả miếng. Lúc ấy, Vân Long Sơn chết hai cái hộ pháp trưởng lão, còn có vậy Hắc Phong tử đệ tử quan môn. Mà bây giờ, Vân Long Sơn ăn miếng trả miếng, trực tiếp là đem ngươi Minh Thần Động đại bản doanh cho sốc. Đây mới là lợi hại, đây mới là bá đạo à. Dĩ nhiên, người ngoài cũng không biết, Ngọc này Đàn Đạo Nhân, cái này Vân Long Sơn, sở dĩ sẽ như vậy quả quyết, bá đạo như vậy, đi lên liền đem Minh Thần Động cho công hãm hết. Đây đều là bởi vì là, bọn họ những thứ này người ngoài cũng còn không biết một cái bí mật. Đó chính là Minh Thần Động nơi trông coi xuống vậy cái hắc huyền mỏ đồng mạch chỗ sâu, nhưng mà còn chôn giấu một cái bỏ túi hắc huyền đồng tinh quặng mỏ. Như vậy tồn tại, thiên tài địa bảo, có thể đổi tính ra giá trị, coi như là đối với Ngọc Đàn Đạo Nhân như vậy trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ mà nói, đều là con số trên trời, cực kỳ to lớn. Cho nên, hắn là đối với vậy hắc huyền đồng tinh quáng mạch thế ở tất được, mới có thể như vậy sạch sẽ gọn gàng, vừa lên tới. Là được là diệt động phủ chuyện. Thiết huyết vô tình. Bất quá, ở cống hiến cái này Minh Thần Động sau đó, hắn nhưng lại phát hiện bất ngờ ngạc nhiên mừng rỡ.
hắn lại có thể từ minh thần động chính giữa tìm được nhiều 4 văn, 5 văn cấp 2 thượng phẩm hoặc cấp 3 hạ phẩm đan dược cực phẩm. Mà những đan dược kia chung vào một chỗ giá trị, chỉ sợ cũng coi như là so với tòa kia bỏ túi hắc huyền đồng tinh quáng mạch, đều là không xính nhiều để cho. Mà như vậy vui mừng ngoài ý muốn, thật là làm hắn mừng rỡ như khuếch trương, tâm tình khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Chỉ có vậy một số ít còn có chút người có lý trí, ở thấy cái nhóm này đan dược cực phẩm sau đó, cũng không nhịn được lòng trầm xuống, cảm giác được bất an, tâm hoảng ý loạn. Nhiều như vậy đan dược cực phẩm, cái này minh thần động đến tột cùng là như thế nào thu vào tay. Ngọc Đàn đạo nhân ám tật khỏi bệnh, dẫn Vân Long Sơn đội ngũ công hãm minh thần động chuyện này, Trần Phi các người cũng không biết. Chẳng qua là khi bọn hắn vượt đến gần minh thần động chỗ ở khu vực, dọc đường nghe được một ít tiếng gió sau đó, Trần Phi diễn cảm, rõ ràng đổi được phiền muộn liền rất nhiều. Rồi sau đó, dọc theo đường đi nhanh như điện chớp, Trần Phi các người tốc độ đi đường ít nhất so với trước đó nhanh rất nhiều lần. Đến cuối cùng, Trần Phi bọn họ ngồi hắc đồng chiến thuyền, mới vừa đến minh thần động mảnh khu vực kia bầu trời, Trần Phi các người, đều cảm giác được trong không khí rõ ràng nhiều chút khác thường không khí. Dính sình sịch, giống như là mùi máu tanh. Đáng chết. Nhất thời, Trần Phi không nhịn được tức giận mắng lên tiếng, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, lại là bộc phát ra lăng liệt lãnh sắc, bao quanh hàn mang. Thân hình động một cái, nhảy ra hắc đồng chiến thuyền, mắt nhìn xuống đất đai trên. Rồi sau đó, ước chừng chẳng qua là mấy giây thời gian, hắn cặp mắt kia, liền lại có thể trực tiếp là trở nên có chút máu đỏ, thậm chí dữ tợn. Oanh! Sát theo, một cổ kinh khủng khí thế còn có sát ý cuồng trào ra, sền sệt giống như là địa ngục bùn máu vậy. Tràn đầy thấu xương lạnh như băng, vô cùng uy nghiêm, làm người ta cảm giác được nghẹt thở. Vèo, vèo. Vậy hắc đồng chiến thuyền bên trong Thương Khôn, Lam Kình hai người cũng ngay tức thì sắc mặt thay đổi, nhanh chóng lao ra. Chủ nhân ngài làm sao? Vậy Thương Khôn cái này lời vừa mới nói đến một nửa, liền gặp hắn sắc mặt đổi một cái. Trực tiếp là liền trong miệng vẫn còn nói mà nói, cũng ngay tức thì ngừng. Cái này, đây là... Rồi sau đó, hắn mũi ngửi một cái, da mặt run lên, con người lóe lên, đi tới vậy hắc đồng chiến thuyền bên bờ, cau mày hướng xuống vừa thấy, sát theo, liền gặp hắn con người đột nhiên trực tiếp là xúc tới mũi châm. Sau đó, một cổ kinh khủng sát khí, trực tiếp là từ trong cơ thể hắn xông ra, vô cùng cuồng liệt, uy nghiêm vô cùng, thậm chí... vẫn còn ở càng ngày càng nghiêm trọng trước, muốn sắp ngưng tụ thành thực chất, thành là xé bỏ hết thảy, gió bão. Minh thần động bầu trời, mây đen dày đặc, oan hồn giống giận, mùi máu tanh tràn ngập. Trên mặt đất, khắp nơi đều là máu rầm rề tàn thi hài cốt, đoạn viên tàn bích, một mảnh kêu rên. Đáng chết, vậy Thương Khôn cắn răng nghiến lợi hung hăng ra mặt run lên, đầy mâu sát quang, tiếp tục hướng minh thần động bên trong sơn môn bộ nhìn. Chỉ gặp vậy minh thần động vốn là sơn môn dựng đứng chỗ, vậy có sơn môn đá lớn, viết minh thần động ba chữ to ký hiệu, lúc này bất ngờ đã nghiêng tháp. Thành là đầy đất phế tích, đầy đất đá vụn. Cùng lúc đó, vậy minh thần động bên trong sơn môn bộ, lúc này còn có nhiều đội tu sĩ đội ngũ, mang trên mặt dữ tợn, tham lam nụ cười, khắp nơi dò xét, khắp nơi cướp đoạt bảo vật. Từng chuôi, một kiện kiện hung khí, ở đó dưới ánh mặt trời lóe lên hàn quang lạnh như băng. Mụ, đám này cầu tạp chủng, Vân Long Sơn người. Chủ nhân, ta cái này sẽ xuống ngay đem bọn họ toàn xé thành mảnh vỡ. Vậy Lam Kình lúc này vậy phát hiện hết thảy. Hai tròng mắt máu đỏ, gương mặt dữ tợn, gầm nhẹ, chợt nhìn về Trần Phi, trong miệng mặt tràn đầy vô cùng tức giận sát khí, nói. Từ trở thành là Trần Phi người làm sau đó, hắn Lam Kình, nhưng mà đã sớm đem cái này minh thần động, làm là nhà mình, làm là đại bản doanh. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, nhà mình, đại bản doanh bị người công phá. Nhổ tận gốc, tùy ý tàn sát. Trong lòng của hắn không giống như là cái thùng thuốc súng, trực tiếp nổ mới là lạ. Có thể nghe nói, Trần Phi nhưng cũng không có thời gian đầu tiên nói chuyện. Chỉ gặp hắn vậy bây giờ lúc này âm thấm thấm lạnh như băng ánh mắt, đang một cái chớp mắt không chớp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vậy minh thần động tàn viên phế tích chỗ sâu. Ở nơi đó. Nguyên vốn phải là có một tòa phong cảnh như tranh vẽ, linh khí lượn lờ, khí trời đất hòa hợp bốc lên rừng cây nhỏ. Nhưng bây giờ, vậy hết thảy đều lại có thể đã hoàn toàn biến mất không thấy. Mảnh khu vực kia, đại thụ che trời đã bị nhổ tận gốc, đất đai gồ ghề,
Lương đình, cung điện nghiêng tháp, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, tứ bề bất ổn. Mà ở đó khói báo động trong, một người người mặc màu vàng nhạt đạo bào ông già, đang diễn cảm ngạo nghễ ở một đám người vây quanh, ngồi ở một bản trên ghế, ánh mắt khinh miệt, tàn nhẫn vô tình, mang hí ngược, nhìn trước người vậy mảnh nhuốm máu trên đất, tối om om một mảng lớn, quỳ dưới đất người. Quỳ xuống trước mặt nhất, bất ngờ là thiết một bọn họ tám cái. Ở phía sau bọn họ chính là lừa gạt nhất đẳng, nguyên xuất từ kim thiềm độc, sớm nhất lựa chọn đi theo Trần Phi bộ hạ cũ. Nhưng bọn họ bây giờ mỗi một người đều bị một cái sáng rực màu bạc vòng khóa lại hai tay, bị sau lưng đạp, quỳ xuống đất. Tóc tai bù xù, cả người là máu, máu thịt mơ hồ, máu tươi giàn giụa. Nhưng dù vậy, bọn họ hiện vào lúc này trên mặt nhưng lại có thể đều mang nụ cười lạnh lùng. Đầu thật cao nâng lên, thần sắc cao ngạo bất khuất, ánh mắt lạnh như băng. Thấy tình cảnh này, Trần Phi chỉ cảm thấy tim mình đều bị kim hung hăng đâm một cái. Lửa giận cuồng tràn ra, sắp nổ tung. Ha ha! Nhưng vào lúc này, vậy ngồi ở trên ghế mặt ông già, cũng đã cười lạnh đứng dậy, nhìn tám đại thiết vệ các người bót bót vỗ tay một cái, trong mắt đục ngầu khinh thường, nhàn nhạt nói, không thể không đếm, các người những thứ này con kiến, xương ngược lại là còn thật cứng rắn à? Nghe vậy, vậy tám đại thiết vệ các người theo cũng không nói lời nào, chẳng qua là cười nhạt. Mà đây cười nhạt, làm lão kia người nụ cười trên mặt hơi có chút trệ liền một chút. Bất quá đi theo, liền gặp hắn lắc đầu một cái, nhìn tám đại thiết vệ, thản nhiên nói, các người tám cái, xem các người cũng có chút bản lãnh, ngược lại không như bái tại ta Vân Đàn môn hạ chứ. Chỉ cần các người tám cái nguyện ý, bây giờ liền có thể đứng lên, hơn nữa từ bây giờ về sau, cái này minh thần động vậy vẫn là các ngươi. Như thế nào? Lão kia người nhìn tám đại thiết vệ, con người thật sâu nói. Trong ánh mắt mang chút tu tham lam sắc thái. Trước khi đánh một trận, mặc dù là một bên ngã bị bại, có thể cái này tám đại thiết vệ tám yêu nơi bày ra thực lực, đạt tới tiềm lực, nhưng làm hắn Vân Đàm đạo nhân đều có chút không cầm được động tâm. Tám cái cấp 2 trung kỳ yêu thú, nhưng lại có thể cho thấy đủ để sánh bằng luyện khí tầng 9 tu sĩ sức chiến đấu. Bực này tiềm lực, bực này thiên phú, nếu có thể đem thu phục, thu cho mình dùng. Tương lai tất nhiên sẽ thành là hắn Vân Đàm đạo nhân thủ hạ một lớn trợ lực. Cho nên hắn bây giờ mới có thể như vậy chịu nhịn tính tình, ở nơi này và một đám người phải chết, lằng nhằng. Muốn chúng ta tám huynh đệ thần phục với ngươi, cũng không nhìn một chút mình là món hàng gì sắc, thứ gì, ngươi cũng xứng. Hừ, có thể nghe nói, vậy nóng nảy vô cùng là nóng nảy thiết ba, đầu tiên là không chút do dự cười lạnh, hừ một tiếng, vô cùng dữ tợn, nói. Không nói bọn họ tám cái đã là trở thành Trần Phi người làm, coi như không có chuyện này, bọn họ tám huynh đệ vậy tuyệt không thể nào hướng huyết cừu cừu địch ngoắc đuôi xin xỏ, khom lưng khuỵu gối. Vậy cùng con chó có cái gì khác biệt? Bót! Vậy Ngọc Đàn đạo nhân lập tức là tức ra mặt co quắp, khuôn mặt dữ tợn, mặt đầy khói mù cực kỳ. Tràn đầy tức giận. Không tán thưởng chó má. Rồi sau đó liền gặp hắn một cái tát hất ra, trong không khí linh khí trực tiếp là ngưng tụ thành một cái tát. Hung hăng rơi vào thiết ba trên mặt. Vậy thanh thúy bà tai thanh, lực đạo nhưng nặng dị thường, đem phiến lật trên đất. Phịch! Vậy Vân Đàm đạo nhân như vậy thậm chí cũng còn ngại chưa hết giận. Đi tới, một cước giẫm ở thiết ba trên mặt, hung hăng không ngừng qua lại xoa xoa, đem vậy thiết ba xương sống mũi cũng đạp gãy, máu tươi chảy ra, dị thường thê thảm. Lão Tam, tám đại thiết vệ còn sót lại 7 người diễn cảm giữ tợn hét, thống khổ tới cực điểm. Có thể vậy thiết ba nhưng cũng đủ cứng khí. Như vậy dưới tình huống, hắn lại còn đang cười. Ta không có sao. Vậy thiết ba mặt đầy dữ tợn cười, nhìn chằm chằm sắc mặt kia âm trầm không dứt Ngọc Đàn đạo nhân hừ một búng máu đàm khạc ra, khinh thường nói có bản lãnh ngươi liền giết chết ta. Dù sao luôn có người sẽ thay ta báo thù, ha ha, ha ha ha. Vì ngươi trả thù, vậy Ngọc Đàn đạo nhân giận dữ ngược lại cười, đột nhiên buông chân, nhìn thiết ba. Cười lạnh nói, xem ra các người thật đúng là lấy là các người cái gì đó phá động chủ, hoặc là thương khôn, làm kình vậy hai cái lão xúc sinh, là cứu đời tiên nhân. Ngươi yên tâm, bọn họ nếu là dám tới, ta Ngọc Đàn đạo nhân ở nơi này hướng ngươi, bảo đảm, ắt sẽ bọn họ đốt thi xương bể, không chừa một mống. Vậy Ngọc Đàn đạo nhân lạnh lùng nói, ha ha, phải không, chỉ bằng ngươi. Vậy thiết ba biết rõ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng là buông ra. Nhìn Ngọc Đàn đạo nhân,
bướng bỉnh bất tuần giễu cợt nói, Ngọc Đàn lão nhi ta khuyên ngươi sớm nhiều đi nữa hưởng thụ một chút, nếu không, cùng ngày sau chúng ta tám huynh đệ chủ nhân giết tới cửa, ngươi sớm muộn phải, đầu người rơi xuống đất. Đầu người rơi, được, rất tốt, ngươi xương cứng rắn đúng không? Mấy người các ngươi, xương vậy cứng rắn đúng không? Vậy Ngọc Đàn đạo nhân khí cả người run rẩy, lần nữa hung hăng một cước giẫm ở Thiết Ba trên mặt, vậy phiền muộn ánh mắt, rơi vào còn sót lại tám đại thiết vệ mỗi một cái trên mặt. Có thể đáp lại hắn, nhưng là một đôi kiên định không rời cười nhạt. Tức giận vậy Ngọc Đàn đạo ngón tay người cũng đang phát run đứng lên. Trước mắt dữ tợn. Được, các người không thần phục đúng không? Vậy đã như vậy, ta đánh liền đến các người phục. Vậy Ngọc Đàn đạo nhân dữ tợn gầm nhẹ nói. Bót. Rồi sau đó, hắn vậy dữ tợn tiếng gầm nhỏ cũng còn xa sút hạ, liền gặp một bên, một cái tràn đầy trông roi trực tiếp là xuất hiện, ác liệt giống như là rắn độc vậy, tiếng gió phần phật, hung hăng quất vào quỳ xuống tám đại thiết vệ sau lưng một đầu người lên. Phịch một tiếng rên, người kia đầu lâu tại chỗ giống như là tan vỡ dưa hấu vậy nổ tung. Máu tươi bắn tung tóe tới mặt đất, nhuộm đỏ một mảng lớn. Người nọ tại chỗ bỏ mình, thân thể thẳng tắp ngã xuống. Thấy tình cảnh này, vậy Thiết Ba trực tiếp là cả người cứng đờ, còn người xúc tới mũi châm. Chó má, Hắc Phong tử, người cái này chó má, có bản lãnh liền hướng ta tới à? Giết những người khác, coi là bản lãnh gì? Hắn dữ tợn gầm nhẹ nói, hốc mắt máu đỏ. Phịch, lại một tiếng rên, sau lưng hắn, khác một đầu người nổ tung, thân thể thẳng tắp ngã xuống. Chảy máu đầy đất. Vậy Hắc Phong tử mặt lộ vẻ nụ cười tàn nhẫn đi ra. Nhìn xem Thiết Ba, lại nhìn hướng Ngọc Đàn đạo nhân, chắp tay, cung kính nói, lão tổ, mấy cái này chó má đều là xương cứng, đánh bọn họ giết bọn họ không dùng. Không bằng dùng những người khác mạng nhỏ uy hiếp bọn họ, không thần phục, một cái hô hấp, liền giết một người. Phịch, lại một tiếng rên, Hắc Phong tử trong tay trông roi nếu như là con bò cạp vậy điều động, còn nữa một đầu người nổ tung, máu tươi hoành dài, không có đầu thân thể thẳng tắp ngã xuống. À. Hắc Phong tử, người cái này chó má, ngươi sẽ gặp báo ứng. Thiết Ba mặt hạng mục dữ tợn, những thứ khác tám đại thiết vệ cuồng loạn gào thét nói. Báo ứng, Hắc Phong tử khinh thường cười một tiếng, mặt đầy uy nghiêm, xin lỗi, ta có thể không tin, cái gì báo ứng không báo ứng, ta chỉ biết là, các người tám cái nếu là lại không thần phục, tiếp theo, ta lại hẳn giết ai đâu. Thấy tình cảnh này, vậy Ngọc Đàn đạo nhân mặt đầy cười lạnh không nói. Bởi vì là hắn phát hiện, Hắc Phong tử đúng là so hắn sẽ khuyên hàng, nhiều. Ha ha, ha ha ha. Vậy một đám quỷ dưới đất minh thần động còn sót lại cả người run rẩy, ánh mắt chết lặng, run rẩy cúi đầu. Ngươi không tin báo ứng sao? Nhưng vào lúc này, một đạo hơi hơi mang theo chút run rẩy, bình tĩnh, thanh âm vang lên, làm vậy tất cả mọi người tại chỗ cũng chợt lập tức nội tâm run rẩy. Ai, ai hắn mà ở nơi này giả thần giả quỷ? Cho ta cút ra đây. Vậy Hắc Phong tử mặt liền biến sắc, trong lòng không khỏi phát hoảng, vẫn còn là sắc lệ nội cha, điên cuồng hét lên. Hừ. Vậy Ngọc Đàn đạo nhân trước sững sốt một chút, rồi sau đó cũng là lập tức sắc mặt đổi được âm lạnh lên. Rồi sau đó, một cổ kinh khủng khí thế cùng khí thế xuất hiện, không xa kích động, không ngừng nổi lên, muốn hóa thành tồi sập hết thảy gió bão. Oanh. Nhưng liền sau đó một khắc. Vậy vân không trong lại đột nhiên tích tụ kinh khủng xích viêm, ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ, đập rơi xuống. Vậy Hắc Phong tử sắc mặt ngay tức thì liền biến, thân thể cứng ngắc, bởi vì là hắn có thể cảm giác đến, bàn tay này là hướng về phía hắn tới. Vậy cổ áp lực hít thở không thông, để cho hắn cơ hồ ngừng thở. Tim cũng sắp hoàn toàn ngừng đập đứng lên. Ngươi nếu không tin báo ứng, vậy ta bây giờ liền hắn ma để cho ngươi tin tưởng, báo ứng, chính là CMN cho lão tử chết. Thanh âm kia lại lần nữa vang lên, tràn đầy dữ tợn cuồng nộ. Xích diễm đầy trời, bàn tay rơi xuống. Không, Hắc Phong tử trước mắt sợ hãi, gào thét một tiếng, tựa như muốn rơi vào điên cuồng chính giữa. Nhưng mà, bàn tay kia nhưng trực tiếp là tàn nhẫn vô tình trừ đè ở trên người hắn, trong nháy mắt, liền đem nghiền thành thịt nát. T, một khắc sau ngay tức thì, tất cả mọi người đều lâm vào kinh khủng yên lặng chính giữa. Một trường. Liền đem luyện khí tầng 9 đỉnh cấp Hắc Phong tử, cho nghiền thành thịt, thịt nát. Cái này hắn ma đến tột cùng là. Một trưởng kia, thở mạnh bừng bừng, trần trụi hồng lưu chuyển, kiếm dậy mênh mông, vô cùng đáng sợ.
Trọng yếu hơn chính là, một trưởng này lại có thể gắng gượng đem vậy Vân Long Sơn hiện đảm nhiệm trưởng giáo, đường đường luyện khí tầng 9 đỉnh cấp cao thủ, Hắc Phong Tử cho một cái tát ép thành thịt nát. Như vậy một màn đương nhiên là có tư cách bị coi là đáng sợ. Làm người ta rợn cả tóc gáy, lòng nhọn run rẩy đến trình độ cao nhất. Coi như là vậy Ngọc Đàn đạo nhân, tự phụ bất phàm, hiện vào lúc này đều là vậy thân thể đột nhiên cứng đờ, cương tại chỗ, ánh mắt con người xúc tới mũi châm, ánh mắt gắt gao ngưng mắt nhìn vậy giữa không trung, ánh mắt có chút ngưng tụ xâm nhiên kinh chấn động vẻ. Bởi vì là hắn rất rõ ràng, coi như là chính hắn, muốn lấy như vậy một loại rung động phương thức, giết chết Hắc Phong Tử, đều có chút khả năng không lớn. Nhưng mà cái này bây giờ, chẳng lẽ nói, cái này người đến là một tôn so hắn Ngọc Đàn đạo nhân lợi hại hơn trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ. Có thể, nhưng mà, vậy làm sao có thể? Nhưng vào lúc này, một đạo cả người tràn ngập khủng bố sát khí bóng người, từ vậy giữa không trung từng bước một đi xuống, gương mặt lạnh lẽo, con người băng hàn. Ở sau lưng còn có hai đạo thân ảnh đi theo, gần liền sau đó, vậy Ngọc Đàn đạo nhân chợt vẻ kinh hãi kinh biến. Thương Khôn, Lam Kình, là hai người. Vậy Ngọc Đàn đạo nhân con người ngưng nhiên chăm chú nhìn Trần Phi sau lưng hai người, Thương Khôn cùng Lam Kình, sau mới cảm giác môi có chút khô khốc liếm liếm, ánh mắt dịch chuyển, rơi vào Trần Phi trên mặt. Ngươi chính là vậy Minh Thần Động động chủ, Trần Phi. Hắn cau mày nhìn Trần Phi, lãnh khốc hỏi. Nhưng ở trong lòng của hắn cũng đã mơ hồ có dũng khí bất an xuất hiện. Trên đất vậy Hắc Phong Tử thi thể, một bãi thịt nát, chính là đối với hắn mãnh liệt nhất chấn nhiếp. Chủ nhân, động chủ đại nhân. Mà vậy tám đại thiết vệ cùng với Minh Thần Động cùng một đám tàn nhẫn bộ hạ cũ, rốt cục thì từ vậy Hắc Phong Tử chết thảm chính giữa bừng tỉnh. Hai tròng mắt, trong con người mặt nổ bắn ra ra vẻ mừng như điên, mừng rỡ như điên, thần tình kích động, ùng ùng cùng kêu lên hô lớn, thanh chấn động như sấm. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy ở phía sau bọn họ, nguyên bản còn uy phong lẫm lẫm dùng chân đạp bọn họ Vân Long Sơn tu sĩ, lúc này cũng từng cái sắc mặt đại biến đứng lên. Diễn cảm hốt hoảng, thần sắc sợ hãi, theo bản năng thu hồi chân, lui về phía sau. Nghe vậy thấy vậy Trần Phi mặc dù không lên tiếng, có thể hắn thân thể, nhưng vẫn là có chút không ức chế được lửa giận lạnh như băng run rẩy. Ánh mắt chuyển qua, nhìn về vậy Ngọc Đàn đạo nhân, khóe miệng nhấc lên xâm nhiên độ cong. Ta cái này Minh Thần Động, là ngươi ra tay. Lời này thanh chính giữa bất ngờ mang có đậm đà đến hóa không ra sát ý, rất khủng bố. Toàn bộ nghiêng rót ở đó Ngọc Đàn đạo trên mặt người, giống như thổi qua một hồi đủ để cắt gãy xương cuồng phong. Cảm nhận được cái này cổ sát ý, già nua khuôn mặt hai tấn tóc trắng phảng phất là bị tung bay, vậy Ngọc Đàn đạo sắc mặt người chợt đổi một cái. Rồi sau đó đôi tròng mắt kia vậy trở nên có chút kinh giận lên, âm trầm xuống, hóa là xâm nhiên vẻ giận. Hắn Ngọc Đàn là ai? Hắn nhưng mà một tôn thứ thiệt trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ. Hơn nữa hắn bây giờ nhưng mà, trên mình ám tật đã hoàn toàn hết bệnh, cả người sức chiến đấu, khôi phục tới đỉnh cấp, lâu không có qua xử không trước quy định mạnh mẽ. Chính là tâm tính cực độ bành trướng lúc. Loại trạng huống này hạ, hắn như thế nào cho, gặp được chiều, Trần Phi lại dám ở trước mặt hắn như vậy phách lối nói chuyện. Hơn nữa, hôm nay ưng giản hạp, trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên trở lên tồn tại, căn bản cũng không có. Không thấy được. Cho dù là trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cái loại đó tầng thứ, cũng ít chi lại càng ít nha, khó mà chạm đến. Cho nên hắn Ngọc Đàn đạo nhân hiện nay trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên, chẳng lẽ yếu? Hắn thật đúng là không tin. Coi như là Trần Phi trước vậy một chút có chút ngoại hạng, đem Hắc Phong Tử một cái tát nghiền thành thịt nát, có thể cái này nói không chừng chẳng qua là bởi vì là Hắc Phong Tử tạm thời sơ vu phòng bị. Ứng phó không kịp, cho nên mới chết được thê thảm như vậy. Mà nếu là thật đánh, loại này tiểu tử, chẳng lẽ còn có thể so hắn Ngọc Đàn đạo nhân lợi hại hơn? Vậy thì thật là nằm mơ, còn không sai biệt lắm. Còn như Thương Khôn, Lam Kình hai người, hắn ngược lại là theo bản năng bỏ quên. Dẫu sao hiện nay hắn, ám tật đã trừ, sức chiến đấu khôi phục tới đỉnh cấp, làm sao sẽ lại đem vậy hai đầu yêu thú cấp 2 hậu kỳ đỉnh cấp tiểu yêu, coi vào đâu? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cũng không sợ có mất thân phận. Cho nên vì vậy, vậy Ngọc Đàn đạo nhân con ngươi âm trầm nhanh tránh, nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói, là ta thì như thế nào? Các người trước giết ta Vân Long Sơn hai trưởng lão, chẳng lẽ bây giờ,
liền không cho phép ta tới thu thu lợi tức. Thu thu lợi tức, Trần Phi con người băng hàn co rúc lại một chút, lồng ngực lại là lửa giận chen đầy, cuồng nộ không dứt. Lợi tức này thật là thu thật tốt à, đem hắn minh thần động diệt hơn nửa. Người, lại là chết không thiếu. Nghĩ đến đây hắn trực tiếp là trầm mặc xuống, từng luồng xâm nhiên sát ý, xuyên thấu qua tròng mắt hắn, một cái chớp mắt không chớp mắt chặt chặt rơi ở đối phương vậy ngọc đàn đạo trên người. Mà hắn loại này tỏ thái độ, như vậy sát ý, lần nữa nghiêng rót ở ngọc đàn đạo trên người, trực tiếp là cho người sau nặng nề áp lực. Kinh khủng dị thường. Đáng chết, tiểu xúc sinh này. Nhất thời vậy ngọc đàn đạo sắc mặt người thì trở nên được lẫm nhiên liền mấy phần, nhưng trong lòng thì thầm mắng. Làm một vị thứ thiệt trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ, hắn ngũ giác tự nhiên không phải là giả. Trần Phi sát ý, có thể cho hắn nặng như vậy áp lực, làm hắn cảm giác được nguy hiểm, cảm giác được tim đập rộn lên. Tất nhiên là có tương ứng thực lực thành tựu chống đỡ. Mà để cho hắn bây giờ, và như vậy một cái đang bực bội lên nhân vật nguy hiểm tranh phong tương đối, nói thật, hắn không muốn. Càng cảm thấy được không có lợi lắm. Dù sao hắn lần này dẫn Vân Long Sơn đại quân tấn công Minh Thần Động, cũng chỉ có ba cái mục đích. Một là lập uy, hai là trả thù hả giận, ba mà. Chính là vậy núp ở Hắc Huyền mỏ đồng mạch phía dưới Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch. Mà bây giờ, bọn họ Vân Long Sơn người đã sớm đem vậy Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch chiếm cứ. Như vậy, chẳng lẽ còn có thể để cho hắn Vân Long Sơn, lại phun ra sao? Hơn nữa hắn vậy không tin. Liền vì cái này một cái phá động, vậy đã bị bọn họ Vân Long Sơn chiếm đi Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch, tiểu xúc sinh này, chẳng lẽ còn dám cùng hắn ngọc đàn đạo nhân sống chết mặt đối mặt sao? Hắn có như vậy lá gan sao? Nghĩ đến đây, vậy ngọc đàn đạo nhân vậy cũng cảm giác không như vậy tức giận. Ánh mắt mang hí ngược nhìn Trần Phi một cái. Nếu biết cái này Minh Thần Động cũng có tên lợi hại, lại tiếp tục lưu lại, vậy không có ý nghĩa có thể nói. Đi. Ngọc đàn đạo nhân mặt âm trầm, vung tay lên, trực tiếp là muốn rời khỏi. Oanh! Nhưng ngay vào lúc này, Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, lúc này lại tràn đầy lạnh như băng và sát khí rơi vào trên người hắn, khiến cho được một cổ uy áp đáng sợ tràn ngập đi. Đi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi đem ta cái này Minh Thần Động, làm là địa phương nào? Trần Phi trong miệng thanh âm lộ ra mấy phần giá rét thấu xương. Rồi sau đó, mọi người cũng cảm giác được, một cổ kinh khủng khí thế, đi đôi với 36 chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí trực tiếp là đem vậy ngọc đàn đạo nhân thân thể phong tỏa. T. Mọi người tại đây, vô luận là Vân Long Sơn thuộc quyền tu sĩ, vẫn là Minh Thần Động người, cũng không nhịn được ngược lại hút liền một chút khí lạnh. Diễn cảm có chút chấn động, kinh hoàng, hoảng sợ. Cái này hắn không phải là thật muốn động thủ chứ? Không, bỏ mặc, vô luận trước. Vân Long Sơn đối với Minh Thần Động làm cái gì? Có thể, chỉ khi nào nếu là hai vị có trúc cơ chân nhân cảnh lực lượng nhân vật khai chiến, vậy ảnh hưởng đến, vậy ảnh hưởng thì thật quá lớn à? Nếu không ngươi còn muốn thế nào? Vậy ngọc đàn đạo sắc mặt người biến, đổi được kinh giận lên, rồi sau đó cả người cũng là hiện ra kinh khủng khí thế, ào ào, lạnh lẽo trước con ngươi cùng Trần Phi đối chọi tương đối gay gắt. Chỉ gặp vậy ngọc đàn đạo nhân con ngươi lạnh lẽo. Phiền muộn nhìn chằm chằm Trần Phi, băng hàn nói, thằng nhóc, ta biết ngươi tựa hồ có chút thực lực, không kém gì ta, nhưng mà, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta ngọc đàn đạo nhân sống chết không nghỉ sao? Ta nói cho ngươi, ngươi ngày hôm nay nếu là thật muốn đánh, như vậy, ngươi tin không tin ngươi cái này phá động sẽ trực tiếp hóa là một mảnh phế tích. Hơn nữa, trừ ta sao ra người, đều phải chết. Thằng nhóc, ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ. Hừ, vậy ngọc đàn đạo nhân mặt đầy cười nhạt. Uy hiếp nói. Dù sao ngày hôm nay bây giờ chiến trường này, cũng không phải là bọn họ Vân Long Sơn, nếu đánh thật, hắn cũng sẽ không đau lòng cái gì, mà Trần Phi, vậy sợ rằng liền khó mà nói chứ. Ha ha! Gặp Ngọc Đàn đạo nhân nói như vậy, vậy tám đại thiết vệ, Minh Thần Động còn sót lại bộ hạ cũ trên mặt cũng nổi lên tái nhợt, bực bội làm nhục vẻ. Tuy nói bọn họ cái này Minh Thần Động bây giờ đã bị phá hư không còn hình dạng mà, nhưng mà, nếu là đánh tiếp nữa, đây chính là triệt để hủy diệt à. Hơn nữa, bọn họ những người này cũng biết còn cũng phải chết. Ngọc Đàn đạo nhân thân là một tôn trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ, tự nhiên là có tư cách uy hiếp như vậy bọn họ. Bọn họ coi như là lại bực bội, lại làm nhục, tức giận nữa,
sợ rằng cũng chỉ có thể là yên lặng bị. Nếu không, còn có thể thế nào? Ha ha! Nhưng mà cơ hồ ở đồng thời, Trần Phi thân thể lại đột nhiên động, hơn nữa còn có như vậy một đạo mang cười lạnh trào phúng thanh, sát theo vang lên. Ngươi không biết thật lấy là ta và ngươi nói nhảm lâu như vậy, là đang kiêng kỵ ngươi thực lực chứ? Trần Phi con ngươi uy nghiêm, lạnh như băng nói. Cùng lúc đó, một cổ kinh khủng hơi thở bỗng ở giữa lặng lẽ không hơi thở từ vậy lòng đất xuất hiện. Trên mặt đất hình thành đỏ thẫm đường vân, là từng đạo trận văn, đem vậy ngọc đàn đạo nhân phong tỏa ở trung tâm. Hết thảy các thứ này đều là ở ngay tức thì phát sinh, làm người ta ứng phó không kịp. Vèo, vèo, vèo. Một giây kế, từng đạo đỏ thẫm như máu cường hãn kiếm khí, mang theo cuốn tiểu viên mãn kiếm ý chấn áp ra, kinh khủng kiếm khí chiến minh thanh vang vọng ở vậy trong không khí, chấn động được rất nhiều người cũng hộc máu, thần sắc kinh hãi. Vậy ngọc đàn đạo nhân lại là sắc mặt kinh biến, cảm giác mình giống như là bị lôi vào trong vũng bùn. Nhúc nhích vô cùng là chậm chạp. Nhân trận tầng 4 trận pháp, không nghĩ tới ngươi lại còn là một trận pháp sư. Bất quá, ngươi lấy là loại vật này có thể làm gì ta? Bất quá sau đó, liền gặp hắn sắc mặt giễu cợt hướng Trần Phi khinh thường nói. Ở một cái có chút cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên sức chiến đấu người dưới sự chủ trì, người này trận tầng 4 trận pháp, có lẽ có thể hơi vây khốn hắn một chút, có thể nếu muốn đối với hắn tạo thành tổn thương gì, vậy thì hoàn toàn là nói vớ vẩn. Ta xác thực không trông cậy vào trận pháp này có thể đem ngươi như thế nào, bất quá, chỉ cần nó có thể đem ngươi tạm thời vây khốn. Ta mục đích cũng đã là đạt tới. Trần Phi nghe vậy, chẳng qua là lạnh lẽo cười lên. Ngươi lời này có ý gì? Vậy Ngọc Đàn đạo nhân con ngươi chợt rụt một cái, trong lòng rốt cuộc có chút bất an, sau lưng lạnh cả người đứng lên. Sắc lệ nội cha, hét. Cùng lúc đó, một cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp là từ trận pháp kia trong bộc phát ra. Ngay tức thì tựa như sắp đem chống đỡ được nổ tung. Chói mắt linh quang loạn tránh. Thương Khôn, Lam Kình, làm thịt hắn. Có thể đáp lại hắn, nhưng là Trần Phi lạnh lẽo vô cùng, tràn đầy sát ý hở hững thanh. Hắn cần chủ trì trận pháp, cho nên không thể tự mình động thủ. Giết ta, ha ha, ha ha ha. Chỉ bằng bọn họ hai cái phế vật, người đây là đang si người nói. Vậy chính giữa trận pháp Ngọc Đàn đạo nhân. Đầu tiên còn giống như là nghe được cái gì chợt thiên hạ lớn kê cười nhạo, cuồng như vậy cười lớn. Có thể một giây kế tiếp, trên mặt hắn thần sắc nhưng trực tiếp là cứng lại. Thậm chí liền lời kia cũng gắng gượng đoạn ở trong miệng. Rồi sau đó hắn hai tròng mắt, trực tiếp là mắt thường có thể thấy được sợ hãi teo lại tới, xúc tới mũi châm. Hàn ý lạnh như băng như leo núi hổ vậy, xông lên cổ của hắn ở giữa. Bởi vì là nhất trước vò tới trước mặt hắn vậy tấm giữ tợn gương mặt, chính là Lam Kình. Hắn hai tròng mắt lóe lên tàn nhẫn sát ý, trên mặt mang uy nghiêm diễn cảm, trọng yếu hơn chính là, ở trên người, còn có một cổ liền hắn Ngọc Đàn đều cảm giác được ra đầu tê dại, rợn cả tóc gáy đáng sợ, cuồng liệt yêu khí. Hơn nữa, liền vậy Thương Khôn trên mình cũng lại còn là một, như nhau. Chết, Lam Kình mặt đầy sát ý, trong miệng khạc ra tàn nhẫn một chữ. Cả người trực tiếp là cuồng vọt vào chính giữa trận pháp, xuất hiện ở Ngọc Đàn đạo nhân đỉnh đầu, yêu khí ngưng tụ ở trên nắm tay, hóa là thật thế chấp, vô cùng đáng sợ, hướng phía dưới hung hăng chính là rơi xuống. Như vậy lực lượng, như vậy khủng bố, trực tiếp là làm bên trong khu vực này đều tựa như là nhanh muốn bị hủy diệt. Mà vậy Ngọc Đàn đạo nhân vẫn còn là lõm sâu ở trận pháp bùn chẹt trong, cứng ngắc vô cùng, căn bản không có biện pháp chạy khỏi. Cùng lúc đó, vậy Thương Khôn cũng là như quỷ mị vậy xuất hiện, đứng ở đã sớm mặt đầy sợ hãi cùng kinh hãi Ngọc Đàn đạo trước mặt người, mặt không cảm giác, hai tròng mắt nhưng mang sát ý lạnh như băng. Vung tay lên, vậy bích quang trúc xuất hiện ở trong tay, thả ra kinh khủng gợn sóng. 3. Yêu thú cấp 3. Không, cái này, ngươi, các người, điều này sao có thể? Không, điều này sao có thể à? Vậy Ngọc Đàn đạo nhân khàn cả giọng, mặt đầy hoang đường cùng xôn xao. Không cách nào tin. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, Thương Khôn, Lam Kình hai người lại có thể song song tiến vào yêu thú cấp 3 cảnh. Đó là cái gì khái niệm? Cùng bọn họ loài người tu sĩ đối nghịch so, cùng cấp cảnh giới hạ, yêu tộc người sức chiến đấu phổ thông mạnh hơn phân nửa. Nói cách khác, coi như đơn đả độc đấu, hắn Ngọc Đàn cũng không nhất định có thể thắng được một đầu mới vừa lên cấp yêu thú cấp 3. Huống chi, hiện vào lúc này vẫn là hai đầu. Hơn nữa,
Còn có một Trần Phi ở bên ngoài dùng trận pháp, khóa, hắn nhúc nhích không được. Không. Một đạo tê tâm liệt phế tiếng giống giận truyền ra, Lam Kình một quyền này ngang nhiên rơi xuống, trực tiếp là đem Vậy Ngọc Đàn đạo nhân nửa người cho làm bể. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là không có chết, trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ sinh mạng cực độ ương ngạnh. Có thể Lam Kình lại không ra lại quyền thứ hai, bởi vì là hắn biết, có cái so hắn lợi hại hơn Thương Khôn tuyệt đối có thể thay thế hắn, đem Ngọc này đàn lão nhi đầu đánh bể. Vèo. Nhưng vào lúc này, nhiều người mắt người một hồi đau nhói, trước mắt một mảnh lục quang, theo sát phía sau thì có một cổ ùng ùng vang lớn vang lên. Vậy Ngọc Đàn đạo nhân cả người bị xé, thống khổ đem hắn ăn mòn, không cách nào tập trung sự chú ý xem bất kỳ đồ, nhưng dù vậy, hắn nhưng vẫn có thể cảm giác được. Trước mắt một mảnh lục quang, vô cùng nhức mắt, một cổ kinh khủng lực lượng trực tiếp là ngay đầu nện xuống tới. Rồi sau đó, đem đầu hắn đập thành đúng rồi cái nát bét. Bị tại chỗ chân giết. Tê, tất cả mọi người con người sợ hãi đứng lên, ngược lại hút khí lạnh, sắc mặt trắng bệch, liền thân thể, đều ở đây chỉ không ngừng run rẩy. Vô cùng sợ hãi. Sau đó, cái này không khí trực tiếp là lâm vào yên tĩnh như chết chính giữa. Yên lặng đáng sợ. Bởi vì là, Vân Long Sơn Lão Tổ, Ngọc Đàn đạo nhân bây giờ chết, cái này là dạng gì khái niệm à? Tất cả mọi người đều rất rõ ràng, tất cả mọi người đều vô cùng rõ ràng. Vậy vì vậy, bọn họ bây giờ mới phá lệ sợ hãi, phá lệ rung động, phá lệ sợ hãi. Thương Khôn Lam Kình đại nhân, hắn, bọn họ đã đều được yêu thú cấp 3 cường giả. Cơ hồ tất cả mọi người, cũng sau đó một khắc dùng là khó tin run rẩy ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Thương Khôn và Lam Kình hai người. 3. Yêu thú cấp 3, chỉ là cái danh từ này, cái chức vị này, cũng đã có tư cách làm bọn họ chấn động. Làm bọn họ sợ hãi, làm bọn họ cảm thấy sợ. Huống chi bây giờ vẫn là hai đầu. Vèo, vèo, vèo. Vang vang, vang vang, vang vang. Nhưng vào lúc này, trước mắt mọi người một hồi trần trụi hồng thoáng qua, rồi sau đó liền vang lên từng trận vang vang thanh âm, thanh thúy chói tai. Vậy từng vòng ụp lên tám đại thiết vệ các người hai tay ngân hoàn, trực tiếp là bị Trần Phi dùng kiếm khí toàn chém. Cắt thành hai khúc, rơi trên mặt đất. Nhất thời, vậy từng nhóm Vân Long Sơn rốt cuộc hoảng sợ bừng tỉnh, cả người lạnh như băng, đầy mâu sợ hãi. Chủ nhân, động chủ đại nhân, mà vậy nặng lấy được tự do tám đại thiết vệ cùng với Minh Thần Động còn sót lại bộ hạ cũ thì trực tiếp là thần sắc kích động cùng run rẩy, ô đè đè một mảnh, quỳ xuống ở Trần Phi trước mặt. Trong lòng lại là nhiệt huyết sôi trào, lại là khói mù, ảm đạm. Những người khác đâu, người còn sống, cũng toàn ở nơi này sao? Trần Phi nhìn lướt qua quỳ sụp xuống đất mọi người, đếm đếm, lại so hắn trước lúc đi, ít nhất thiếu hơn phân nửa. Cái này làm hắn không nhìn được diễn cảm lại lần nữa phiền muộn đứng lên, thanh âm rất là trầm thấp. Thuộc hạ bất lực, không có thể bảo vệ tốt động này phủ, còn xin chủ nhân trách tội. Vậy thiết vừa mãn mặt bi phẫn, quỳ xuống ở Trần Phi trước mặt, một mặt tự trách. Hiển nhiên, hắn cái này nói đã nói rõ hết thảy. Bọn họ Minh Thần Động người còn sống. Cũng chỉ còn lại có những thứ này. Hô! Trần Phi thở một hơi thật dài, cảm giác ngực có chút khó chịu, lắc đầu một cái, nói chuyện này không trách các người, trách ta. Nếu không phải bởi vì là hắn căn bản liền không coi trọng qua chuyện này, nhận là vậy Vân Long Sơn không có uy hiếp chút nào, cũng đều tuyệt không khả năng sẽ có ngày hôm nay đây hết thảy phát sinh. Có thể bây giờ cũng đã chậm. Cái này đích xác là lỗi của hắn. Lam Kình đi theo liền gặp một bên giơ tay, tỏ ý thiết một bọn họ đứng lên, một bên xoay người, hướng vậy Lam Kình thản nhiên nói, những người này và bên ngoài, đều giao cho ngươi, phàm là động tới tay, không chừa một mống, giết hết. Không động qua tay vậy ném tới quặng mỏ, phục vụ 30 năm. Vậy Lam Kình không chút do dự gật đầu một cái, cả người thả ra nhàn nhạt ý định giết người. Không, không muốn, đại nhân tha mạng. Vậy tại chỗ Vân Long Sơn tu sĩ ít nhất có mấy trăm chi nhiều người, bên ngoài nhiều hơn, đạt tới gần ngàn trước. Nhưng coi như vậy, bọn họ bây giờ từng cái một đều là cả người lạnh như băng, mặt đầy sợ hãi, quỳ sụp xuống đất, hướng Trần Phi thần sắc hoảng sợ cầu xin tha thứ. Bọn họ đúng là nhiều người, nhưng vấn đề là, nhiều người thì có thể làm gì? Liền bọn họ Vân Long Sơn Lão Tổ, Ngọc Đàn Đạo Nhân, còn có trưởng giáo Hắc Phong Tử cũng bị giết, bọn họ người nhiều đi nữa. Lại coi là cái gì? Tha mạng, bây giờ biết tha mạng,
sớm đã làm gì? Vậy Lam Kình Sâm nhiên tuét miệng cười nói, cả người run một cái, một cổ kinh khủng yêu khí khí thế liền nếu như là thực chất vậy xuất hiện. Kinh khủng kia yêu khí khí thế cuốn sạch qua đi, đem như vậy chút bên trong khu vực tất cả Vân Long Sơn tu sĩ cũng bao phủ lên trong đó. Xé thành mảnh vỡ, máu chảy thành sông. Có thể cái này nhưng vẫn chỉ là một số, Vân Long Sơn người, còn không có giết xong, bên ngoài còn có. Còn có thể tiếp theo tiếp tục giết. Đám nhỏ, theo ta ra ngoài, có cửu báo cửu, có oán báo oán. Không còn một mống toàn làm thịt, Lam Kình một tiếng quát chói tai, dẫn người trực tiếp là giết đi ra ngoài. Có hắn ở trước mặt chĩa vào đánh trận đầu, bên ngoài những cái kia Vân Long Sơn tu sĩ, ai là hợp lại địch. Giết à! Giết! Vậy nín một bụng sỉ nhục, lửa dẫn minh thần động tu sĩ, bây giờ rốt cục thì đợi cơ hội trả thù. Đợi cơ hội bộc phát, ô đè đè đi theo Lam Kình giết đi ra ngoài, đánh trống vang trời, vang động vân tiêu. Ngoại giới, một đám Vân Long Sơn tu sĩ cơ hồ tất cả đều là ánh mắt kinh hãi không thôi, chấn động hoang đường, còn khó hơn lấy làm rõ ràng trạng huống. Những thứ này minh thần động người, không phải là bị lão tổ còn có trưởng giáo bắt sao? Nhưng bây giờ, cái này tại sao? Chỉ tiếc bọn họ lần này chỉ sợ là khó mà đạt được đáp án. Chiến tranh bắt đầu. Đồng dạng là một mặt đổ, nghiền ép. Nhưng hơi không giống chính là, lần này bọn họ hai bên nhưng đổi một vị trí. Minh thần động thuộc quyền, một người không có chết, mà vậy Vân Long Sơn tu sĩ, nhưng trực tiếp là toàn diệt. Thi hài khắp nơi, máu chảy thành sông. Tuy nói Trần Phi hạ lệnh, không động qua tay có thể thả qua, nhưng là, những người này ai hắn mà không động qua tay. Lẩm bẩm nhìn bên ngoài, vậy minh thần động đại quân, không thể địch nổi, dáng vẻ, tám đại thiết vệ nuốt nước miếng một cái, đều cảm giác sâu trong nội tâm có dũng khí nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi. Đây chính là bọn họ động chủ đại nhân, một khi trở về, liền nếu như là tiên thần, không thể địch nổi. Bọn họ nhưng mà đều biết, vậy Thương Khôn, Lam Kình đại nhân, cũng đều và bọn họ như nhau, người phần, là nô phó của chủ nhân. Mà bây giờ, đây chính là hai vị yêu thú cấp 3 cấp bậc đại yêu à. Thiết một, có cái nhiệm vụ cho các người, nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên lên tiếng lần nữa nói. Chủ nhân xin phân phó, vậy tám đại thiết vệ nhìn nhau một cái, lại lần nữa quỳ xuống, đồng nói. Người bị chết thật tốt an táng, và bọn họ có quan hệ người thân cũng phải điểm chính chiếu cố, không thể để cho bọn họ là ta minh thần động mà chết, còn biết ở cửu tuyền hạ đau lòng. Trần Phi chậm rãi mở miệng nói, lại tiếp tục, ngoài ra, còn sống, bị thương, một người không ngoại lệ, luận công ban thưởng. Ta trước đặt ở bên trong động đan dược, còn có đủ hay không? Chủ nhân, những đan dược kia đều bị bọn họ đoạt đi. Bây giờ, không biết là ở Ngọc Đàn đạo nhân trong tay, vẫn bị trở về Vân Long Sơn. Thiết một ngẩng đầu lên, nhìn một cái đã thành thịt vụn Ngọc Đàn đạo nhân thi thể, nói. Ừ, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, ngoắc tay, một quả lớn chừng bàn tay túi đựng đồ, trực tiếp là từ vậy Ngọc Đàn đạo nhân trong thi thể bay tới. Thật giống như đều ở chỗ này mặt, dùng trước đi, nếu là đan dược số lượng không đủ dùng, trực tiếp nói cho ta. Trần Phi hơi lật nhìn một chút ngọc này đàn đạo nhân túi đựng đồ, may mắn là còn chưa bị phá hủy, đan dược vậy vẫn còn ở, liền thuận tay đem ném cho thiết một. Lại mở miệng nói, chuyện này làm xong sau đó, các người tám cái lại dẫn người đi Vân Long Sơn đi một lần. Mặc dù ngọc này đàn đạo nhân, hơn phân nửa mới là chủ mưu. Nhưng là... cái này Vân Long Sơn, vậy vẫn là không có tiếp tục tồn tại nữa cần thiết. Thương Khôn, ngươi và bọn họ cùng đi chứ? Trần Phi chậm rãi mở miệng nói. Nhưng làm vậy tất cả mọi người đều con ngươi co giúp một cái, tâm thần cuồng chấn. Cái này Vân Long Sơn, đã lại không có tiếp tục tồn tại nữa cần thiết. Đó chính là nói, tiêu diệt Vân Long Sơn. Tất cả lưu tại chỗ, không ra đi giết người minh thần động tu sĩ, nghe được Trần Phi lời này sau đó. Đều là không nhịn được tâm thần cuồng chấn liền một chút. Nhưng sau đó, một cổ cảm giác nhiệt huyết sôi trào, nhưng ở trong lòng bọn họ mặt cuồng liệt nảy xanh đi ra. Vô cùng kích động. Vậy Ngọc Đàn đạo người chết rồi, lấy bọn họ minh thần động hiện nay thực lực, tiêu diệt vậy Vân Long Sơn, lại ngại gì? Dạ, chủ nhân, thuộc hạ lĩnh mệnh, nhưng vào lúc này, vậy Thương Khôn bình thản thanh âm vang lên, lại là làm mọi người tại đây lòng tin tăng nhiều đứng lên. Thần tình kích động. Hiện nay Thương Khôn đại nhân,
Đây chính là đã thành là yêu thú cấp 3 đại yêu tồn tại. Người nào có thể địch? Thuộc hạ phải làm. Rồi sau đó liền gặp vậy 8 đại thiết vệ cùng kêu lên hét, khí thế chấn thiên. Mất đi Ngọc Đàn đạo nhân cùng với Hắc Phong tử những thứ này người tâm phúc, vậy mưa rơi Vân Long Sơn đại quân dĩ nhiên là thành đám người ô hợp, không chịu nổi một kích, ước chừng chẳng qua là không tới nửa canh giờ thời gian. Những cái kia Vân Long Sơn đại quân thì đã toàn bộ cúi đầu, thành làm cho này máu chảy thành sông vùng đất nuôi liệu. Thấy tình cảnh này, Trần Phi mặc dù có chút cau mày, trong lòng không thoải mái, nhưng sau đó hắn cũng bình thường lại. Bởi vì là tu chân giới chính là như vậy, quả đấm vi tôn, đao kiếm mặt đối mặt, máu chảy thành sông. Trọng yếu nhất chính là cái này cũng không trách được bọn họ. Nếu là hắn không kịp thời chạy về nói, bây giờ rơi được như vậy kết cục, chỉ sợ sẽ là bọn họ minh thần động người. Người mình và người khác, hẳn lựa chọn ai, không rất hiển nhiên, rất rõ ràng sao. Động chủ đại nhân, Hắc Huyền Đồng tinh quáng mạch bên kia, bây giờ vậy còn bị Vân Long Sơn khác một đám người chiếm cứ. Chúng ta bây giờ muốn không muốn, nhưng vào lúc này, một bóng người dè đặt đi lên, hướng Trần Phi có chút trần chờ hỏi. Người này không phải người khác, chính là vậy trước liền một mực phụ trách trước Hắc Huyền mỏ đồng mạch khai thác Kim Vạn Xuân, Kim Trưởng Lão. Hắn lúc này cả người là tổn thương, máu tươi đầm đìa, là trốn về, muốn trở về rời cứu binh giết về đi. Hắc Huyền Đồng tinh quáng mạch, Trần Phi con người hơi đông lại một cái, lóe lên. Đi xem, nhưng mà trong thức hải, Trận Kinh không nhưng dứt khoát mở miệng nói. Hơi dừng một chút, hắn lại giải thích, Hắc Đồng chiến thuyền tất cả đều là do Hắc Huyền Đồng tinh đúc thành, nếu muốn tu bổ, không thiếu được cần số lượng nhất định nguyên vật liệu. Ta biết, Trần Phi lập tức không chần chờ nữa. Vung tay lên, một chiếc nếu như là màu đen cự thú đồ vật khổng lồ, liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chính là vậy Hắc Đồng chiến thuyền, tản ra khí tức kinh người, làm người ta con người đông lại một cái, con người co rúc lại. Cái này, đây là, nhất là vậy Kim Vạn Xuân Kim Trưởng Lão, lúc này lại là không nhìn được liền sắc mặt cũng cực độ kinh hãi, lấy tay run rẩy Hắc Đồng chiến thuyền, ánh mắt sợ hãi, khó tin. Bởi vì là hắn đoạn này thời gian nhưng mà không bớt cùng Hắc Huyền Đồng tinh giao tiếp, bây giờ tự nhiên vậy nhìn ra được, chiếc này chiến thuyền, đồ sộ, lại có thể toàn thân toàn bộ là do Hắc Huyền Đồng tinh tác phẩm chú mà thành. Đây là bực nào kinh người một chuyện. Thật là làm hắn khó tin. Đi thôi, người ở trước mặt mang ta cùng ngươi đi một chuyến. Nhưng mà Trần Phi nhưng không nhìn thẳng mọi người tại đây rung động diễn cảm, vung tay lên, linh quang cuộn sạch. Liền trực tiếp đem vậy Kim Vạn Xuân còn có một đội minh thần động đội ngũ cho cuốn đi, chớp mắt giữa thời gian, liền làm bọn họ xuất hiện ở Hắc Đồng trên chiến thuyền. Rồi sau đó vèo một tiếng phá không biết tai vang lớn, vậy Hắc Đồng chiến thuyền liền trực tiếp phát động, nổ bắn ra hướng phương xa vân không, trong thời gian rất ngắn, liền biến mất vô ảnh vô tung. Làm người ta trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc liền miệng đều khó khép lại. Chiếc này chiến thuyền, thật là thật lợi hại. Tốc độ nhanh đến làm người ta khó có thể tưởng tượng. Không tới sau nửa giờ, giống như một minh thần động mấy trăm dặm chi diêu nơi nào đó bất ngờ vực sâu đại liệt cốc trong, từng đạo khổng lồ ánh sáng màu đen đột nhiên xuất hiện, tả diêu hữu bãi, hết sức linh hoạt nhanh chóng tiến vào vậy vực sâu đại liệt cốc chỗ cực sâu. Động chủ đại nhân, trước mặt chính là quặng mỏ sở tại. Có thể nhanh như vậy đến ngoài mấy trăm dặm Hắc Huyền Đồng tinh quáng động. Vậy Kim Vạn Xuân cùng với một đội minh thần động người sao, đều kinh ngạc, kính nể phục sát đất. Sau đó, liền gặp vậy Kim Vạn Xuân chỉ phía trước cuối, nói. Chỉ gặp ở đó ánh sáng hôn mê cách mặt đất mấy trăm gần ngàn gạo đại liệt cốc trong, một tòa thật to hầm mỏ cửa vào sừng sững ở nơi đó, trên tảng đá hạ lần lượt thay nhau trước, âm gió mạnh thổi phất, làm người ta cảm giác da đầu tê dại, không lạnh mà run. Mà ở đó to lớn hầm mỏ lối vào. Trên mặt đất bất ngờ còn có rõ ràng đỏ nhạt vết máu, trong không khí tràn ngập thối rữa, tanh hôi mùi vị. Làm Trần Phi con ngươi hơi lóe sắc bén. Đi xuống, Trần Phi thu hồi Hắc Đồng chiến thuyền, làm tất cả mọi người đều bỏ vào trên mặt đất. Ai, lại dám xông đến chúng ta Vân Long Sơn trên địa bàn tới? Ồ, ha ha, ha ha ha, nguyên lai là ngươi cái này cụp đuôi chạy trốn con chuột, làm sao rời cứu binh tới? Chỉ bằng sau lưng ngươi những phế vật kia. Coi như sau đó một khắc, nhưng lại có người phát hiện bọn họ đến. Một đạo cực kỳ âm trầm tiếng cười nhạo từ vậy hầm mỏ trong truyền tới, một đạo cao tráng bóng người xuất hiện,
sau lưng ít nhất còn đi theo mấy chục đạo thân ảnh. Đều là Vân Long Sơn người. Những người đó lúc này đang mặt coi thường nhìn Trần Phi bọn họ bên này, khóe miệng cao ngạo có độ cong, trong con ngươi, chính là tồn tại hí ngược sát cơ lạnh như băng. Có Tần trưởng lão ở đây, đám người ô hợp này lại coi là thứ gì? Nguyên lai, cái này cực kỳ âm trầm tiếng cười chủ nhân, không phải người khác, chính là bọn họ Vân Long Sơn năm đại trưởng lão một trong, có luyện khí tầng 9 cảnh giới Tần trưởng lão. Thực lực hết sức cường hãn. Lão Tần, và bọn họ phế nhiều lời như vậy làm gì? Giết hết, để tránh phiền toái. Nhưng vào lúc này, lại có một đạo lãnh như băng già nua thanh xuất hiện, một vị mặt lộ vẻ lạnh lẻo thần thái tóc bạc hoa dâm ông già xuất hiện, nhìn Trần Phi các người, không thèm chú ý đến nói. Người này cả người giống vậy lộ ra vô cùng là cường hãn hơi thở, đạt tới luyện khí tầng 9. Hiển nhiên người này lai lịch vậy rất không bình thường, cùng vậy cao tráng bóng người như nhau, cũng là Vân Long Sơn năm đại hộ pháp trưởng lão làm một vị trong đó. Duy nhất phái tới hai cái hộ pháp trưởng lão cấp bậc cao thủ, đủ để nhìn ra, cái này Vân Long Sơn đối với lần này hầm mỏ, là nặng bực nào coi. Có thể đây đối với Trần Phi mà nói, nhưng thật giống như cũng không có gì phân biệt. Tam Minh Thần Động chú đóng ở nơi này hầm mỏ môn hạ đệ tử, đều là các người động thủ giết được. Trần Phi nhìn hai người kia một cái, thản nhiên nói. Bất quá vậy lời nói trong tiếng, nhưng mang một tia không dễ làm người ta phát giác băng hàn ý định giết người. Các người Minh Thần Động chú đóng ở nơi này môn hạ đệ tử. Vậy cao tráng bóng người Tần trưởng lão, tóc bạc hoa dâm ông già nghe vậy, đều giống như là nghe được cái gì tức cười buồn cười thiên cười ầm. Giải thích một mặt giễu cợt cuồng cười lên. Ha ha, ha ha ha. Vậy Tần trưởng lão cuồng tiếu, nhìn Trần Phi một mặt khinh miệt nói, thằng nhóc, những người đó là chúng ta giết, ngươi xem trên mặt đất dấu vết, đều là máu của bọn họ bị hong gió sau đó, lưu lại. Ngươi bây giờ biết, vừa có thể làm gì được chúng ta. Ha ha ha. Như thế nào? Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi hiện ra lau một cái nhàn nhạt băng hàn vẻ. Rồi sau đó liền gặp hắn khoát tay, một đạo màu đỏ thấm kiếm khí cướp ra, hướng vậy Tần trưởng lão ngực bắn tới. Oanh! Một món tiểu viên mãn kiếm ý bộc phát ra, tựa như là kinh khủng sóng gợn, rung động vậy, ở kiếm khí kia trên, lan tràn ra. Sau đó trực tiếp là từ vậy tất cả mọi người bỗng nhiên ở giữa đổi được kinh hãi muốn chết trong mắt chính giữa, uy thế khủng bố đến không tưởng tượng nổi, tốc độ, vậy là nhanh không tưởng tượng nổi. Một tiếng nổ gào thét đụng vào vậy cao tráng bóng người, Tần trưởng lão trên lồng ngực. Phịch, kiếm ý ngang dọc, kiếm khí xé, máu thịt vỡ nát, máu bắn tung tung tóe. Ở kinh người như vậy uy thế kinh khủng chính giữa, vậy cao tráng bóng người Tần trưởng lão, trực tiếp là cả người thân thể đều đã muốn nổ tung lên. Ngang dọc lăng liệt kiếm khí chính giữa, liền tiếng kêu thảm kia tựa hồ cũng chưa kịp phát ra, người nọ, vậy cao tráng bóng người Tần trưởng lão thì tựa hồ là đã chết. Hài cốt không còn. Mà ở thấy một màn này, Kim Vạn Xuân cùng Minh Thần Động đội ngũ đều là cảm giác chuyện đương nhiên, nhiệt huyết sôi trào, tâm trạng kích động không thôi. Nhất là vậy Kim Vạn Xuân, trước đi theo người hắn, đều bị Vân Long Sơn những người này giết đi, mà bây giờ, cuối cùng là vì bọn họ báo thù. Mà cùng bọn họ tâm trạng biểu hiện so sánh, vậy bên kia, tất cả Vân Long Sơn tu sĩ, coi như là vậy tóc bạc hoa dâm hộ pháp trưởng lão ông già. Đều là vào lúc này bị sợ được hồn phi phách tán. Bọn họ căn bản đều không cách nào nghĩ đến, cái này Trần Phi lại có thể như vậy khủng bố lợi hại, một chiêu, liền giết Tần trưởng lão. Chạy mau, đem tin tức truyền cho trưởng giáo còn có lão tổ. Bọn họ ánh mắt run rẩy đối mặt, một khắc sau, lại cũng không hẹn mà cùng bạo xạ ra, điên cuồng chạy trốn, muốn từ địa ngục này chạy đi. Vì vậy, trong nháy mắt bên trong khu vực này đều có chút đổi được hỗn loạn không chịu nổi. Tất cả Vân Long Sơn tu sĩ, cũng vào lúc này thành chó chết chủ. Nhưng không thể không nói, bọn họ lần này bốn phương tám hướng chạy, nếu đổi lại là những người khác, nhất định là rất khó truy đuổi. Bất quá, Trần Phi nhưng không ở nơi này cái, người bình thường, hàng ngũ chính giữa. Muốn chạy, Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lướt qua nhàn nhạt lãnh mang, đi theo. Liền gặp thân hình động một cái, phóng lên cao, vèo 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 có chừng 36 đạo tam dương chân hỏa kiếm khí từ trong cơ thể hắn ra, ánh sáng chồng lên nhau, hư ảo ở giữa lại có chút chia ra mở. Một hóa hai, hai hóa bốn. Cho đến vậy đầy trời đều là cực kỳ kinh khủng tam dương chân hỏa kiếm khí tàn ảnh sau đó,
vô số đinh tai nhức óc tiếng xé gió vang động, vậy đếm không hết kiếm khí, ùn ùn kéo đến bạo xạ ra. Không, thả qua ta, không, không nên giết ta. À, đếm không hết tam dương chân hỏa kiếm khí thật giống như mưa sa mưa như chút nước xuống. Mà vậy mỗi đạo kiếm khí gào thét, cũng sẽ trực tiếp xuyên thủng một đạo Vân Long Sơn tu sĩ thân thể, vì vậy, toàn bộ giữa trời đất, vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Từng đạo Vân Long Sơn tu sĩ, giống như đoạn cánh chim, thân thể nổ, bị kiếm khí xuyên thủng, thành là huyết vũ. Ngắn ngủi bất quá mấy cái quen thuộc thời gian, mảnh thiên địa này chính là đổi được thanh tịnh xuống. Tất cả Vân Long Sơn tu sĩ, đều bị Trần Phi thiết huyết thái độ đánh chết. Mà máu của bọn họ, chính là theo chảy xuống, đem những cái kia trên mặt đất đỏ nhạt khô héo vết máu bao trùm. T. Mà ở thấy tình cảnh này, cứ việc Kim Vạn Xuân cùng Minh Thần Động tu sĩ trong lòng kịp chuẩn bị, theo lý cảm thấy chuyện đương nhiên, nhưng mà, làm như bây giờ một màn sống sờ sờ xuất hiện ở bọn họ trước mắt, bọn họ vẫn là không có nhịn được nghẹn ngào nước miếng. Lại lần nữa nhìn về phía Trần Phi bóng người, đều là tràn đầy nồng nặc cuồng nhiệt và kính sợ. Đem chỗ này dọn dẹp một chút, ta đến bên trong đi xem. Kim trưởng lão ngươi cùng ta cùng đi chứ, thuận tiện giúp ta chỉ đường. Trần Phi từ ngày đó không trung rơi xuống, mặt không cảm giác, đi bộ hướng vậy hầm mỏ chỗ sâu đi tới. Mấy người các ngươi, đi đem phụ cận đây thu thập một chút, đừng để cho động chủ đại nhân đi ra thấy cái này thi thể đầy đất máu, cảm thấy xui. Vậy Kim Vạn Xuân lập tức gật đầu, chạy chậm đi theo lên. Bất quá vừa chạy thời điểm, hắn còn vừa hướng người phía sau truyền âm đi. Rõ ràng, vậy một đám Minh Thần Động đội ngũ không chút do dự nói. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là và vậy Kim Vạn Xuân bước vào Hắc Huyền mỏ đồng mạch chính giữa. Chẳng qua là hắn mới vừa đi vào không bao lâu, liền chân mày cau lại, có chút trần chờ hướng trong thức hải trận kinh không hỏi, tiền bối, ngươi có cảm giác hay không đến chỗ này, tựa hồ, thật giống như có chút không đúng lắm mà. Ngươi cũng có cảm giác này, đúng là, vừa tiến vào cái này hầm mỏ chính giữa, ta cũng cảm giác chỗ này, là có chút không đúng lắm mà. Đến bên trong đi xem rồi hãy nói. Trong thức hải vậy trận kinh không thanh âm cũng có chút nghi ngờ, suy nghĩ, tự lẩm bẩm. Động chủ đại nhân, vậy Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch, ngay tại. Cùng lúc đó, đang nhanh chóng cong hao tổn xuyên qua mấy cái cuồng bên trong động lối rẽ sau đó, vậy Kim Vạn Xuân rốt cục thì chỉ một nơi chỗ cực sâu hang động, hướng Trần Phi cung kính nói. Ở nơi này, Trần Phi nghi ngờ trên mặt vẻ nồng nặc hơn, bởi vì là hắn rõ ràng cảm giác được, cái này trong hầm mỏ, cho hắn cái loại đó cảm giác khác thường, là nồng nhất úc, sâu nhất. Cẩn thận một chút. Trong thức hải, trận kinh không sắc mặt cũng là hơi có chút ngưng nhiên đứng lên, hướng Trần Phi nhắc nhở. Hắn loại cảm giác đó, bây giờ cũng là hết sức sâu. Ta biết, Trần Phi khẽ gật đầu, chậm rãi bước vào vậy trong huyệt động. Vừa đi gần huyệt động kia hầm mỏ chính giữa, cái loại đó cho người cảm giác khác thường, liền ở Trần Phi tâm trạng trong lại là nồng nặc lên. Bất quá hắn bây giờ vậy rốt cục thì, hoàn toàn thấy rõ cái này Hắc Huyền đồng tinh quáng động toàn cảnh. Đây là một tòa diện tích rất lớn hầm mỏ hang động, trong đó vẫn còn có mấy cái cỡ nhỏ lối đi dọc theo đi, bên trong động ánh sáng mờ tối, trong không khí tràn ngập một loại để cho người thứ rất kỳ quái. Không nói rõ ràng, không nói rõ bạch. Hô, hô, vào lúc này, đứng Trần Phi bên người Kim Vạn Xuân đột nhiên truyền tới rất vừa dày vừa nặng tiếng hít thở. Trần Phi hơi sững sờ, xoay qua chỗ khác, lại thấy chẳng biết lúc nào, vậy Kim Vạn Xuân trên mặt màu da thì đã là không bình thường đỏ lên. Giống như là hô hấp rất mệt khó khăn vậy. Động chủ đại nhân, để cho ngài chê cười. Không biết tại sao, chỗ này có chút cổ quái, ta mỗi lần đi vào đều cảm giác hô hấp không chót lọt. Tựa hồ là cảm thấy Trần Phi vậy hơi ngẩn ra ánh mắt, Kim Vạn Xuân lúng túng cười một tiếng, có chút ngượng ngùng nói. Lấy hắn tu vi, lại có thể như vậy không giải thích được hít thở không thông, quả thật có chút lúng túng à. Hít thở không thông, ngươi đi ra ngoài trước đi, chính ta ở nơi này vòng vo một chút. Nghe vậy, Trần Phi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, hướng vậy Kim Vạn Xuân nói. Nếu đến nơi rồi, nhiều một người thiếu một người, vậy cũng không sao. Động chủ đại nhân, vậy Kim Vạn Xuân lập tức gật đầu một cái, lui ra ngoài. Tiền bối, ngươi nói chỗ này đến tột cùng là tình huống gì? Theo lý thuyết, Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch. Không có nghe nói sẽ có như vậy dị tưởng chứ.
Kim Vạn Xuân lui sau khi đi ra ngoài, Trần Phi đi về phía hầm mỏ động vách tường, lấy tay ở phía trên thương, gõ một cái, cau mày, nghi ngờ nói. Ta cũng không biết, như chẳng qua là đơn thuần hắc huyền đồng tinh quáng mạch, đúng là chưa nghe nói qua sẽ có như vậy cảm thụ, và dị tượng. Trong thức hải, trận kinh không đêm vẫn là có chút nghi ngờ, không biết vấn đề ở đâu. Trần Phi không nói, chân mày nhíu, dọc theo vậy động vách tường đi, thỉnh thoảng lấy tay ở phía trên gõ, ra đá, đá vụn rụng, lộ ra trong mạ vàng hắc quang lóe lên hắc huyền đồng tinh. Đích xác cũng chỉ là bình thường hắc huyền đồng tinh à. Trần Phi nghi ngờ tự lẩm bẩm, có thể đi theo, hắn lại đột nhiên kinh ngạc dừng bước, ánh mắt hướng phía trước một nơi tầm thường xó xỉnh nhìn lại. Ồ, đây là, hắn nghi ngờ trên mặt vẻ nồng nặc hơn mấy phần. Bởi vì là ở đó tầm thường xó xỉnh, lại là có mấy bụi màu xám cho sẫm dây leo, cành lá thưa thớt, nhưng mỗi một mảnh cũng lóe lên ánh sáng nhàn nhạt hoa, dịch thấu trong suốt. Gặp quỷ, loại địa phương này làm sao có thể còn biết có thực vật sinh trưởng? Đây là địa phương nào? Liền trận kinh không đều ngẩn ra, kinh ngạc nói. Như vậy hầm mỏ chỗ sâu, tất cả linh vận khí đã sớm đã bị quặng mỏ cho ép khô, cho nên mới có như vậy cực phẩm quặng mỏ ra đời, cho nên trên lý thuyết mà nói, cái này hầm mỏ trừ mỏ sắt ra, không nên còn nữa những thứ khác thực vật mọc ra mới đúng, nhưng bây giờ lại là phệ linh đằng. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên ánh mắt kích động, sải bước tiến lên. Đưa tay ra hung hăng đem vậy dây leo kéo đứt một đoạn xuống, ánh mắt lại là mừng như điên và kích động, nói thật sự là phệ linh đằng. CMN, xem ra lần này thật là đi đại vận. Có thể bị đồ chơi này vừa ý, tối thiểu cũng đều là địa cấp linh mạch trở lên đi. Phệ linh đằng, địa cấp linh mạch, vậy Trần Kinh không nghe vậy, lần này chợt mí mắt giật một cái, hướng Trần Phi hỏi, phệ linh đằng là cái gì? Còn có người nói cấp linh mạch, kết quả này chuyện gì xảy ra? Cái này cùng địa cấp linh mạch có quan hệ thế nào? Hắn không biết phệ linh đằng là thứ gì, nhưng mà địa cấp linh mạch, hắn nhưng là biết rõ ràng à. Tu chân giới chính giữa tu luyện linh mạch, thống nhất phân chia là thiên địa nhân, ba đại cấp bậc. Mà ở nơi này mỗi một cái lớn cấp bậc chính giữa, còn biết có, linh thánh tiên, ba đại nhỏ đẳng cấp tỉ mỉ phân chia. Nếu là ở cấp thấp nhất linh phẩm nhân cấp linh mạch dưới, đó chính là bất nhập lưu. Nhưng coi như vậy. Cho dù bất nhập lưu, có thể, chỉ cần là một cái linh mạch, vậy tất nhiên sẽ đưa tới tu sĩ, thậm chí mạnh mẽ tu luyện tông môn hoặc gia tộc kịch liệt tranh đoạt. Bởi vì là có thể hay không có một cái tu luyện linh mạch, đây đối với bất kỳ một vị tu sĩ, bất kỳ một nhà thế lực mà nói, cũng quá trọng yếu. Đây chính là quan hệ đến bọn họ tốc độ tu luyện mau chậm à. Liên tỷ như vậy thành U Lang, mặc dù có thể thành là phạm vi này hơn trăm ngàn dặm mưa gió trung tâm, chế tông lập thành. Chính là bởi vì là vậy thành U Lang trung tâm ngay phía dưới, nhưng thật ra là có chôn một cái tiên phẩm nhân cấp tu luyện linh mạch. Chỉ là một cái tiên phẩm nhân cấp tu luyện linh mạch liền có thể tác thành một tòa cường thịnh thành trì. Mà bây giờ, Trần Phi nhưng nhắc tới, địa cấp linh mạch, hắn trận kinh không có thể không rung động, có thể không kinh hãi sao. Dẫu sao phải biết coi như là hắn năm đó tông môn, cổ giáo phái, dẫn dắt lấy lại ỷ vào linh mạch. Vậy bất quá chỉ là một cái linh phẩm địa cấp linh mạch mà thôi. Cái này phệ linh đằng, ở tuyệt đại đa số dưới tình huống, đều là cái không chút nào chỗ dùng quỷ hút máu. Bởi vì là nó đặc biệt chiếm đoạt linh mạch linh khí, chỉ cần cho nó thời gian, chỉ sợ cũng coi như là một cái tiên phẩm thiên cấp linh mạch, nó cũng có thể cho ngươi chiếm đoạt xuống. Trần Phi nói, nó tiên phẩm thiên cấp linh mạch cũng có thể chiếm đoạt. Nghe vậy, Trần Kinh không trực tiếp là có chút trợn tròn mắt. Ngược lại hút khí lạnh. Cái loại đó trong truyền thuyết linh mạch, cái này xấu bập môi không bắt mắt dây leo, cũng có thể chiếm đoạt. Đùa giỡn chứ. Cái này dĩ nhiên chẳng qua là trên lý thuyết mà thôi. Trừ phi là cái loại đó còn không có bị người phát hiện tiên phẩm thiên cấp linh mạch, nếu không, ai bỏ được cho nó nuốt à. Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, lại ánh mắt lập tức kích động, nói, bất quá, vậy đều không phải là ta muốn phải nói điểm chính, ta muốn nói điểm chính ưng. Chỉ cần có đồ chơi này tồn tại địa phương, vậy thì nhất định sẽ có linh mạch tồn tại, hơn nữa, hắn cấp bậc tuyệt không có thể thấp hơn linh phẩm địa cấp. Linh phẩm địa cấp linh mạch, phụ cận đây, nghe vậy, coi như là Trần Kinh không cũng có chút há to mồm, khiếp sợ đến không nói đứng lên. Hắn lai lịch, để cho hắn vô cùng rõ ràng, một cái linh phẩm địa cấp linh mạch sẽ ý vị như thế nào. Vậy đơn giản, thật là
phải biết coi như là ở mưa gió hội tụ kiềm nam cổ quốc bên trong vực, bực này quy mô và phẩm cấp cực phẩm linh mạch, vậy tuyệt sẽ không vượt qua năm ngón tay số. Mà vậy chờ cực phẩm linh mạch người có, một nhà kia, không phải cái thế vô địch, không người dám trêu cổ giáo phái, hoặc là vương gia tộc. Có thể, nhưng là bây giờ, cái này. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Ngươi nói cái này địa phương rách, sẽ có một cái linh phẩm địa cấp linh mạch. Vậy Trận Kinh không rốt cuộc tiếng nói mang theo chút mừng như điên, run rẩy mở miệng nói. Đi tìm một chút xem chẳng phải sẽ biết. Trần Phi liếm môi một cái, cũng là thanh âm có chút run nói. Hắn cũng biết một cái địa cấp linh mạch ý vị như thế nào. Hắn nếu có thể đạt được, trong tay hắn minh thần động, tuyệt đối sẽ phát sinh lột xác. Những cái kia cổ giáo phái, vương gia tộc, sở dĩ sẽ hưng thịnh ngàn năm dài, rốt cuộc là bọn họ thành tựu địa cấp linh mạch, vẫn là địa cấp linh mạch thành tựu bọn họ, công lao này thuộc về người đó, thật đúng là khó mà nói. Rồi sau đó, liền gặp hắn theo vậy dây leo cành khô bí mật đi, tới hầm mỏ hang động chỗ sâu nhất, không đường có thể đi, Trần Phi trực tiếp là dùng sức mạnh gắng gượng đào bới ra tiếp tục đi xuống lối đi. Cách mặt đất 500 mét, cách mặt đất 1.000 mét, cách mặt đất 1.500 mét, cách mặt đất 2.000 mét. Đến cuối cùng, Trần Phi rốt cục thì cách hơn 2.000 gạo địa phương dừng bước, mà lúc này ở trước mặt hắn, chính là một bụi lớn vô cùng màu xám đen thực vật, là vậy phệ linh đằng bản thể. Vậy phệ linh đằng bản thể, có đặc biệt đường vân, tràn ngập khí thức cổ xưa, sán sán rực rỡ. Trần Phi lần đầu tiên nhìn thấy nó thời điểm, liền không nhịn được con ngươi xúc ở. Thì đã trưởng thành đến như vậy kích thước, xem ra, nó đã cắn nuốt không chỉ một cái địa cấp linh mạch. Trần Phi rung động trong lòng, có chút thất thần nói. Tuy nói ở hắn trong miệng, cái này phệ linh đằng trừ sẽ chiếm đoạt linh mạch ra, những thứ khác hoàn toàn là người vô hại, thí dụng không dùng. Nhưng hắn nhưng cũng biết, nếu thật là để cho cái này phệ linh đằng chiếm đoạt vậy là đủ rồi đầy đủ linh mạch, đạt tới lột xác tiêu chuẩn, sợ rằng, cái này toàn bộ tu chân giới cũng sẽ là đã lâu thay đổi hoàn toàn một phen. Tung lên đủ để hỗn loạn cả thế giới động đất. Bởi vì là có sự ký trở, không biết bao nhiêu năm tháng trước, từng có một bụi phệ linh đằng hoàn toàn tích lũy, thành công lột xác phàm thành thánh, ở lúc ấy trực tiếp là trở thành vô địch tồn tại. Kể cả cấp bậc thánh hoàng cũng cùng chi không địch lại. Nghĩ đến đây, Trần Phi cả người hung hăng run lên, phảng phất là có một cổ xung động muốn nhảy ra thân thể ra. Nhưng sau đó, liền lại gặp hắn cười khanh khách lắc đầu một cái. Trở về thực tế, cảm giác mình mới vừa rồi giấc mộng kia, tựa hồ là có chút làm được quá lớn. T, vậy thật là một cái linh mạch, hơn nữa. Nhưng vào lúc này, trong thức hải Trận Kinh không kinh hãi run rẩy thanh trực tiếp là vang lên. Bởi vì là đều đã đến nơi này, cái này gần như vậy địa phương, hắn tự nhiên có thể cảm giác đến, ngay tại dưới chân bọn họ rất gần địa phương, tuyệt đối là có một cái hết sức cao cấp cực phẩm linh mạch. Địa cấp. Cái này thật, tối thiểu đều là địa cấp linh mạch à? Đương nhiên là thật, Trần Phi cũng bị Trận Kinh không cái này hưng phấn thanh âm cho gọi về thực tế. Thần thức thấm ra bên ngoài cơ thể, hướng đất dưới chân để thấm vào đi, chỉ chốc lát sau, hắn liền cảm giác được có một cái vô cùng to lớn trong suốt linh khí con sông xuất hiện ở trước mắt. Vậy linh khí khổng lồ con sông chính là linh mạch, dịch thấu trong suốt, miễn cưỡng không ngừng, thấm vào lòng người. Làm cái này không khí chung quanh chính giữa, chen đầy đậm đà cực kỳ tinh thuần linh khí, hóa cũng hóa không ra. Vật này nhưng là chân chính đại bảo dấu, giá trị vô cùng. Đáng tiếc, đây là một cái linh phẩm địa cấp linh mạch, nếu là cao cấp hơn một chút, vậy cũng tốt. Bất quá rồi sau đó liền gặp Trần Phi đập đi trước miệng, có chút không thỏa mãn, thiếu biển nói. Linh phẩm địa cấp linh mạch ngươi còn chưa đầy đủ, ngươi có biết hay không cái này ý vị như thế nào? Ngày khác thủ hạ ngươi tông môn thế lực nếu là có thể hùng chấn thiên hạ, cái này linh phẩm địa cấp linh mạch, ít nhất có thể chiếm 70% công lao. Trận Kinh không im lặng nói. Kia có nhiều như vậy, nhất hơn một nửa. Bất quá xem ra ta được mau sớm đem minh thần động rời tới. Vừa vặn bên kia cũng bị hủy, không còn lại cái gì. Trần Phi cười hắc hắc cười, rồi sau đó diễn cảm ngưng nhiên nói. Không phải mau sớm, mà là lập tức. Hơn nữa cái này việc giữ bí mật nhất định phải làm tốt, muôn ngàn lần không thể để cho ngoại giới nhận ra được chút nào dấu vết, nếu không, sợ rằng toàn bộ cổ quốc cũng biết chấn động. Đến lúc đó, ngươi tuyệt đối sẽ thành là đối tượng đả kích, tình cảnh vô cùng nguy hiểm.
Trận Kinh Không nhắc nhở. Ta hiểu ý, Trần Phi vừa nghe Trận Kinh Không nói được nghiêm trọng như vậy, cũng là trong lòng ngưng nhiên đứng lên. Bởi vì là hắn rất rõ ràng, Trận Kinh Không lời này mặc dù nghiêm trọng, nhưng cũng không phải hồ nói bậy bạ. Chuyện này nếu là bại lộ, truyền đi, hắn Minh Thần Động tuyệt đối sẽ tám mặt sở ca. Căn bản trông không được hạ chỗ tòa này linh phẩm địa cấp linh mạch. Từ vậy Hắc Huyền Mỏ Đồng Động sau khi ra ngoài, Trần Phi liền thật hưng phấn kích động, ngựa không ngừng vó đuổi về Minh Thần Động Sơn Môn, bắt đầu an bài và bố trí rời công việc. Bởi vì hơi lớn chiến, Minh Thần Động vốn là bị phá hư không còn hình dáng, đổ nát thê lương, máu chảy thành sông, một mảnh phế tích, cơ hồ cái gì đều không lưu lại, vậy không thích hợp nữa tiếp tục ở lại. Vậy vì vậy đạt tới, cái này rời công việc đổ đổi được chuyện đương nhiên, thuận lý thành chương một ít. Không tới một ngày sau, Minh Thần Động tất cả còn sống sót thành viên, cũng đi theo Trần Phi chuyển tới Hắc Huyền Mỏ Đồng Mạch chỗ ở vậy mảnh thần nguyên lớn trong thung lũng. Cũng bắt tay bắt đầu đem sửa đổi, để cầu trong thời gian ngắn nhất, lần nữa kiến tạo ra thuộc về bọn họ Minh Thần Động, mới đặt chân chỗ. Khai sơn lập tông đất. Có thể theo Minh Thần Động mới sơn môn bắt đầu xây, vấn đề, nhưng cũng bắt đầu dần dần bại lộ ra. Hơn nữa còn là từ các tầng bên trên, vừa xem không bỏ sót. Đầu tiên, trải qua trước vậy trận công hãm sau đại chiến, Minh Thần Động hiện nay thành viên số lượng có thể nói là thẳng tắp tuột xuống, chỉ có trước thời kỳ tột cùng 30%, 40%. Cũng chính là mấy trăm người chừng. Mà đây mấy trăm người, coi như là toàn bộ điều động, thay nhau ra trận, tạm thời từ bỏ mình thời gian tu luyện, có thể tưởng tượng muốn trong vòng thời gian ngắn kiến tạo ra một tòa mới, đủ quy mô và cấp bậc mới sơn môn. Mới động phủ, cái này cũng tuyệt đối là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn tình. Thậm chí rất khó đạt tới. Bởi vì làm cho này mới sơn môn, mới động phủ, cũng không phải nói xây liền xây. Ít nhất cũng phải hơi hiểu chút chứ. Hãy cùng sửa nhà như nhau, không hiểu, tùy tiện làm bậy, ai dám an an tâm tâm đi mua, ở. Bất quá tóm lại tu sĩ vẫn là phải so với người bình thường càng lợi hại hơn, coi như là không hiểu, chỉ khi nào bắt đầu học. Vậy vẫn là tiến triển hết sức nhanh chóng. Như vậy, mới Minh Thần Động phủ địa điểm cuối cùng là ở đó vực sâu trong đại hạp cốc khí thế hừng hực bắt đầu kiến tạo đứng lên. Thời gian qua thật nhanh. Mà ở cái này trong quá trình, cũng có một nhóm mới người, ở đó Thương Khôn còn có Lam Kình dưới sự hướng dẫn, đi tới Minh Thần Động mới sơn môn đầu CMN. Bọn họ là Thương Khôn còn có Lam Kình ở đảo Thương Lam dòng chánh, đều là trải qua tinh xảo nhỏ chọn. Là tinh anh, mới có tư cách bị mang tới nơi này. Như vậy, Minh Thần Động vậy vốn có chút số người thấy kém cục diện khó xử, hiện nay, cuối cùng là lấy được một ít chậm tách ra. Như vậy lại là một đoạn thời gian trôi qua, không ngờ có mới trước người tới đầu CMN. Người nọ không phải người khác, chính là trước ở Trần Phi dưới sự giúp đỡ, thành công đột phá đến luyện đan sư cấp 3 hạ phẩm cảnh giới quyền chân nhất. Hiện nay hắn... Luyện đan sư cấp 3 hạ phẩm cảnh giới, coi như là ở đó Thanh Long Câu, vậy gọi là một phương nhân vật, nhưng dù vậy, hắn ở suy đi nghĩ lại dưới, vẫn là quyết định tới đầu dựa vào Trần Phi, đánh cuộc một lần, có thể hay không có hơn nữa rộng lớn tương lai. Hơn nữa để tỏ lòng thành ý của hắn và quyết tâm, hắn còn đặc biệt cẩn thận chọn 6-7 vị có không tệ thiên phú luyện đan hạt giống tốt. Bỏ ra giá rất lớn, mới đưa bọn họ toàn bộ mang theo tới đây. Mà đây chút mầm non chỉ nếu có thể hết lòng đào tạo, ngày sau nhất định tiền đồ vô lượng, tiền đồ tựa như rực rỡ, tác dụng cực lớn. Dĩ nhiên, đây đối với Trần Phi mà nói cũng không phải là trọng yếu dường nào, vậy không có gì hay nhìn chúng, bất quá, hắn đối với quyền chân nhất người này ấn tượng vẫn không tệ. Cũng chỉ biết thời biết thế đem bọn họ toàn thu xuống, nhét vào Minh Thần Động cửa tường. Như vậy, Minh Thần Động nội bộ kết cấu. Ngược lại là hơi có chút bước vào chánh quy. Sau đó, Trần Phi ngạc nhiên mừng rỡ cảm thấy mình cảnh giới tu vi có chút giãn ra, liền không chút do dự bắt đầu nhắm giam lại. Còn như Minh Thần Động mới sơn môn xây độ tiến triển công việc, hắn liền giao cho Thương Khôn đi quản lý, toàn quyền xử lý. Vì kích thích nhiệt tình của mọi người, kiến tạo ra tốt hơn Minh Thần Động mới động phủ, cái này Thương Khôn cơ hồ cách mỗi nửa tháng, liền sẽ xuất quan toàn bộ tra xem một lần xây dựng độ tiến triển. Hơn nữa ở ngày này, hắn còn biết ở Minh Thần Động mới động phủ khai đàn giảng đạo một ngày. Tất cả Minh Thần Động tu sĩ, đều có thể ở ngày này, ngừng trong tay sống, đến hắn đi nơi nào lắng nghe thuyết giáo, hoặc là giải thích nghi hoặc chờ một chút.
Hắn Thương Khôn mặc dù là một giới yêu thú, và tộc người trời xanh là không có cùng, nhưng mà, cái này Minh Thần Động thành viên chính giữa cũng không mệt mỏi, thậm chí có một bộ phận rất lớn số lượng, đều là yêu thú. Có thể nghe được một vị đã thành công bước vào yêu thú cấp 3 cảnh giới đại yêu thuyết giáo, đây đối với bọn họ mà nói, là bực nào quý trọng và vinh quang cơ hội. Bọn họ dĩ nhiên mừng rỡ như điên, ai cũng không muốn bỏ qua. Còn như những cái kia Minh Thần Động bên trong tộc người tu sĩ, bọn họ mặc dù không có thể từ Thương Khôn nơi đó lắng nghe tu luyện đại đạo, nhưng liên quan tới không thiếu đối chiến kỹ xảo, thủ đoạn lợi hại, chiêu số, nhưng cũng vẫn là làm bọn họ nghe được như mê như say, như nhặt được chí bảo. Có thể nói say mê. Như vậy, thời gian qua thật nhanh, rất nhanh, chính là đã là 2-3 tháng thời gian trôi qua. Một ngày, Trần Phi đang dựa theo thường ngày tu luyện, vững chắc tu vi, lại đột nhiên cảm giác được ngoài động phủ truyền đến Lam Kình hơi thở. Hơi thở kia lộ vẻ được hết sức ngẩng cao, tựa hồ có chuyện tìm hắn, Trần Phi liền lập tức đi ra bế quan động phủ chính giữa. Chủ nhân, ngươi lại đột phá, cảm nhận được Trần Phi trên mình tản mát ra, cùng 2-3 tháng trước, tiến vào bế quan lúc có chút không giống hơi thở, Lam Kình lớn trong mắt sáng lên, kích động nói. Ngươi đoán, Trần Phi cười bán một cái thắt hút, hướng Lam Kình hỏi, nói đi, chuyện gì? Giống vậy chuyện nhỏ ngươi hẳn sẽ không đến tìm ta chứ? À, nha, dĩ nhiên, chủ nhân, lúc này có thể là chuyện vui mà, thiên đại chuyện vui mà. Vậy Lam Kình nghe vậy hưng phấn nói, móc ra một khối lớn chừng bàn tay dịch thấu trong suốt hòn đá, tản ra ánh sáng nhu hòa, linh khí sung túc. Cái này long lanh trong suốt hòn đá hiển nhiên là một khối linh thạch, nhưng mà, linh thạch này nhưng cùng thông thường hạ phẩm linh thạch có chút không quá giống nhau. Trong đó ẩn chứa linh khí tính, cùng với thuần độ. Hoàn toàn không phải một tầng thứ phía trên. Chủ nhân, ngươi xem đây là cái gì? Vậy Lam Kình cười tủm tỉm hỏi. Cái này phải hay không một khối trung phẩm linh thạch sao? Chính là một khối trung phẩm linh thạch, chưa đến nỗi để cho ngươi hưng phấn như vậy chứ? Trần Phi nghi ngờ hỏi. Hắn dĩ nhiên biết đá kia, là một khối trung phẩm linh thạch. Tu chân giới chính giữa linh thạch, phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, thánh phẩm, tiên phẩm. Thánh phẩm linh thạch lại gọi thành thánh tinh, tiên phẩm linh thạch lại gọi làm tiên nguyên chi tinh, tiên thạch. Bất quá đây đều là truyền thuyết đồ, hiếm thấy vô cùng. Mà vậy trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, 1.000 khối hạ phẩm linh thạch ước định với một khối trung phẩm linh thạch, 1.000 khối trung phẩm linh thạch lại hẹn tương đương với một khối thượng phẩm linh thạch. Cho nên nói, cái này trung phẩm linh thạch mặc dù chân quý, giá trị không rẻ, nhưng thật nếu nói. Nhưng cũng hãy cùng nửa giọt ngàn năm linh nhũ không sai biệt lắm giá trị. Theo lý thuyết, cũng không đến nổi làm Lam Kình như vậy yêu thú cấp 3 đại yêu, hưng phấn như vậy qua đầu chứ. Đúng vậy, bây giờ Trần Phi trong mắt, cái này Lam Kình là có chút hưng phấn quá mức. Không quá bình thường à. Đúng, chủ nhân, cái này là một khối trung phẩm linh thạch, bất quá, người có biết đồ chơi này là ta từ nơi nào tìm tới. Vậy Lam Kình gặp Trần Phi sắc mặt nghi ngờ. Lại là vòng vo cười nói. Ở đâu, ngươi đừng nói cho ta, ngươi ở phụ cận đây tìm được một tòa trung phẩm linh thạch mỏ chứ? Trần Phi nghe vậy sững sốt một chút, nhưng sau đó, hắn nhưng đột nhiên con ngươi lóe ra lau một cái tinh mang, nói. Ồ, chủ nhân ngươi làm sao biết? Vậy Lam Kình nhất thời bật thốt lên, sững sốt hồi lâu, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể đoán được. Thật là trung phẩm linh thạch mỏ. Ở đâu, quy mô bao lớn, cẩn thận nói một chút. Vừa nghe Lam Kình lời này, vẻ mặt này, Trần Phi lập tức sắc mặt hưng phấn mở miệng nói. Cái này đại liệt cốc sâu trong lòng đất cất giấu một tòa linh phẩm địa cấp linh mạch, mới có thể có trung phẩm linh thạch mỏ kèm, vậy không kỳ quái. Chủ nhân ngài thật là thần, cái này cũng có thể đoán được. Không sai, ta đích xác là ở phụ cận đây tìm được một tòa trung phẩm linh thạch mỏ. Vậy Lam Kình cái này mới phản ứng được, một mặt vô cùng hưng phấn nói. Linh thạch mỏ. Đây chính là tất cả quặng mỏ chính giữa đáng giá tiền nhất. Chớ nói chi là hắn lần này phát hiện vẫn là một tòa trung phẩm linh thạch mỏ, có thể trực tiếp sản xuất trung phẩm linh thạch. Như vậy bảo mỏ, coi như là chẳng qua là nhất quy mô nhỏ bỏ túi mỏ, bàn về giá trị, vậy tuyệt đối sẽ so với kia bỏ túi hắc huyền đồng tinh quáng mạch trị giá linh thạch nhiều. Gấp 8 lần 10 lần cũng không phải là không có khả năng. Như vậy dưới tình huống, hắn có thể không hưng phấn. Có thể không kích động sao? Trung phẩm linh thạch mỏ.
Vậy xuống lòng đất linh phẩm địa cấp linh mạch thật đúng là bảo tàng à. Nếu như ta đoán không lầm mà nói, vậy Hắc Huyền Đồng Tinh Quáng Mạch, và cái này trung phẩm linh thạch mỏ, cũng đều là bị vậy linh mạch ảnh hưởng, mà ra đời. Trong thức hải, Trần Kinh Không cũng là thở dài nói. 89/10, Trần Phi một mặt hưng phấn, nhìn vậy Lam Kình hỏi, cụ thể là cái gì kích thước trung phẩm linh thạch mỏ? Cha xét xong sao? Tạm thời còn không có. Lam Kình lời này cũng vẫn chưa nói hết, một đạo thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở cửa động phủ bên ngoài. Thân ảnh kia trên người ánh sáng tản đi, lộ thân hình ra, bất ngờ là Thương Khôn. Chủ nhân, vậy trung phẩm linh thạch mỏ số lượng dự trữ quy mô, đã đại khái tra xét xong. Thương Khôn hướng Trần Phi cung kính chắp tay, trên mặt thần sắc cũng là vô cùng hưng phấn nói. À, là cái gì quy mô? Trần Phi con người cả người, nói. Vậy Lam Kình cũng là giờ phút này toàn bộ chú ý lực đều bị hấp dẫn, chờ Thương Khôn đem câu trả lời nói ra, tim ùm ùm kịch liệt nhảy lên. Chỗ tòa này trung phẩm linh thạch mỏ số lượng dự trữ quy mô, ít nhất là ở cỡ nhỏ trở lên. Vậy Thương Khôn thở một hơi thật dài, chậm rãi mở miệng nói. T, vậy Lam Kình nghe vậy, trực tiếp là ngược lại hít một hơi khí lạnh, sắc mặt bộc phát ra vô cùng kích động, và ngạc nhiên mừng rỡ. Lấy hắn tu vi và tầm mắt. Dĩ nhiên biết, cỡ nhỏ trung phẩm linh thạch, đó là cái gì khái niệm? Ít nhất là ở cỡ nhỏ trở lên, Trần Phi vừa nghe, cũng có chút nước miếng ở trong cổ họng mặt chật vật lăn một chút. Một lúc lâu, mới gặp mắt thần tặc lượng, một mặt vô cùng hưng phấn cười gian nói, xem ra chúng ta lần này là phát tài à? Đúng vậy, phát tài. Ha ha, thật phát tài. Vậy Lam Kình vậy là theo chân hưng phấn nói. Thật nếu là một tòa mô hình nhỏ trung phẩm linh thạch mỏ. Chỉ sợ cũng coi như là hai cái ưng giản hạc bùi ra cái loại đó cao cấp thế lực cường đại, cũng có thể nuôi nổi tới. Mà bây giờ, loại này cực phẩm linh thạch mỏ lại có thể bị bọn họ Minh Thần Động phát hiện một tòa, đây quả thực, nhất định chính là trên trời hết nhân bánh à. Cảm giác này quá đã, thật là phát tài à. Ha ha, ha ha ha. Lam Kình à, lần này ngươi có thể coi như là lập công lớn. Trần Phi đưa tay ở đó Lam Kình thân vỗ lên một cái. Cặp mắt tặc lượng, nói, nếu không như vậy đi, liên quan tới chỗ tòa này trung phẩm linh thạch mỏ thời điểm khai thác, người đến lúc đó liền toàn quyền phụ trách đi. Lam Kình nghe vậy trực tiếp là lấy làm kinh hãi, ánh mắt đờ đẫn, sững sốt hồi lâu. Không nghĩ tới Trần Phi lại có thể lớn như vậy độ, để cho hắn toàn quyền phụ trách. Phải biết chuyện tốt như vậy nếu đổi lại là những tông môn khác, không bị cướp bể đầu, tranh được bể đầu chảy máu mới là lạ. Thử nghĩ một chút. Hắn nếu có thể đạt được cái này trung phẩm linh thạch mỏ toàn quyền phụ trách quyền, muốn trung gian kiếm lời, tùy tiện ô nhiễm xuống một ít trung phẩm linh thạch, vậy còn không đơn giản. Đối với một cái quặng mỏ sản lượng mà nói, về điểm kia số lượng căn bản là có thể không đáng kể, nhưng đối với hắn người mà nói, cũng không nghi ngờ có thể là một con số trên trời à. Cho nên hắn mới có thể như vậy ngẩn ra, không nghĩ tới. Được rồi, liền thật sao quyết định, nhưng mà ngay tại lúc này, Trần Phi đã đánh nhịp đem chuyện này cho quyết định. Tuy nói một tòa mô hình nhỏ trung phẩm linh thạch mỏ đây tuyệt đối là có thể làm người ta điên cuồng đồ, nhưng có vậy linh phẩm địa cấp linh mạch ở phía trước, hắn nhưng cũng không có cảm giác mãnh liệt như vậy. Bởi vì là nói đến đây, hết thảy các thứ này cũng còn là bởi vì là vậy linh phẩm địa cấp quặng mỏ à. Thương Khôn, mới động phủ xây dựng độ tiến triển, thế nào? Rồi sau đó lại gặp hắn nhìn Thương Khôn, hỏi. Hắn đoạn này thời gian đều đang bế quan tìm kiếm đột phá, bên ngoài sự việc, cơ hồ đều một mực không biết. Cho nên vừa vặn thừa dịp hiện ở cơ hội này, hắn có thể hỏi một chút. Thân thể to lớn khung đã lạc thành liền đi, bất quá nếu muốn hoàn toàn lạc thành, còn cần đại khái 3 tháng, đến nửa năm thời gian, Thương Khôn suy nghĩ một chút, trả lời. 3 tháng đến nửa năm, vậy cũng không bao lâu. Ồ, đúng rồi, Nghiêm Chu hắn mang người tới sao? Trần Phi gật đầu một cái, lại hỏi. Nguyên bản vậy thiết sư tử Nghiêm Chu nói liền chỉ cần nửa đa nguyệt, là có thể mang hắn đệ tới đây, nhưng bây giờ, ước chừng 2-3 tháng thời gian đều đi qua, người nhưng còn không có mang về. Chẳng lẽ nói, là xảy ra vấn đề gì? Vẫn là nói, tên kia đổi ý. Nghiêm Chu, nghe vậy Thương Khôn còn có Lam Kình đều sững sốt sững sờ, lẫn nhau đối mắt, vậy Thương Khôn liền lắc đầu một cái, nói chủ nhân. Trước mắt còn không có thấy được hắn mang người tới đây. Như vậy à, Trần Phi sờ cằm một cái, trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói,
ngươi đi cho Thiết Một bọn họ nói một chút, để cho bọn họ đi nghiêm chu chỗ ở vậy khu vực điều tra xem rốt cuộc là tình huống gì. Nếu là hắn đổi ý mà nói, coi như xong đi. Đi qua lần trước chàng đại chiến kia, và mấy tháng này nghỉ ngơi, vậy Thiết Nhất Đẳng 8 đại thiết vệ cơ hồ đều toàn bộ lần nữa lột xác, đột phá, đạt tới yêu thú cấp 2 hậu kỳ tầng thứ. Hiện nay, bọn họ 8 cái nếu là liên thủ, trúc cơ chân nhân cảnh trở xuống cơ hồ khó tìm địch thủ, chớ nói chi là có thể uy hiếp được bọn họ. Cho nên loại nhiệm vụ này giao cho bọn họ đi làm, vẫn tương đối thích hợp, và có thể làm người yên tâm. Dạ, chủ nhân, ta hiểu ý, ta lập tức đi thông báo bọn họ. Thương Khôn không chút do dự gật đầu một cái. Lại qua 4 tháng, dòng dã trải qua hơn nửa năm, Minh Thần Động mới động phủ xây công tác rốt cục thì một số gần như lạc thành và làm xong. Ngay tại lúc này, Trần Phi đi ra bế quan động phủ, và vậy trong óc trận kinh không, tự mình bắt đầu bắt tay cái này Minh Thần Động mới động phủ cốt lõi nhất công trình. Trận Pháp, Hộ Sơn Đại Trận, cùng với Tụ Linh Trận, cũng có trước Vân Long Sơn sự kiện kia thành tựu tiền án. Trần Phi tự nhiên không thể nào nguyện ý gặp lại chuyện giống vậy, dẫm lên vết xe đổ. Cho nên lần này, hắn xin nhờ Trận Kinh không tự mình ra tay, ở có hạn điều kiện và trên căn bản, là Minh Thần Động mới động phủ lập được một tòa hắn có thể làm được, lợi hại nhất Hộ Sơn Đại Trận. Đây chính là nhân trận tầng 8 trận pháp, mất đi treo trên bầu trời trận. Tuy nói lấy Trận Kinh không hiện nay trạng thái, chân thực không có biện pháp đem bực này lợi hại khủng bố Hộ Sơn Đại Trận hoàn toàn bày. Nhưng là, cho dù cũng chỉ là thành công bày ra trận pháp này một số. Hắn uy năng, chỉ sợ cũng muốn so với người bình thường trận thất trọng trận pháp lợi hại rất nhiều. Nói cách khác, cho dù có trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ đích thân tới, hiện nay Minh Thần Động mới động phủ, cũng có thể làm được duy nhiên không sợ. Bởi vì là, cái này Hộ Sơn Đại Trận có thể dành cho đối phương uy hiếp tánh mạng, ai dám tùy tiện thử nghiệm, tùy tiện cản rỡ. Mà vậy Tụ Linh Trận. Dòng dã 36 cây mấy trượng lớn bằng tinh ngọc thạch trụ tùng đứng ở đó thần nguyên hẻm núi lớn sâu trong lòng đất linh phẩm địa cấp linh mạch phía trên. Trung ương nhất có 9 cây, vòng ngoài khu vực chính là có 27 cây, phân biệt đối ứng 12 thiên can địa chi phương vị. Cái này tất cả tinh ngọc thạch trụ, huyền diệu trận văn, đều là ngưng tụ, hợp thành một tòa huyền diệu khó giải thích đại trận pháp. Đem vậy sâu trong lòng đất, đậm đà đến hóa không ra, thấm vào lòng người linh khí có quy mô, có quy luật dẫn đi lên. Nhất thời, cái này cả tòa Minh Thần Động mới động phủ trời đất đều bắt đầu đại biến đứng lên. Phàm là Minh Thần Động mới bên trong động phủ bộ, mỗi một góc độ, đều ở đây trong thời gian rất ngắn, bị đậm đà cực kỳ thiên địa linh khí cho lấp đầy. Đưa tới náo động. Oanh! Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Chúng ta Minh Thần Động nội bộ linh khí làm sao liền? Chẳng lẽ đây chính là động chủ đại nhân trước muốn chúng ta chú ý bảo thủ bí mật đồ? T, linh khí này thật sự là quá nồng đậm, thật là giống như là đi tới động thiên phúc địa vậy. Ta cho các người nói, ta trước nhưng mà nghe được một ít tin đồn. Cái gì tin đồn, nói mau. Người biết thúc thúc ta là theo ở Thiết Ba Đại người thủ hạ chứ? Có một lần bọn họ uống rượu, Thiết Ba Đại người uống say, nói chúng ta cái này Minh Thần Động mới động phủ dưới lòng đất. Là cất giấu một cái linh mạch. T, linh mạch, thiệt hay giả? Chỉ sợ là thật sao? Nếu không, bây giờ cái phim này đổi giải thích thế nào thông? CMN, đây chính là linh mạch à, chúng ta tu luyện về sau có thể phải đổi được dễ dàng hơn. Cái này thật là quá tốt, ha ha. Động chủ đại nhân uy vũ, ta trước còn đang kỳ quái, tại sao nửa năm trước, muốn rời tông môn, bây giờ nhìn lại, nguyên lai là bởi vì làm cái này à? Chỗ này, có thể so với chúng ta nguyên lai núi kia cửa, muốn phong thủy bảo địa nhiều. Đây chính là linh mạch à, ha ha ha. Được rồi, cao hứng thuộc về cao hứng, nhớ được sau đi ra thời điểm, trên miệng kín điểm. Có ít thứ, các người phải biết nên nói, và không nên nói. Biết không? Đó là đương nhiên. Minh Thần Động mới bên trong động phủ bộ truyền tới từng trận xôn xao. Tất cả mọi người đều hưng phấn tới cực điểm, vô cùng kích động. Cuối cùng là thành công, ước chừng bận làm việc nửa tháng lâu, Trần Phi cuối cùng là đem vậy treo trên bầu trời mất đi trận còn Tụ Linh Trận trêu ghẹo mãi hoàn thành. Nhìn sâu trong lòng đất vậy linh khí cuồn cuộn không ngừng xông lên mặt đất, tràn ngập cả tòa mới Minh Thần Động, Trần Phi trên mặt hưng phấn vô cùng nói, có dũng khí vô cùng là tự hào cảm giác. Tuy nói hết thảy các thứ này cuối cùng, đều là vậy trận kinh không công lao,
nhưng là, cái này minh thần động nhưng mà hắn. Dưới tay hắn động phủ, thiên địa linh khí hoàn cảnh có thể đổi được tốt như vậy, hắn tự nhiên là có lý do hưng phấn cùng kiêu ngạo. Vì phong ngoài ý muốn, ta dùng cái này tụ linh trận đem vậy sâu trong lòng đất linh phẩm địa cấp linh mạch lên 3 tầng khóa. Thứ nhất tầng linh mạch khóa tháo ra sau đó, chính là như bây giờ, bên trong động phủ bộ linh khí trình độ đậm đà đại khái có thể đạt tới thánh phẩm nhân cấp linh mạch chừng. Tháo ra tầng thứ hai linh mạch khóa, bên trong động phủ này bộ linh khí trình độ đậm đà liền có thể đạt tới tiên phẩm nhân cấp linh mạch chừng. Mà nếu là hoàn toàn đem tháo ra, bên trong động phủ này bộ linh khí trình độ đậm đà liền có thể đạt tới trước đó chưa từng có khủng bố cao độ. Nhưng là, như vậy quá nguy hiểm, lấy chúng ta lực lượng bây giờ, căn bản là không phòng giữ được một tòa linh phẩm địa cấp linh mạch. Trong thức hải, Trận Kinh không chậm rãi mở miệng nói. Hắn so Trần Phi suy tính phải nhiều không thiếu, cái này linh phẩm địa cấp linh mạch mặc dù tốt, nhưng là cái khoai lang phỏng tay. Nhất là ở Trần Phi còn không có đầy đủ thực lực cường đại trước, lại là như vậy. Một khi bị người phát hiện, vậy thì nguy rồi. Cho nên hắn mới có thể đem linh phẩm địa cấp linh mạch đặt lên 3 tầng linh mạch khóa. Dẫu sao nếu là thánh phẩm nhân cấp linh mạch, coi như sẽ chọc cho người dòm ngó, nhưng vậy chưa đến nỗi, như vậy linh phẩm địa cấp linh mạch như vậy khoa trương. Như vậy bảo linh mạch, có thể đưa tới một tôn tôn vương, đều không hiếm lạ. Nếu thật là đến cái loại đó trình độ nói, sợ rằng bọn họ sẽ chết rất thảm đi. Phải biết, coi như là tầm thường nguyên đan chân quân cảnh tồn tại, đều là không tư cách xưng vương. Ta rõ ràng, tại chưa có đầy đủ lực lượng trước, ta là tuyệt sẽ không bại lộ cái này linh mạch chân chính phẩm cấp. Trần Phi thần sắc ngưng nhiên gật đầu một cái, nói. Mà nhưng vào lúc này, Thương Khôn còn có quyền chân nhất lại có thể cùng nhau tới bái kiến. Bái kiến động chủ đại nhân. Vậy quyền chân nhất tới một cái, liền hướng Trần Phi hành đại lễ, quỳ một chân trên đất, vô cùng cung kính nói. Chủ nhân, vậy Thương Khôn cũng là như vậy. Rồi sau đó liền gặp hắn thần sắc kích động về phía Trần Phi hỏi, người này, bên trong động phủ này linh khí biến hóa, là ngài làm. Chúng ta cái này mới động phủ dưới lòng đất, thật có một tòa linh mạch. Đúng vậy, Trần Phi gật đầu một cái, nói trước đi xuống cha xem tòa kia hắc huyền đồng tinh quặng mỏ thời điểm. Ta ngoài ý muốn phát hiện chỗ tòa này đại liệt cốc phía dưới, nhưng thật ra là còn cất giấu một cái quý trọng vô cùng linh mạch. Hơn nữa điều này linh mạch vẫn là thánh phẩm nhân cấp. T. Thánh phẩm nhân cấp linh mạch. Vậy Thương Khôn cùng với quyền chân nhất cả người run rẩy, hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả từ đối phương trong con ngươi gặp được vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, và kích động sắc thái. Theo bọn họ biết, bọn họ cái này ưng giản hạp, cũng chỉ có một cái thánh phẩm nhân cấp linh mạch. Đó chính là cự không giáo chiếm cứ Kim Lăng núi. Mà bây giờ, bọn họ minh thần động lại có thể vậy có thể có được một cái thánh phẩm nhân cấp linh mạch, điều này có thể không làm bọn họ kích động. Có thể không làm bọn họ hưng phấn sao? Thương Khôn, liên quan tới cái này chuyện của linh mạch tình, người tới phụ trách, như thế nào phân chia cùng với để cho người phía dưới giữ bí mật đợi một chút. Mặc dù chúng ta thực lực bây giờ cũng xem là không tệ, nhưng là, có thể khiêm tốn ngay tại khiêm tốn một đoạn thời gian đi. Đi theo liền gặp Trần Phi nói. Dạ, chủ nhân, ta biết nên làm như thế nào. Thương Khôn dĩ nhiên, rõ ràng, Trần Phi là ý gì. Có câu nói thật tốt, tài không lộ ra. Rồi sau đó liền gặp hắn không chút do dự nói. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, lại nhìn bọn họ hai người hỏi, các người hai người cùng đi tìm ta, là có chuyện gì không? Là như vậy, vừa nghe gặp Trần Phi hỏi tới bọn họ tránh sự mà, vậy quyền chân nhất đứng dậy. Nói, động chủ đại nhân, là như vậy, ta và Thương Khôn đại nhân thương lượng một chút, cảm thấy chúng ta minh thần động, cũng phải có cần thiết thành lập một cái mình thương hội. Thành lập một cái mình thương hội. Trần Phi hơi ngẩn ra, rồi sau đó trước mắt hơi sáng lên, nói, cẩn thận nói một chút, ta nghe một chút xem. Nhất là vậy bên trong bệnh viện khử độc mùi vị của nước, ai, thật là không bệnh cũng có thể đem người làm ra bệnh tới. Bong bóng mấy ngày nay thật là choáng váng đầu não trướng, gõ chứ cũng là cắn răng cứng lại, căn bản không có đầu mối và ý nghĩ. Tóm lại, bắt đầu từ bây giờ, trên lý thuyết sẽ để cho bong bóng trước thời hạn thả cái nghỉ phép năm đi. Bắt đầu từ bây giờ, đến lớn đầu năm 7, trên lý thuyết một ngày 4.000 chữ bảo đảm không thấp hơn, dĩ nhiên, đây chẳng qua là trên lý thuyết, chỉ cần có thể viết bong bóng cũng vẫn sẽ tận lực, bình thường đổi mới. Mà nếu là có chút thời điểm lượng đổi mới chưa đủ, hoặc là giống như ngày hôm nay như vậy,
thời gian kéo dài mà nói, mọi người nhiều hiểu thông cảm một chút. Bệnh viện chiếu cố bệnh nhân, hơn nữa ăn Tết đoạn này thời gian, bong bóng là thật bề bộn nhiều việc, qua mấy ngày còn muốn hồi hương hạ quê quán. Tốt lắm, vậy động chủ đại nhân, ta nói. Quyền chân nhất chỉnh sửa một chút mình ý nghĩ, chậm rãi mở miệng nói, ta và Thương Khôn đại nhân thảo luận một chút, nhận làm cho này mới động phủ xây xong, là ký hiệu chúng ta Minh Thần Động ở nơi này ưng giản hạc cuối cùng là có đầy đủ cấp bậc đất đặt chân. Nhưng là, một phái chi tông, một động chi phủ, chỉ là có cái này hợp cách sơn môn chỗ ở khẳng định không được, hẳn còn có liên tục không ngừng được lợi linh thạch thủ đoạn, bảo đảm chúng ta có thể chống đỡ, càng ngày càng khổng lồ động phủ tích lũy lâu ngày tiêu hao. Đây mới là sách lược vẹn toàn. Ừ, cái này ta đồng ý. Nói tiếp, Trần Phi gật đầu một cái, nói. Hiện nay Minh Thần Động, thật ra thì tương đương với trên trái đất công ty tập đoàn, hoặc là quốc gia nhỏ hình thức ban đầu. Có câu nói thật tốt, có tiền có thể khiến cho quỷ thôi ma, mà không có tiền, không có linh thạch, vậy dĩ nhiên là tuyệt đối không được. Trước kia, hắn là một người, tự mình một người kiếm tiền năng lực dùng để mình tiêu vẩy. Đó đương nhiên là dư sức có thừa, tuyệt không thành vấn đề. Nhưng bây giờ, thủ hạ hắn lại thêm như thế một lớn phiếu người, bằng hắn tới một mình làm việc chết bỏ được lợi linh thạch, đó là đương nhiên không được ạc. Hơn nữa, hắn vậy không nhiều như vậy quý báu thời gian phải không? Ở chúng ta ưng giản hạp, có hai đại thương hội nổi danh nhất. Bọn họ theo thứ tự là Bùi gia dưới quyền trưởng võ thương hội, cùng với Cự Không giáo dưới quyền Cự Không thương hội. Cái trước lai lịch quá nhiều. Là tới từ thành U Lang Bùi gia chủ nhà nhất mạch, năng lượng hết sức khổng lồ, con đường vậy rất rộng, cho nên cái này trưởng võ thương hội chính là lấy nó sở trường, tổng hợp tính mà nổi tiếng. Quyền chân nhất lại bắt đầu nói. Tổng hợp tính, Trần Phi con ngươi nhanh tránh. Không sai, chính là tổng hợp tính. Vậy quyền chân nhất gật đầu một cái, nói, ở trưởng võ thương hội, các khách nhân là cơ hồ có thể tìm được hết thảy hắn đồ mong muốn, tỉ như đan dược, pháp khí, phù lục. Tu luyện công pháp, khác xa lắc xa lơ đợi một chút các loại. Coi như là trưởng võ thương hội không có, bọn họ cũng có thể liên lạc thành U Lang trụ sở chính đi điều hàng. Đây là những thứ khác thương hội hoàn toàn không có cách nào sánh ngang ưu thế. Đây cũng là, Trần Phi gật đầu một cái. Nếu như bàn về hàng hóa đầy đủ hết trình độ, còn con này một cái ưng giản hạp, sao có thể cùng thành U Lang như nhau? Như vậy Cự Không thương hội đâu? Hắn đi theo lại hỏi. Cái này Cự Không thương hội có thể cùng trưởng võ thương hội cùng nổi danh, từ trước đến giờ, vậy nhất định là có nó đặc biệt, chỗ độc đáo đi. Cự Không thương hội lấy buôn bán yêu sủng mà nổi tiếng. Quyền chân nhất lập tức nói. Buôn bán yêu sủng, Trần Phi hơi ngẩn ra. Yêu sủng, cũng không có nghĩa là yêu tộc. Ở nơi này tu chân giới chính giữa, yêu thú tổng cộng có hai cái tiến hóa con đường. Một là giống như là Thương Khôn, Lam Kình bọn họ như vậy. Tuân theo trời đất đại đạo, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, sản sinh ra linh trí, giống như người vậy, hệ thống tu luyện. Cái này kiểu yêu thú được gọi là yêu tộc. Điều thứ hai con đường, chính là cùng yêu tộc hoàn toàn ngược lại, lấy mình huyết mạch cuồng hóa làm môi giới, đánh mất lý trí, lại càng không nói linh trí, mượn này nhanh chóng có vô cùng cường đại lực lượng. Đi lên con đường này yêu thú, liền bị gọi là hung thú. Mà đây hung thú nếu có thể bị bắt phục. Khống chế cho mình sử dụng nói, liền sẽ bị gọi là yêu sủng. Đúng vậy, động chủ đại nhân, Cự Không giáo nơi sở trường, nổi tiếng xa gần tuyệt đại đa số tu luyện công pháp, đều là cùng có thể thuần phục và điều khiển hung thú có liên quan, cho nên bọn họ ở phương diện này tài nguyên hết sức phong phú. Đây cũng là Cự Không thương hội ưu thế chỗ, đầu cơ kiếm lợi. Quyền chân nhất nói, đầu cơ kiếm lợi, đích xác là đạo lý này. Tốt lắm, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Đừng thừa nước đục thả câu. Trần Phi nghe vậy gật đầu một cái, hướng quyền chân nhất khóe miệng nhỏ câu cười nói. Tên này trước mặt cửa hàng liền nhiều như vậy, phía sau, mới thật sự là muốn nói chứ. Là như vậy, động chủ đại nhân, ta cảm thấy trưởng võ thương hội, Cự Không thương hội cũng có thể lấy tự thân ưu thế, đặt chân cái này ưng giản hạp, ngày được lợi đấu kim. Chúng ta Minh Thần Động cũng không so bọn họ kém, hơn nữa. Chúng ta vậy giống vậy ủng có người ngoài khó mà sánh bằng ưu thế, cho nên, chúng ta tại sao không thể giống như bọn họ như nhau, lấy tự thân sở trường mở ra chế thương hội, kiếm lấy linh thạch đâu. Vậy quyền chân nhất thở một hơi thật dài, nói. Trần Phi nghe vậy con ngươi nhanh tránh, nhưng lại không có mở miệng,
bởi vì là quyền chân nhất lời này vẫn là không có hoàn toàn nói ra triệt, làm hắn rơi vào trong sương mù. Bọn họ minh thần đồng ưu thế, đó là cái gì? Như vậy xem ra, Trần Phi cũng không phải là một cái hợp cách thương nhân. Cho nên hắn không thấy được quyền chân nhất, thấy đồ. Gặp Trần Phi không nói lời nào, vậy quyền chân nhất cắn răng, mở miệng nói, là như vậy, động chủ đại nhân, ngài xem ngươi năng lực luyện đan như thế lợi hại, ngươi xem là không phải có thể lấy này làm điểm bán, tới thành là chúng ta mới xây thương hội ưu thế chỗ. Ta năng lực luyện đan, Trần Phi hơi ngẩn người, rồi sau đó trước mắt nào đó chỉ trực tiếp là trước mắt sáng lên, nói ý ngươi là, để cho ta đoán chút nhỏ chiêu số đi ra, dạy các người luyện đan. Đúng vậy, động chủ đại nhân, ta chính là ý này. Vậy quyền chân nhất liền thật hưng phấn gật đầu một cái, nói ta phái người ở bên ngoài thị trường đi lên điều tra một chút, hiện nay ưng giản hạc trên thị trường lưu thông trước đan dược cấp 2 là chủ yếu, lượng tiêu thụ lớn nhất, có lợi nhất trơn bóng. Chúng ta bây giờ mặc dù người thiếu, nhưng chỉ cần có thể ở trong này làm chút văn chương, liền chưa chắc không có thể tìm được cơ hội làm ăn à. Đan dược cấp 2, cái này đơn giản, ta rõ ràng các người là có ý gì. Cái này đích xác là có thể thử một chút, Trần Phi liền thật hưng phấn đánh sợ tay, gật đầu nói. Hắn cũng không đần, bị quyền chân nhất như thế một chút, liền lập tức thông. Hiện nay, ưng giản hạp trên thị trường đan dược cấp 2 là chủ yếu, có thể vậy khẳng định là chỉ một văn đan dược cấp 2. Cho nên, hắn nếu có thể nghĩ biện pháp để cho bọn họ minh thần động xuất phẩm đan dược, tất cả đều đạt tới 2 văn, 3 văn, thậm chí 4 văn, đây còn không phải là lời thiên đại. Hơn nữa căn bản cũng không có địch thủ có thể cùng bọn họ cạnh tranh. Ngươi lên lần mang tới luyện đan sư, có mấy cái tới? Đi theo liền gặp hắn sờ cằm một cái, hỏi. 7 cái, bất quá trong này có 5 người cũng còn là ở cấp 1 luyện đan sư học nghề giai đoạn, thiên phú là có, nhưng là, bọn họ bây giờ hẳn phái không được cái gì công dụng. Quyền chân nhất tựa hồ giống như là biết Trần Phi muốn hỏi cái gì, có chút chần chờ nói. Như vậy nói cách khác, cộng thêm ngươi, cũng chỉ có 3 người tạm thời có thể sử dụng. Trần Phi nhíu mày một cái, bất quá ngay sau đó liền triển khai, nói, được rồi, 3 cái liền 3 cái đi. Nếu là đi tinh phẩm lộ tuyến, 3 người vậy hẳn tạm thời đủ dùng. Tinh phẩm tuyến đường, quyền chân nhất ngẩn người. Không sai, chờ ta lát nữa dạy ngươi hai loại thủ pháp luyện đan. Còn có một cái trên thị trường không thấy được đan phương. Có cái này hai loại thủ pháp luyện đan, đan dược kia hẳn rất dễ dàng là có thể luyện chế thành công, hơn nữa phẩm cấp và dược liệu cũng biết rất tốt. Trần Phi híp mắt nói, càng nói, vậy trong hai mắt ánh sáng cùng vẻ hưng phấn liền càng đậm đà. Như vậy đi, từ cấp 1 hạ phẩm đan dược, đến cấp 2 trung phẩm đan dược, chúng ta trước hết đẩy ra cái này 5 loại, đồng loại hình, nhưng là ngũ đẳng bất đồng đẳng cấp đan dược. Hơn nữa phải là 3 văn trở lên đan dược, mới có thể thả ra ngoài bán. Hắn đi theo lại nói sau nói. Quyền chân nhất một trận này nhắc nhở, làm hắn trong đầu đã dần dần có nguyên vẹn, rõ ràng thương hội khai sáng, phát triển, tiêu thụ ý nghĩ. Dẫu sao nói thế nào đi nữa, chưa ăn qua móng heo vậy gặp qua heo chạy. Trên trái đất những thứ này chẳng lẽ còn thiếu sao? Phải là 3 văn trở lên đan dược, mới có thể thả ra ngoài bán. Hơn nữa còn là chỉ bán một loại đan dược, vậy quyền chân nhất cùng với thương khôn đều ngẩn ra, ngươi xem ta xem ngươi, miệng theo bản năng mở to. Trước không nói ở đại học năm thứ nhất cái thương hội, hàng hóa như vậy đơn độc, đây rốt cuộc có thể hay không được. Liền nói vậy 3 văn đan dược, bọn họ cũng không phải là Trần Phi, cái loại đó đan dược cực phẩm, há là nói luyện là có thể tùy tiện luyện chế thành công. Không sai, nếu phải đi tinh phẩm tuyến đường. Vậy thì nhất định phải trước đem chúng ta thương hội tầng thứ, cùng với phong cách đánh ra. Đây mới là trọng yếu nhất, Trần Phi hồi tưởng lại trước kia trên trái đất, những cái kia cao cấp xa xí phẩm doanh tiêu phương án, chỉ cảm thấy trước mắt càng ngày càng sáng, đầu óc càng ngày càng hưng phấn. Hận không được lập tức đem trong đầu những ý tưởng kia, cũng viết xuống, hóa là thực tế. Được rồi, các người đi về trước đi, để cho ta đơn độc suy nghĩ một chút, chuyện này nên làm sao vận hành. Ngày mai, các người lại tới xem phương án. Xem kết quả có vừa hay không. Rồi sau đó liền gặp hắn không kịp đợi hạ lệnh trục khách, chuẩn bị tự mình một người thật tốt đơn độc nghiên cứu một chút. Trước kia không có thể trên trái đất thành là buôn bán đại lão, bây giờ đến tu chân giới, lại còn có thể có cơ hội biểu hiện thân thủ,
hắn dĩ nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Ách, vậy cũng tốt, động chủ đại nhân, chúng ta biết, Quyền Chân Nhất cùng Thương Khôn nhìn nhau một cái, tất cả gặp được trong mắt đối phương một màn kia ngẩn ra, còn có buồn cười. Nguyên bản, bọn họ còn lo lắng Trần Phi lười được nhúng tay loại này chuyện phiền phức, lại không nghĩ rằng, sự việc vừa vặn ngược lại, Trần Phi chẳng những cảm thấy hứng thú, còn hứng thú cực lớn. Thậm chí so hai người bọn họ cũng còn muốn sâu hơn một ít. Cái này quả thực có chút ra bọn họ nơi liệu. Bất quá, Trần Phi có thể cảm thấy hứng thú như vậy, đây đối với bọn họ mà nói, tự nhiên vậy coi là một chuyện tốt. Ít nhất sau này, tương lai Minh Thần Động Linh Thạch nguồn thu nhập cái này hạng vô cùng làm người nhức đầu sự việc, có thể cuối cùng là có thể thấy một ít xếp đặt và manh mối. Chỉ cần động chủ đại nhân cảm thấy hứng thú, liền một mình hắn, muốn nuôi bọn họ toàn bộ Minh Thần Động, sợ rằng cũng không có vấn đề gì. Cùng lúc đó, cách nhau Minh Thần Động mấy ngàn dặm bên ngoài nào đó tòa hùng vĩ núi to lên, Tử Viêm Cung trong đại điện, nhưng đang diễn ra như vậy một màn. Tử Viêm Cung đại cung chủ Nghiêm Túc Côn, trong tay nắm một quyển đưa tin phù, cau mày, sắc mặt phiền muộn, cúi đầu, trầm tư. Phía trên này điều tra. Hồi lâu sau, mới gặp vậy Nghiêm Túc Côn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn một vị quỳ một chân trên đất ở trước mặt hắn quần áo đen Tử Viêm Cung tu sĩ, chỉ trong tay đưa tin phù, mặt âm trầm, lạnh lùng nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trước không phải nói cái gì đó Minh Thần Động, đã bị diệt sao? Làm sao bây giờ, nhưng Thành Vân Long Sơn bị người diệt trừ. Vậy Ngọc Đàn Lão Nhi đâu? Cái gì, Vân Long Sơn bị người cho diệt trừ? Chuyện bao lâu rồi mà, là ai làm? Vậy Tử Viêm Cung Tam Cung Chủ Dương Hùng cũng ở đây, nghe vậy, nhất thời thất kinh, nói. Tuy nói bọn họ mấy cái tháng này đều không ở cung nội, mà là đi thành U Lang, nhưng ở bọn họ trước khi đi, nhưng tất cả đều là đã biết, Ngọc Đàn đạo nhân khôi phục thực lực liền tin tức. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ Ngọc Đàn đạo nhân thực lực đều đã khôi phục, vậy Vân Long Sơn, vẫn còn có thể bị người không tiếng động cho san bằng. Đây tột cùng là người nào làm? Chẳng lẽ, là Bùi gia, hoặc là Cự Không giáo? Trừ bọn họ, coi như là bọn họ Tử Viêm Cung, vậy sợ rằng đều không thể làm một cái có một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ trấn giữ thế lực, như vậy không tiếng động tin tức. Nghĩ đến đây, vậy Dương Hùng trên mặt thần sắc lại là biến. Trở nên có chút khói mù, cùng kinh hoàng. Ưng Giản Hạp, Tử Viêm Cung. Một tòa trong đại điện, vậy Tử Viêm Cung Tam Cung chủ Dương Hùng sắc mặt kinh nghi bất định. Đại cung chủ Nghiêm Túc Côn cũng là như vậy. Gương mặt lượn lờ nhàn nhạt ánh sáng nhạt, đỉnh đầu vân trưng vụ ải, sắc mặt khói mù, trong con ngươi lóe lên đậm đà chấn động vẻ. Lấy bọn họ tầng thứ và thân phận, dĩ nhiên rõ ràng, nếu là vậy Vân Long Sơn là bị Bùi gia, hoặc là Cự Không giáo âm thầm tiêu diệt, cái này cũng còn. Có thể chuyện này, nếu là cái gì khác mới lú đầu thần bí thế lực cường hãn, công lao, nói, đây đối với bọn họ Tử Viêm Cung mà nói. Có thể đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Bởi vì làm cho này Ưng Giản Hạp, nguyên bản cũng chỉ là bọn họ Tử Viêm Cung, Cự Không giáo, cùng với Bùi gia cái này ba thế lực lớn lợi hại nhất. Mà bây giờ, Vân Long Sơn bị người như vậy lặng yên không tiếng động diệt trừ, đây nếu là đại biểu là có một nhà không yếu hơn bọn họ thế lực thần bí âm thầm quật khởi làm lớn nói. Cái này há chẳng phải là ý nghĩa tương lai không lâu, liền sẽ có người đứng ra. Khiêu chiến bọn họ ba đại thế lực uy tín, thậm chí, lần nữa phân chia cái này Ưng Giản Hạp tài nguyên tu luyện cùng địa bàn. Nghĩ đến đây, vậy Tử Viêm Cung đại cung chủ Nghiêm Túc Côn trên mặt thần sắc thì có chút càng khói mù, lạnh hơn liệt, âm trầm hơn khó khăn xem. Đi theo liền gặp hắn hừ lạnh một tiếng, nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nói. Đại cung chủ. Vậy quỳ dưới đất người chiến chiến nguy nguy, nói theo người chúng ta âm thầm điều tra. Liên quan tới Vân Long Sơn như vậy lặng yên không tiếng động bị người âm thầm diệt trừ chuyện này, chúng ta hoài nghi, là vậy Minh Thần Động làm. Cái gì, vậy Tử Viêm Cung Tam Công Chúa Dương Hùng mặt liền biến sắc, lạnh lùng nói, ngươi chắc chắn các người điều tra không sai. Cái gì đó Minh Thần Động, có như vậy thực lực. Cái này phán đoán, các người có thể có cái gì chứng cớ. Vậy Tử Viêm Cung Đại Cung Chủ Nghiêm Túc Côn lúc này cũng là sắc mặt có chút kinh dị, lạnh lùng mở miệng nói. Đại cung chủ, tam cung chủ, đây là hơn nửa năm trước kia phát sinh ở Thanh Long câu chuyện bên kia. Xin các người hãy xem qua. Vậy quỳ dưới đất người lại lần nữa trình lên một quả đưa tin phù,
Huỳnh huỳnh tỏa sáng, diễn cảm rõ ràng lộ vẻ được có chút khác thường. Thanh Long Câu, vậy Nghiêm Túc Côn ngẩn người. Cái này Thanh Long Câu mặc dù danh tiếng lớn, cũng ở đây bọn họ Ưng Giản Hạp danh tiếng rất vang, nhưng mà, Thanh Long Câu thực tế vị trí địa lý, lại cùng bọn họ Tử Viêm Cung là rất nam viên bắc rút lui. Cách nhau khá xa. Cho nên vậy dưới tình huống mà nói, bọn họ Tử Viêm Cung cũng không quá dành chủ động đi chú ý Thanh Long Câu bên kia gió thổi cỏ lay. Bởi vì là thật sự là rất khó ảnh hưởng đến bọn họ bên này, cũng chỉ tự nhiên không cần phải quá nhiều chú ý, hao phí tinh lực. Nhưng vậy chính vì vậy, nửa năm trước sự kiện kia mà mặc dù nháo được lớn, có thể hắn Nghiêm Túc Côn, còn có Dương Hùng, liền đều là không biết. Cũng mặc kệ nói thế nào, hơn nửa năm thời gian, lại rậm rạp tường cũng biết thấu phong. Làm hơn nửa năm trước kia, phát sinh ở Thanh Long Câu bên ngoài vậy kiện long trời lỡ đất sự việc, dần dần lan tràn, truyền khắp toàn bộ Ưng Giản Hạp sau đó, thuộc về Tử Viêm Cung ngành tình báo tự nhiên cũng không ngoại lệ bắt được cái này tin tức. Ban đầu, nhưng mà có người nhận ra Thương Khôn cùng với Lam Kình thân phận. Hai lớn yêu thú cấp 3, Tử Viêm Cung ngành tình báo, bọn họ cũng không dám khinh thường nặng như vậy muốn tin tức. Sau đó Vân Long Sơn cử binh tấn công Minh Thần Động, đem công hãm, nhưng cho tới bây giờ, tình hình tiến triển lại có thể không giải thích được lật lên. Thành Vân Long Sơn bị người lặng lẽ không hơi thở tiêu diệt, diệt trừ. Như vậy tình huống, bọn họ chỉ cần hơi có chút đầu óc, liền chắc chắn biết hẳn là đi hoài nghi người nào. Cái gì? Mà nhưng vào lúc này, vậy Nghiêm Túc Côn mặt liền biến sắc, có chút chấn động sắc mặt phiền muộn, nói Thương Khôn, Lam Kình cũng đã trở thành yêu thú cấp 3. Cái gì? Bọn họ? Vậy Tử Viêm Cung Tam Cung chủ Dương Hùng nghe vậy, nhất thời trong lòng hoảng sợ, nói yêu thú cấp 3, bọn họ. Vậy làm sao có thể? T, đây là cái gì? Bùi gia điều động trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ. Vậy Dương Hùng nguyên bản còn đang khiếp sợ, Thương Khôn, Lam Kình hai yêu lại có thể đồng loạt đột phá đến yêu thú cấp 3 cảnh giới. Coi như sau đó một khắc, hắn nhưng môi ngươi mãnh run run một cái, sắc mặt biến, đổi được hơn nữa chấn động cùng kinh hãi. Bùi gia điều động trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ. Đây là khái niệm gì? Phía trên này viết, thật đều là thật. Vậy Tử Viêm Cung đại cung chủ Nghiêm Túc Côn mặt trầm như nước, môi run rẩy nói, trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ, coi như là Bùi gia, cũng đều cũng chỉ có hai vị. Một là vậy Bùi gia đại trưởng lão, hai, chính là vậy Thành U Lang tới thủ tọa trưởng lão. Dương Hùng sắc mặt phát khổ. Đối phương lại có thể có được trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ, như vậy sức chiến đấu, đây chẳng phải là nói, từ bây giờ về sau, bọn họ Tử Viêm Cung đem rõ ràng gặp mặt sắp một tôn đại địch. Trừ phi bọn họ Tử Viêm Cung nguyện ý chủ động cắt nhường phạm vi này mấy ngàn dặm địa bàn, nếu không, đối phương đều ở đây bọn họ cái này mí mắt phía dưới mở động lập phủ, há sẽ không có mưu đồ. Có thể, chủ động cắt nhường phạm vi này mấy ngàn dặm địa bàn loại chuyện này. Thành tựu bá chủ một phương, bọn họ Tử Viêm Cung, há có thể cam nguyện. Nhưng nếu như là không cam lòng mà nói, thần bí kia trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ, ai tới đối mặt. Nghiêm Túc Côn gặp Dương Hùng trên mặt như vậy phát khổ diễn cảm, khẽ cau mày, hờ hững nói, ngược lại là coi thường cái gì đó Minh Thần Động. Không muốn đến chúng ta cái này quê nghèo vùng đất hoang, lại có thể cũng có thể hấp dẫn đến một tôn trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên, đại Phật. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đại cung chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Vậy Dương Hùng sắc mặt phát hoảng nói. Sợ cái gì, có thể vậy Nghiêm Túc Côn nghe vậy, trên mặt nhưng lại có thể hiện ra lau một cái hàn sắc, nói tên kia đắc tội Bùi gia, người lấy là hắn có thể tùy tiện tốt hơn. Hơn nữa, phạm vi này mấy ngàn dặm địa bàn, nhưng mà chúng ta một dao một súng, nhiều năm như vậy vất vả đánh xuống, tên kia bây giờ cái gì cũng không làm, liền muốn tới cướp. Nghiêm Túc Côn đôi mắt híp lại, cười nhạt lắc đầu, thật là, mộng tưởng hảo huyền. Hôm nay Ưng Giản Hạp, trên căn bản là bị bọn họ Tử Viêm Cung, Cự Không Giáo, cùng với Bùi gia đem tất cả địa bàn cũng cho phân chia sạch sẽ. Người ngoài muốn nhúng tay vào, dính vào một tay, vậy khẳng định cũng chỉ có thể đủ từ bọn họ ba thế lực lớn trong, chọn một cái trái hồng mềm, từ bọn họ trong tay cướp đi một ít địa bàn. Mà bây giờ, rất hiển nhiên. Bọn họ Tử Viêm Cung là bị người làm là trái hồng mềm, muốn nặn một bóp. Vừa nghĩ đến đây, vậy Nghiêm Túc Côn sắc mặt thì có chút đổi được dữ tợn và lạnh lùng, trong con ngươi lóe lên,
hiện ra vẻ tàn khốc, rồi sau đó, lại lạnh lùng cười lên, nói trước có phải hay không có Hắc Phong Hạp Thiệp mời, đưa tới. Hắc Phong Hạp Thiệp mời. Vậy Dương Hùng nghe vậy ngẩn người, không rõ cho nên. Đúng vậy, đại cung chủ. Ngược lại thì vậy quỳ dưới đất người vội vàng gật đầu một cái, nói, Hắc Phong Hạp thiếu hạp chủ, đem cùng vậy đan vương Vân Thật tiểu tôn nữ, Vân Như Nguyệt tiên tử vui kết liền cành, phát tới thiệp mời, mời chúng ta Tử Viêm cung phái người đi trước dự tiệc. Đan vương Vân Thật à, coi như là chính hắn đem chuyện này nói ra, vậy Nghiêm Túc Côn sau khi nghe, vẫn là không nhịn được một hồi ngạc nhiên lộ vẻ xúc động. Đan vương Vân Thật, ở thành U Lang sức ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Chính là thành U Lang hiện hữu cao cấp nhất năm đại đan vương một trong, đan đạo tu vi ít nhất là ở luyện đan sư cấp 5 trở lên. Một tay thuật luyện đan, lại là quỷ thần khó lường, vô số cường giả muốn đáp lời nịnh hót gặp nghênh, nhưng lại không đường có thể tìm ra. Như vậy nhắc tới nói, coi như là vậy Hắc Phong Hạp lão yêu quái, có phách thiên ma viên, huyết mạch lão nhân kia, bàn về thân phận, ở vân chân đan vương trước mặt đều là lơ là bình thường, có chỗ không kịp. Lão đại. Ta nghe nói vậy Vân Chân Đan Vương là muốn mời chào đầu kia lão yêu viên, mới có thể đem mình tiểu tôn nữ, Vân Như Nguyệt tiên tử gả cho Hắc Phong Hạp thiếu hạp chủ, cũng không biết cái này tin đồn có phải là thật hay không. Vậy Dương Hùng nghe vậy cũng là lập tức nói. Cái này cùng chúng ta cũng không quan hệ, đừng đi nghĩ vớ vẩn. Nghiêm Túc Côn nhíu mày một cái, lạnh lùng nói, ta nghe nói, vậy Nhan Chân phái Màn Đêm đại nhân lần này làm đại biểu, vốn là vậy được mời, hồi đi tham gia yến hội. Nhưng mà, cái này đúng lúc đuổi kịp Thiên Hạc yêu tộc bên kia rối loạn chuyện này. Ngay tại đếm tháng trước, vậy Thiên Hạc yêu tộc đột nhiên điều động nhóm lớn lợi hại thành viên, tới thành U Lang Hạt, khắp nơi tập kích bất ngờ đuổi giết thành U Lang trận doanh chính giữa các tộc tu sĩ. Mặc dù cái này đánh bất ngờ thời gian rất ngắn, có thể đến thành U Lang cao tầng cường giả chân chính phản ứng lại thời điểm, vậy vẫn là có rất nhiều cao thủ đều đã bỏ mạng ở vậy Thiên Hạc yêu tộc trong tay. Thậm chí lần này tổn thất chết số lượng, cũng có thể so với bọn họ hai bên một ít cỡ nhỏ chiến dịch, nơi chết nhân số. Lần này, thành U Lang cao tầng tự nhiên giận dữ, nhưng bọn họ đang suy nghĩ muốn mở ra phản kích đồng thời, vậy vẫn là có chút buồn bực. Coi như bọn họ hai bên có thủ oán, nhưng lúc này đây, Thiên Hạc yêu tộc bên kia động thủ nhưng bây giờ có chút quá kỳ hoặc. Chẳng qua là càng về sau, rốt cuộc có người đem nguyên do cho ra ánh sáng đi ra. Nguyên lai, ở đếm tháng trước. Cuối cùng từ một vị Thiên Hạc yêu tộc phương tử, không giải thích được chết ở thành U Lang Hạt. Thiên Hạc yêu tộc phương tử, đây chính là cai tộc chỉ có vương tộc huyết mạch tộc nhân, mới có tư cách thừa kế, được hưởng như vậy danh hiệu. Như vậy thân phận tộc nhân không giải thích được chết, cũng khó trách vậy Thiên Hạc yêu tộc sẽ như vậy kêu la như sấm, đại động chu trương, ồ ạt tấn công. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, tạm thời bất luận vậy Thiên Hạc yêu tộc phương tử là bị ai giết. Nhưng bây giờ thành U Lang ăn lớn như vậy thua thiệt, chết nhiều người như vậy, mặt mũi vô tồn, định không biết từ bỏ ý đồ. Vậy chính vì vậy, hiện nay, thành U Lang thế lực lớn hắn tuyệt đại đa số tinh lực đều là chú ý, hao phí ở bên này, mới làm vậy Bùi gia chủ mạch tạm thời không tinh lực phái cao thủ tìm tới. Nếu không, cái này hơn nửa năm thời gian, Trần Phi làm sao có thể qua được như vậy an nhàn. Mà lần này Hắc Phong Hạp thiếu hạp chủ. Cùng vậy đan vương Vân Thật tiểu tôn nữ, Vân Như Nguyệt tiên tử vui kết liền cảnh yến hội, Màn Đêm đại nhân muốn bởi vì là sự kiện kia, không đi được nói, vậy khẳng định hơn phân nửa, thì biết để cho hắn duy nhất nhi tử, Dạ Thanh làm dùm. Bót! Vậy Dương Hùng một nghe hiểu Nghiêm Túc Côn ý của lời này, nhất thời trước mắt sáng lên, mãnh vỗ tay một cái, nói, đây thật là tốt chú ý à. Vậy Minh Thần Động giết Hồng Sư đạo nhân, chính là cùng Vân Sư kết tử thù. Mà bây giờ, Vân Sư là vậy Dạ Thanh công tử thú cưỡi, cho nên chỉ cần bọn họ một khi đụng phải mặt mà nói. Bọn họ một khi đụng phải mặt mà, không sao xa đụng trái đất, không làm mới là lạ. Như vậy, người nó coi như là lợi hại hơn nữa, thật là một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ, chẳng lẽ hắn vẫn có thể cùng Nhan Chân phái đối nghịch sao? Nói vớ vẩn còn không sai biệt lắm. Nghĩ đến đây, vậy Dương Hùng hai tròng mắt lập tức hiện ra nụ cười âm hiểm. Nhìn quỳ ở phía trước tu sĩ kia, cười lạnh, nói, đem cái này thiệp mời đưa đi cái gì đó Minh Thần Động, liền nói chúng ta ba cái không rảnh, để cho vậy Minh Thần Động đứng đầu, thay thế chúng ta đi trước Hắc Phong Hạp tham gia yến hội. Bỏ mặc vậy Minh Thần Động đứng đầu đến tột cùng là đánh cái gì chủ ý, nhưng chỉ cần bọn họ một trời còn chưa có chính thức hoàn toàn trở mặt,
cái này sai phái, nhiệm vụ này, đối phương thì hẳn là không biết cự tuyệt mới đúng. Dẫu sao, cái gì đó quỷ minh thần động đời trước, từ đầu đến cuối vẫn là bọn họ Tử Viêm cung dưới quyền 13 động phủ một trong, là bọn họ Tử Viêm cung thuộc hạ thế lực à. Thời gian cực nhanh, lại là hơn 10 ngày đã qua. Cái này trong thời gian hơn nửa năm mặt, hắn đã thành công từ luyện khí tầng 8 cảnh giới, đột phá đến luyện khí tầng 8 đỉnh cấp. Mà bây giờ, ở nơi này hơn 10 ngày trong thời gian mặt, hắn lại là lại tựa như sắp chạm tới tầng thứ mới vậy, khoảng cách vậy luyện khí tầng 9, vậy cách nhau không xa. Cái này tự nhiên là rất để cho người kích động sự việc, coi là có biến hóa không nhỏ. Mà ở nơi này trong thời gian hơn nửa năm mặt, Trần Phi phát sinh biến hóa không nhỏ, vậy minh thần động môn hạ đệ tử, thành viên, bọn họ vậy đồng dạng là xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Hiện nay minh thần động cao đến thánh phẩm nhân cấp linh mạch linh khí trình độ đậm đà, và vậy số lượng khổng lồ đan dược cung cấp, cùng với thương khôn thỉnh thoảng tỉ mỉ truyền giáo. Những thứ này các loại nguyên tố hội tụ vào một chỗ sau đó, để cho minh thần động môn hạ đệ tử, thành viên thực lực tiến triển, hoàn toàn có thể dùng một ngày ngàn dặm để hình dung. Rõ ràng nhất biểu hiện, đó chính là luyện khí tầng 8 trở lên cao thủ, do như măng mùa xuân sau cơn mưa rối rít toát ra. Đây đối với rất nhiều thế lực đều là vô cùng kinh người sự việc. Có thể cái này, ở hiện nay minh thần động, nhưng có chút lộ vẻ được lơ là bình thường. Đúng vậy, luyện khí tầng 8 cảnh giới trở lên cao thủ, đều là lơ là bình thường. Đây nếu là truyền đi, không biết sẽ lại có bao nhiêu người, nhiều ít thế lực hù giật mình. Mà đang ở minh thần động như vậy, khiêm tốn, âm thầm phát triển, rốt cục thì có người vâng mệnh, tìm tới cửa tới. Mênh mông trời xanh xanh trong, ba đầu dáng người khổng lồ hắc ưng vây cánh hoa phá trường không, yêu khí cuồn cuộn, ở đó minh thần động chỗ khu vực bầu trời, lộ vẻ được dị thường chói mắt. Cùng dụ cho người nhìn chăm chú. Chỉ gặp đầu lĩnh kia một con hắc ưng, bất ngờ dáng người khổng lồ đến mấy chục trượng. Ngất trời kiêu căng phách lối không cố kỵ chút nào tản mát ra, ánh mặt trời chiếu rọi ở hắn vậy thân tràn đầy màu đen yêu khí sáng bóng vũ mau lên, lộ vẻ được sán sán rực rỡ, làm người ta biến sắc. Đại vương, lần này lên mặt thật là quá đáng. Ngài nhưng mà chúng ta hùng ưng động động chủ, không để cho ngài đại biểu ba vị đại nhân đi trước hắc phong hạp dự tiệc cũng đều thôi, bây giờ, lại còn để cho ngài tự mình tới cái này cái quỷ gì minh thần động ra tay mời, đây quả thực là. Đầu lĩnh kia hung hãn hắc ưng bên người, một đầu dáng người rõ ràng có chút nhỏ số một tạp mao ưng mặt đầy tức giận, khinh thường nói. Đúng vậy, đúng vậy. Vậy một đầu khác tạp mao ưng nghe vậy. Cũng là mặt đầy tức giận và hiến mị phụ họa theo nói. Im miệng, có thể đi theo, một đạo rõ ràng mang âm trầm quát lạnh tiếng vang lên, làm vậy hai đầu tạp mao ưng đều giống như là tim bị người trùng trùng nện một cái. Nhất thời cả người một hồi run run, thân hình đại loạn, nổi lên từng cơn cuồng phong. Còn, mời đại vương thứ tội, rồi sau đó liền gặp vậy hai đầu tạp mao ưng đồng loạt thân chiến, ánh mắt run rẩy nói. Hừ. Đầu lĩnh kia màu đen hùng ưng hừ lạnh một tiếng, cho đen giao thoa con người hiện ra âm trầm sáng bóng, lúc này mới mặt lạnh, chậm rãi nói cái này minh thần động tựa hồ cùng trước kia không quá giống nhau. Nếu không, kia cần bổn vương đích thân ra tay. Đầu lĩnh kia màu đen hùng ưng mặc dù lời là nói như vậy, có thể hắn trong lời nói phần kia không bần, phần kia âm lãnh, phần kia tức giận, vẫn còn là ai cũng có thể nghe được. Phải biết hắn nhưng mà hùng ưng động động chủ. Mà bọn họ hùng ưng động, lại vẫn là Tử Viêm cung dưới quyền 13 tòa trong động phủ, thực lực tổng hợp ít nhất là có thể đứng vào trước ba, nhưng bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hắn như vậy tôn quý thân phận, nhưng lại có thể bị gọi tới đưa thiệp mời, mời người khác đi trước hắc phong hạp tham gia vậy trận rầm rộ đại yến sẽ. Loại này, hèn mọn, việc, nhìn người khác đi ra ngoài, náo nhiệt, hắn trong lòng có thể dễ chịu. Oanh! Nghĩ đến đây! Hắn vậy cả người phách lối vô cùng ngất trời kiêu căng, lại là không chút kiêng kỵ cuồng tràn ra, yêu khí cuồn cuộn, hướng minh thần động chỗ ở mảnh khu vực kia đấu đá tới. Đưa tới một ít xôn xao. Hừ! Vậy minh thần động bên ngoài sơn môn, tướng cao to thiết ba giống như núi cao nguy nga vậy sừng sững, trong mắt tràn đầy nhàn nhạt hung ác cùng lãnh sắc, bắn ra hai món dữ tợn, hàn quang thấu xương, thẳng bắn thẳng về phía không trung vậy ba đầu phách lối cực kỳ người tới. Đối phương thân phận. Hùng ưng động động chủ, hắn dĩ nhiên biết, đây chính là cấp 2 hậu kỳ yêu thú đỉnh cấp, có thể cái này đối với bây giờ hắn mà nói, cũng tốt giống như, cũng không coi vào đâu.
dám đến chúng ta Minh Thần Động càn rỡ, cái này mấy con tạp mao ưng, lá gan không nhỏ à. Lão Tam Tam ca chuyện gì xảy ra? Từng đạo thanh âm truyền tới, nhưng là tám đại thiết ở giữa khác mấy người nghe tin chạy tới. Nguyên bản, bọn họ là bị Trần Phi phái đi điều tra liên quan tới Nghiêm Chu tin tức, có thể đến cuối cùng bọn họ nhưng không thu hoạch được gì, cũng chỉ dừng tay trở về. Mà hiện bọn hắn hôm nay, tám người chung một chỗ, coi như là tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ, cũng là có thể liều mạng một cái. Cho nên, cũng khó trách cái này thiết ba, đã không đem cái này hùng ưng động động chủ không coi vào đâu. Này, là hùng ưng động đầu kia tạp mao ưng, dám đến chúng ta Minh Thần Động phách lối, dứt khoát cho hắn điểm dạy bảo. Vậy thiết ba hai tròng mắt lạnh lùng nhìn bầu trời trong, có chút hung ác khí đầy tràn ra tới, lạnh lùng nói. Hùng ưng động đầu kia tạp mao ưng, còn sót lại người ngẩn người, vọng hướng bầu trời, lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai là hắn. Được rồi, người tới là khách, trước thăm hắn rốt cuộc là tới làm gì đi. Rồi sau đó liền gặp vậy thiết bốn lắc đầu một cái, yêu khí xông ra bên ngoài cơ thể, nghiêm sắc mặt, con người lóe lên, đối với vậy hùng ưng động động chủ phương hướng bước chân về phía trước, trùng trùng đạp một cái. Oanh! Yêu khí lăn lộn, trận văn hiện lên, tiếng gầm nhỏ như đánh trống, thấm thấm tiến vào màng nhĩ, làm người ta rợn cả tóc gáy, đột nhiên biến sắc. Một khắc sau, một đầu dáng người khổng lồ cùng dữ tợn con cóc hư ảnh hình ảnh xuất hiện ở vậy bốc lên yêu khí chính giữa. Cái này con cóc, mặc dù cụ thể không thấy rõ, có thể nó cả người bộc lộ ra ngoài cái loại đó lạnh như băng khí, vẫn còn là làm trên bầu trời, vậy hùng ưng động động chủ các người chợt biến sắc. Cái này, đây là, giống như thực chất hơi thở lạnh như băng vững vàng phong tỏa ở trên người hắn, làm vậy hùng ưng động động chủ cho đen giao thoa con ngươi, chợt ngưng ngưng, toát ra chấn động vẻ. Vậy hai đầu tạp mao ưng cũng là sắc mặt biến, đổi được hoảng sợ, cuồng phong lập tức ngưng bạo ngược. Rồi sau đó, vậy hùng ưng động động chủ xì trước vây cánh ở trên trời ngừng một lúc lâu, mới đột nhiên cúi sông về hạ, xuất hiện ở Minh Thần Động sơn môn ra phương hướng, diêu nhìn tám đại thiết vệ các người, lạnh lùng không lên tiếng. Hùng ưng động chủ, tới chúng ta cái này Minh Thần Động không biết là có gì lúc. Hơi có vẻ âm lãnh thanh âm tựa như là sấm vậy từ xa đến gần hướng vậy ưng vương bên tai vang khắp đi. Vậy thiết bốn lần nữa tiến lên, thản nhiên nói. Ngươi chính là vậy Minh Thần Động đứng đầu. Hùng ưng động động chủ con ngươi âm trầm nhìn một chút thiết bốn sau lưng thiết tam đẳng người, lúc này mới ánh mắt rơi xuống thiết bốn trên mình, thản nhiên nói. Không đề ra thiết tam đẳng người, hắn lại có thể ở thiết bốn trên mình cảm thấy một ít nguy hiểm, ôm tự phụ tâm tính, cũng khó trách hắn sẽ nghĩ như vậy. Có thể hắn lời này vừa ra, vậy tính cách nóng nảy thiết ba, trực tiếp là không nhịn được giễu cợt vậy cười một tiếng. Các người hai đầu tạp mao chim, lâu như vậy không gặp, còn nhận được ta không? Rồi sau đó liền gặp hắn hung hãn đi tới, ánh mắt có chút hí ngược, mang hung mãnh, nhìn vậy hùng ưng động động chủ sau lưng hai đầu tạp mao ưng, cười lạnh nói. Ngươi, các người ưng, tê. Vậy hai đầu tạp mao ưng nghe vậy sững sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về thiết ba, nhất thời liền gặp bọn họ sắc mặt kinh biến cả người run rẩy, một khắc sau. Bọn họ sắc mặt liền trực tiếp là mắt thường có thể thấy được trắng bệch, mặt đầy sợ hãi, khó tin. Ngược lại hút khí lạnh. Xem như vậy, hai người bọn họ, thật giống như cùng thiết ba bọn họ vẫn là nhận biết. Chẳng qua là bây giờ, lại bị hung hăng sợ hết hồn. Chuyện gì xảy ra, hốt hoảng giống như nói cái gì. Vậy hùng ưng động động chủ thấy tình cảnh này nhướng mày một cái, nói. Cùng lúc đó, hắn vậy đang buồn bực, đây rốt cuộc là tình huống gì. Tại sao hắn cái này hai cái thuộc hạ thấy được đối phương, hãy cùng thấy quỷ như nhau? Chẳng lẽ nói, bọn họ còn biết sao? Đại vương, hắn, bọn họ là nguyên lai mã vàng thiềm thử vương thủ hạ, vậy tám cái con cóc yêu. Ngươi, các người bây giờ làm sao? Vậy hai đầu tạp mao ưng dùng tay chỉ thiết tam đẳng người, sắc mặt trắng bệch, chiến run rẩy, có chút thất thần sợ hãi nói. Hiển nhiên. Hai người bọn họ là thật tuyệt đối không nghĩ tới, lúc này mới mấy năm thời gian không gặp. Tại sao thiết tam đẳng người lại có thể sẽ thành được như vậy lợi hại? Đây quả thực, thật là làm bọn họ khó tin. Cái gì? Vậy hùng ưng động động chủ vừa nghe, sắc mặt cũng là lập tức liền biến. Cái gì đó mạ vàng thiềm thử vương thủ hạ tám cái con cóc yêu, hắn không biết, trước kia lười được chú ý, nhưng vấn đề là, mạ vàng thiềm thử vương thủ hạ.
Loại thân phận này, sao có thể sẽ bây giờ đổi được như vậy lợi hại? Nghĩ đến đây, liền gặp vậy Hùng Ưng động động chủ thật sâu nhìn Thiết Ba, Thiết Hạng Tư người một cái, thu đủ cuồng ngông, khoát tay, chậm rãi nói ta là để thay thế ba vị đại nhân đưa thiệp mời. Ba vị đại nhân, vậy Thiết Ba, Thiết Tam đẳng người nghe vậy, hơi biến sắc mặt một chút đổi. Không sai, vậy Hùng Ưng động động chủ gật đầu một cái, con người thật sâu nói, chính là Tử Viêm cung ba vị đại nhân. Cái gì thiệp mời, Thiết Bốn con ngươi ngưng nhiên hỏi. Hắc Phong Hạp thiếu hạp chủ, cùng vậy Thành U Lang Vân Chân Đan Vương tiểu tôn nữ, Vân Như Nguyệt tiên tử vui kết liền cảnh yến hội thiệp mời. Vậy Hùng Ưng động động chủ chậm rãi mở miệng, nói, ba vị đại nhân có chuyện quan trọng xử lý, chân thực không thể phân thân, cho nên, muốn cho các người động chủ đi làm dùm. Hắc Phong Hạp thiếu hạp chủ, Thành U Lang Vân Chân Đan Vương tiểu tôn nữ, vậy Thiết Ba, Thiết Hạng Tư người chố mắt nhìn nhau, không nghĩ tới lại có thể sẽ là chuyện lớn như vậy. Vô luận là vậy Hắc Phong Hạp, hoặc giả là vậy Vân Chân Đan Vương, đều là bọn họ toàn bộ Thành U Lang cũng thanh danh hiển hách mạnh mẽ tồn tại, hoặc thế lực. So bọn họ Minh Thần Động không biết lợi hại nhiều ít lần, không có ở đây một tầng thứ. Thậm chí coi như là vậy Tử Viêm Cung, cũng đều cùng hai người này, cái này hai thế lực lớn, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Mà bây giờ, Tử Viêm Cung ba tên kia không nhanh đi nịnh hót đều đã thôi, còn vậy mà sẽ đem loại này cơ hội tốt cũng chắp tay nhường nhịn, cái này chẳng lẽ không đáng giá làm cho người khác hoài nghi sao? Trong này không có quỷ, mới là lạ. Nghĩ đến đây, vậy Thiết Bốn con ngươi liền âm lãnh trầm một cái, nhàn nhạt nói, thiệp mời có thể lưu lại, Hùng Ưng động chủ các người, hay là mời hồi đi. Ngươi nói gì? Lời vừa nói ra, người Hùng Ưng động động chủ sắc mặt biến, cuồng nộ không dứt. Hắn đường đường Hùng Ưng động động chủ, thân phận bực nào địa vị, bị điều khiển tới đưa một thiệp mời, cái này đã đủ mất mặt, nhưng bây giờ, đối phương nhưng lại còn để cho hắn cửa động phủ cũng không cho phép vào. Đây là bực nào sỉ nhục, bực nào làm nhục. Ta nói, thiệp mời lưu lại, Hùng Ưng động chủ các người có thể đi. Nếu không, liền dứt khoát thiệp mời vậy đừng lưu lại, cùng nhau mang đi. Rõ ràng đối phương chuyến này tới là lòng không tốt, vậy Thiết Bốn trực tiếp là lười được lại cho cái gì sắc mặt tốt xem, lãnh đạm nói. Lấy bọn họ tám huynh đệ hiện nay thực lực, cũng sẽ không sợ cái gì, chính là một cái Hùng Ưng động động chủ. Ngươi, ngươi. Vậy Hùng Ưng động động chủ sắc mặt cuồng nộ, đôi mắt phun lửa, thần sắc thay đổi mấy lần, cuối cùng mới là giận dữ hất tay một cái, đem một bản bao quanh đậm đà màu đen yêu khí thiệp mời giữ lại đứng lên, liền lập tức vỗ cánh mà bay. Hắn vậy mơ hồ đoán được đối phương tại sao phải đối với hắn là như vậy một loại thái độ. Nhưng hắn sở dĩ sẽ đi như vậy quả quyết, là bởi vì là, Thiết Ba, Thiết Hạng Tư rơi vào trên người hắn vậy từng đạo ánh mắt lạnh lùng. Lại để cho hắn có dũng khí như mũi nhọn cõng cảm giác. Đây mới là làm hắn nhất tim hồi hộp. Hôm nay cái này cái quỷ gì Minh Thần Động, khắp nơi lộ ra cổ quái. Liền liền ba vị đại nhân bên kia, đều giống như là đang tính toán cái gì, vẫn là cẩn thận một chút, đừng hành động theo cảm tình đi. Vậy Hùng Ưng động động chủ trong lòng nghĩ như vậy. Bực bội rời đi. Cùng lúc đó, Thiết Bốn đem vậy mời thiếp đưa về bên trong động phủ. Hắc Phong Hạp thiếu hạp chủ. Cùng vậy Thành U Lang Vân Chân Đan Vương tiểu tôn nữ, Vân Như Nguyệt vui kết liền cảnh yến hội. Minh Thần Động bên trong, Trần Phi nhận được tin tức sau hơi ngẩn người. Hiển nhiên, vô luận là đối với cái này cái gì Hắc Phong Hạp thiếu hạp chủ, hoặc giả là cái gì đó Vân Chân Đan Vương tiểu tôn nữ, hắn đều cảm giác được vô cùng là xa lạ. Như vậy, cái này thiệp mời thiệp tại sao phải đưa đến hắn tới nơi này đâu? Hắc Phong Hạp, ngược lại thì vậy Thương Khôn nghe vậy ngẩn ra. Sắc mặt hơi trở nên có chút khác thường. Bởi vì là hắn mơ hồ nhớ ra rồi, năm đó Hắc Phong Hạp đối với hắn còn có Lam Kình mời chào, chỉ bất quá bọn họ quả thật cự tuyệt. Ừ, chú ý tới Thương Khôn lúc này khác thường, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, nói Thương Khôn, ngươi có biết vậy Hắc Phong Hạp, là lai lịch gì hoặc lai lịch? Biết một ít, Thương Khôn gật đầu một cái, nói cái này Hắc Phong Hạp, chính là chu vi hơn trăm ngàn bên trong trên đất, trừ thành U Lang ra. Thực lực tổng hợp cơ hồ là có thể xếp hàng vào trước ba yêu tộc thế lực. Thực lực tổng hợp cơ hồ là có thể xếp hàng vào trước ba. Trần Phi con ngươi hơi nhanh tránh. Đúng, Thương Khôn gật đầu một cái, lại tiếp tục nói nữa nói, Hắc Phong Hạp hiện đảm nhiệm cầm quyền đại đầu lĩnh, tôn hào là phách trời, là một đầu yêu thú cấp 3 tam trọng thiên đỉnh cấp vượn yêu. Không chỉ có như vậy,
Phách Thiên đại nhân trong cơ thể hắn còn chảy xuôi viễn cổ hung thú, Phách Thiên ma viên, huyết mạch. Cho nên ở hắn thời kỳ toàn thịnh, coi như là tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cường hãn tồn tại, cũng sợ rằng không địch lại Phách Thiên đại nhân. Thương Khôn lại bổ sung lại liền một câu, nói. Phách Thiên ma viên huyết mạch, nghe vậy coi như là Trần Phi, vậy hơi có chút làm ngạc nhiên lộ vẻ xúc động. Bởi vì là ở hắn trong ấn tượng, cái này Phách Thiên ma viên huyết mạch nhưng mà viễn cổ hung thú thánh hoàng huyết mạch à. Hiếm thấy tới cực điểm, tiềm lực, thiên phú lại là cực kỳ yêu nghiệt cùng khổng lồ, là có tư cách có thể đánh vào đời này thánh anh lão tổ cảnh giới. Đời này thánh anh lão tổ cảnh giới, đó là bực nào khái niệm? Nếu như đời này, thật muốn có một tôn thánh anh lão tổ chịu rời núi, phất tay một cái, lật đổ, hủy diệt cái này kiềm nam cổ quốc. Cũng tuyệt không có bất kỳ vấn đề. Bởi vì là đó mới là hiện nay tu chân giới có thể nói đứng đầu chân chính tuyệt đỉnh sức chiến đấu. Vẫy tay ở giữa Di Sơn Phúc Biển, đứng sau tiên nhân. Không sai, đích xác là Phách Thiên ma viên huyết mạch. Vậy Thương Khôn lại lần nữa gật đầu một cái, nói, mặc dù Phách Thiên đại bên trong cơ thể, Phách Thiên ma viên, huyết mạch, thật ra thì cũng chỉ là chút ít, nhưng hắn hiện giờ nhưng là thành U Lang biên giới. Công nhận thiên phú, tiềm lực tuyệt đỉnh vô song. Không người có thể cùng hắn so. Nghe vậy, Trần Phi mặc dù không lên tiếng, nhưng hắn biểu tình trên mặt nhưng là một hồi im lặng. Hắn dĩ nhiên sẽ không đi ngu đến hoài nghi viễn cổ hung thú thánh hoàng huyết mạch uy lực, coi như chẳng qua là một chút xíu, vậy đủ kinh người. Như vậy thiệp mời, hắn đi theo lại đem trong tay thiệp mời lắc lắc, trên mặt một hồi suy tư vẻ. Hắn lại không ngốc. Dĩ nhiên đoán được trong này nhất định là có cái gì mờ ám. Nếu không, có thể nịnh hót đến Hắc Phong Hạp và cái gì đó Vân Chân Đan Vương, như vậy cơ hội tốt, Tử Viêm Cung dựa vào cái gì sẽ đem loại này cơ hội tốt nhường cho bọn họ. Chủ nhân, ta cảm giác cái này trong có thể hay không có bẫy. Thương Khôn trần chờ một chút, nói. Ta biết, vậy Tử Viêm Cung lần này khẳng định không hảo tâm gì, bất quá. Trần Phi mím môi một cái. Cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi chậm rãi cướp ra lau một cái nhuệ khí, nói, bất quá cái này đối với chúng ta Minh Thần Động mà nói, cũng là một lần cơ hội. Dẫu sao chúng ta cũng không khả năng một mực vùi ở cái này một chỗ, tổng còn phải là cần phải từ từ tìm cơ hội, đi ra đi xem một chút. Thương Khôn nghe lời này một cái, lập tức rõ ràng Trần Phi trong lòng nghĩ cái gì. Cái này ưng giản hạp thủy chung là, địa phương nhỏ, không vào được phương diện. Cho nên phàm là tầm mắt mà hơi cao một chút người, cũng không thể thỏa mãn một mực khuất ở nơi này. Như vậy vậy quả thật thật không có chí hướng liền một ít. Hiển nhiên, hắn chủ nhân, Trần Phi cũng không khả năng là cái loại đó không có chí hướng người. Chính là một cái ưng giản hạp, sao có thể thỏa mãn hắn. Nghĩ đến đây, hắn Thương Khôn vậy trực tiếp là không nói. Bởi vì là hắn rõ ràng, Trần Phi hiện vào lúc này nhất định là làm ra quyết định. Hi hi, thấy tình cảnh này, Trần Phi hiểu lòng nhau cười hắc hắc cười, lại hỏi tiếp, vậy Hắc Phong Hạp Sơn môn chỗ ở, là ở nơi nào? Lấy chúng ta Minh Thần Động làm nguyên điểm, đi tây đi, 40.007 ngoài ngàn dặm, chính là vậy Hắc Phong Hạp chỗ. Thương Khôn liền như lòng bàn tay, nói. 40.007 ngàn bên trong, vậy còn thật là có chút xa à, xem ra, được mau sớm lên đường mới được. Trần Phi híp mắt suy tư một hồi, lại đang vẫy tay. Nói, đi đem Lam Kình, Thiết Một bọn họ cũng gọi tới, ta có chuyện muốn cùng bọn họ nói. Vậy Thương Khôn gật đầu một cái, xoay người rời đi. Không sau một hồi, Lam Kình cùng với 8 đại thiết vệ đều tới. Bái kiến chủ nhân. Chủ nhân, như thế vội vàng vàng đem chúng ta cũng gọi tới, là có gì phân phó? Vậy Lam Kình còn có 8 đại thiết vệ vừa tiến đến, liền phân biệt hành lễ nói. Là có chút việc muốn cùng các người nói. Trần Phi gật đầu một cái, nói Tử Viêm Cung phái người đưa tới một bản thiệp mời, là Hắc Phong Hạp thiếu hạp chủ, cùng vậy thành U Lang Vân Chân Đan Vương tiểu tôn nữ, Vân Như Nguyệt vui kết liền cảnh yến hội thiếp mời. Ta chuẩn bị đi xem, lần này liền Thương Khôn và ta đi, các người lưu lại. Chúng ta đi sau đó, nếu là có ngoại địch xâm phạm, Lam Kình, cái này trách nhiệm nặng nề liền giao cho ngươi, biết không? Vậy Lam Kình nghe vậy, lập tức không chút do dự vỗ ngực một cái, nói chủ nhân ngài yên tâm. Chỉ cần có ta Lam Kình ở nơi này, người ngoài bất kể là ai, cũng đừng nghĩ động chúng ta Minh Thần Động một sợi lông tơ. Trừ phi, là từ ta trên thi thể bước qua đi.
vậy không như vậy nghiêm trọng, nếu là thật có không thể địch lại được cường địch xâm phạm, chẳng qua mang người nhanh lên xem là được. Ta không phải như vậy người Vu Hủ, lưu được núi xanh ở đây, còn sợ không củi đốt. Trần Phi cười một tiếng. Hắc Phong Hạp, Vân Chân Đan Vương, có thể nhưng vào lúc này, vậy thiết một nhíu mày một cái, đứng ra, thấp giọng nói, chủ nhân, các người lần này đã qua, nhất định phải nhiều cẩn thận một chút. Ừ, Trần Phi nghe vậy hơi ngẩn ra, còn người lóe lên, nói, người có phải hay không nghe được cái gì tiếng gió? Ừ, vậy thiết một gật đầu một cái, nói chúng ta trước đi trước lúc thi hành nhiệm vụ, tình cờ ở giữa biết được liền một cái tin đồn, nói vậy Vân Chân Đan Vương, tựa hồ bây giờ cố ý muốn mời chào Hắc Phong Hạp. Cái này, Phách Thiên Đại Nhân hẳn sẽ không đáp ứng chứ. Thương Khôn ngẩn người, không nhịn được nói. Nghe nói vậy Phách Thiên Đại Nhân bị cái gì nghiêm trọng tổn thương, chỉ có Vân Chân Đan Vương bọn họ cái tầng thứ kia, mới có biện pháp giải quyết. Thiết Một lại mở miệng nói. Còn có chuyện này, Thương Khôn hơi biến sắc mặt, theo bản năng luôn miệng điều cũng đổi được cao một ít. Hắn biểu hiện như vậy, dĩ nhiên là có chút kỳ quái. Trần Phi ánh mắt ở trên người hắn dừng lại một chút, có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi cái gì. Rồi sau đó liền gặp hắn gật đầu cười nói, yên tâm đi, ta tự có đúng mực. Hắn làm sao không biết chuyện này bên trong là có mở ám. Bất quá lần này làm việc, hắn cũng là có hắn dự định. Hơn nữa, cái gì đó Vân thật, Đan Vương sao? Liền hắn hiện giờ đều không biết xấu hổ tự xưng Đan Vương, những người này, từng cái một, thật đúng là da mặt đủ dày, lòng thật lớn à? Ha ha, đi thôi. Rồi sau đó liền gặp hắn lắc đầu một cái, đem những tạp niệm này ném ra não ngoại, mở miệng nói. Cho dù tất cả mọi chuyện đều đã giao phó xong, hắn cũng không muốn lại tiếp tục trì hoãn thời gian. Dẫu sao vậy 40.007 ngoài ngàn dặm khoảng cách, vẫn là có chút xa xôi à. Được nhanh lên đường mới được. Gần nửa nén hương thời gian sau đó, hào hùng linh khí tạo thành minh mông ánh sáng từ vậy minh thần động trào hiện ra. Sau đó, một chiếc uy phong lẫm lẫm bảng đại chiến trường liền từ tia sáng kia trong lên, cướp hướng xa phương thiên không, rất nhanh, chính là liền hắn bóng dáng cũng bị mất. Tốc độ kia thật là mau tới cực điểm, nhanh như điện chớp. Hắc Phong Hạp, thành U Lang Hạt hạ cao cấp thế lực cường hãn một trong. Làm cái này cao cấp cường hãn khu vực, vốn nên cường giả như mây, các thế lực lớn tranh hùng, chiếm cứ, mà ở nơi này, toàn bộ Hắc Phong Hạp bên trong khu vực, hiện nay nhưng cũng chỉ có trước một nhà thế lực độc trưởng Càn Khôn. Chiếm cứ hết thảy. Đó chính là Hắc Phong Hạp. Đều là giống nhau tên chữ, nhưng lại có bất đồng hàm nghĩa. Cái trước, đại biểu là khu vực, mà người sau, chính là đại biểu thế lực tên. Có thể lấy Hắc Phong Hạp khu vực này làm tên, như vậy có thể gặp, Hắc Phong Hạp là đem cái này mảnh bát ngát đất đai, bực nào thỏa đáng nắm ở trong tay. Nhất định chính là đem coi là nhà mình đất đai, nhà mình hậu hoa viên. Bất quá, bực này bá đạo được là, lại không có đưa tới bất kỳ bất mãn. Cứu kỳ nguyên do, là bởi vì làm cho này Hắc Phong Hạp nội tình quá sâu dày, thực lực tổng hợp vậy cường hãn. Hiện đảm nhiệm Hắc Phong Hạp đại thủ lãnh, phách trời. Chính là có, Phách Thiên Ma Viên, huyết mạch yêu thú cấp 3 tam trọng thiên cường giả đỉnh phong. Hắn thời kỳ toàn thịnh, coi như là tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên tồn tại, cũng không gặp phải là địch thủ của hắn. Đây chính là trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên tồn tại à. Cho dù là dõi mắt thành U Lang vậy chờ hào cường lâm lập, cường giả như mây địa giới mà, có thể có mấy cái. Sợ rằng mấy người đầu ngón tay cộng lại là có thể đếm xong. Vậy trong mỗi một vị, đều là tiếng tăm lừng lẫy cao tầng tồn tại. Danh tiếng hiển hách. Hơn nữa, cái này Hắc Phong Hạp coi như là không nói tới Phách Thiên Đại Nhân, nhưng ở thủ hạ hắn, nhưng cũng vẫn là có, hai đại hộ pháp, năm lớn kiện tướng. Bảy người này, người người cũng là lớn yêu thành đạo, là tốt dũng đấu tàn nhẫn hạng người. Hơn nữa điểm chính là, còn không có một cái là tu vi thấp hơn liền yêu thú cấp 3 tam trọng thiên. Đội hình như vậy, coi như là thả vào thành U Lang những cái kia cao cấp hào cường trong thế lực, vậy nhất định sẽ chiếm cứ không kém vị trí. Vậy vì vậy, khó trách vậy Vân Chân Đan Vương cũng sẽ sanh ra như muốn chiêu mộ được dưới quyền tâm tư. Tất lại có những thứ này yêu làm thủ hạ, trừ thành U Lang những cái kia cao cấp nhà giàu có thế lực, còn có ai có thể cùng xứng đôi. Mà như vậy nội tình cùng thực lực, vậy được quả thật có tư cách đem cái này Hắc Phong Hạp thật lớn đất đai, đều đưa hắn hoa là nhà mình đất đai.
tự lập là vương, độc trưởng càn khôn. Mà ở đó Hắc Phong Hạp trung tâm, có một tòa nguy nga sừng sững kiến trúc khổng lồ nhóm, cao thấp kém không đủ, hoặc là nguy nga lộng lẫy, hoặc là mát mẻ phong cách cổ xưa. Nơi này chính là Hắc Phong Hạp tâm điểm, tựa như cùng là vậy Thanh Long Câu trung tâm phường thị như nhau. Thành tựu toàn bộ Hắc Phong Hạp cốt lõi nhất, chính giữa nhất khu vực, nơi này mặc dù không có thể danh hiệu là thành trì, nhưng trên thực tế, cùng chân chính thành trì cũng là không có bao nhiêu khác biệt. Mà ở gần đây, chỗ tòa này vốn là cũng đã là nhân khí đầy đủ sung túc, tiếng người ồn ào dãy nhà, lại bởi vì là một kiện thịnh sự, mà đạt tới gần 10 năm qua, nhân khí nhất là cường thịnh thời kỳ tột cùng. Vậy thì là bởi vì là, cái này thành U Lang Tây Bộ khu vực, các phe lớn nhỏ không đồng nhất thế lực cường hãn, cũng trong khoảng thời gian này, nhận được thư mời, muốn tới dự lễ Vân Chân Đan Vương Tiểu Tôn Nữ, Vân Như Nguyệt Tiên Tử, và vậy Hắc Phong Hạp Thiếu Hạp Chủ hôn sự, tiệc đính hôn. Hơn nữa đáng một nói là, cái này thư mời ký thế lực, lại có thể không phải Hắc Phong Hạp, cũng không phải Phách Thiên Đại Nhân, mà lại là, Vân Chân Đan Vương. Rất nhiều người trong lòng cảm giác được cổ quái, nhưng là, bọn họ nhưng không có chút nào lá gan dám nghi ngờ cái gì. Dẫu sao, Vân Chân Đan Vương đó là thân phận bực nào à? Vèo, vèo, vèo. Ở đó Hắc Phong Hạp chính giữa nhất thành trì trung ương, có một tòa xây cất phong cách vô cùng là khỏe mạnh quảng trường, lớn vô cùng. Mà lúc này, cái này mảnh trên quảng trường, đang có lui tới rất nhiều đạo đủ loại chùm ánh sáng tới rồn rập. Từng đạo phi hành pháp khí cùng bóng người từ trên trời hạ xuống, hơi thở nguy nga, phi thường náo nhiệt. Không hổ là trừ thành U Lang ra, thực lực tổng hợp cơ hồ là có thể xếp hàng vào trước ba thế lực cường hãn, bực này lực hiệu triệu, cũng coi là không ai. Mà vào lúc này, ở đó lớn vô cùng quảng trường bên bờ, có hai bóng người vậy là mới vừa đến. Vậy đứng ở bên trái một vị trẻ tuổi nhìn một màn này mặc, không khỏi khẽ mỉm cười, mở miệng thở dài nói. Hiển nhiên, cái này hai người không phải người khác, chính là hao phí không ít thời gian, treo đèo lội suối, 40.000-7.000 bên trong chạy tới Trần Phi, Thương Khôn hai người. Bất quá người thật đúng là đừng nói, chỉ là mới vừa tới nơi này, Trần Phi liền lại có một loại, không uổng chuyến này, cảm giác. Như vậy có thể gặp, cái gì ưng giản hạp, cùng nơi này, hoàn toàn chính là không có ở một cái tầng bên trên. Bởi vì là hắn bây giờ phát hiện, cơ hồ mỗi một đạo từ trên trời hạ xuống đến cái này rộng người trong sân ngựa, trong đó đều cơ hồ chí ít sẽ có một cổ vượt qua luyện khí cảnh hơi thở xuất hiện. Vậy phải thì phải nói, có thể bị cái này, đính hôn tiệc mời, sợ rằng chí ít đều là trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên, thậm chí trở lên. Mà loại nhân vật đó, ở ưng giản hạp cũng hoàn toàn đủ xưng bá một ngày, có thể ở nơi này, nhưng lại lộ vẻ được có chút lơ là bình thường. Trần Phi theo bản năng híp mắt sờ cằm một cái, xem ra trước kia, là hắn có chút gặp được quá ít. Như bây giờ về sau, hắn cái này tầm mắt mà còn có quan niệm, sợ rằng cũng được tái biến đổi. Có thể bị lần này, đính hôn tiệc, thư mời, tối thiểu cũng hẳn là các khu vực bá chủ thực lực. Hơn nữa sợ rằng, giống như là Tử Viêm cung một loại kia, đều là cái này trong người yếu. Thương Khôn chậm rãi mở miệng nói. Vậy nếu là như thế nói, Trần Phi đập đi một chút miệng, mỉm cười nói, chúng ta Minh Thần Động, chắc cũng là cái này trong đội sổ chứ. Vậy Tử Viêm cung coi như là phối hợp được kém đi nữa, vậy ít nhất là có ba đại trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ chấn giữ, mà bọn họ Minh Thần Động, hiện nay trên mặt nổi vậy chờ tầng thứ sức chiến đấu, thật giống như cũng chỉ có Thương Khôn, Lam Kình hai người. Nhắc tới, cũng còn thiếu một cái à. Cho nên nếu là muốn so với, thật giống như bọn họ Minh Thần Động, thật đúng là đội sổ. Vậy cũng không biết, Thương Khôn lắc đầu một cái, nói, nếu như chủ nhân ngài bỏ được bại lộ một ít lá bài tẩy, sợ rằng, coi như là trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ vậy không làm gì được ngài chứ. Trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ, theo chúng ta bây giờ nơi gặp, vẫn là số ít. Thương Khôn khẳng định mở miệng nói, vậy nhóm cao thủ, coi như là ở thành U Lang, đều không phải là người yếu, cho nên, há lại là lớn như vậy bắp cải số lượng. Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, vậy không cãi lại. Bởi vì là cái này đích xác là, hơn nửa năm trước kia, hắn là có thể cùng vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão đối nghịch, mà bây giờ, hơn nửa năm thời gian trôi qua, hắn nhất định là chỉ mạnh không kém à. Rồi sau đó, liền gặp hắn khẽ ngẩng đầu, diêu nhìn xa xa vậy một tòa nhô lên, cao ngất nguy nga lâu đài tựa như được kiến trúc khổng lồ.
ở cái hướng kia, hắn mơ hồ cảm giác được rất nhiều đạo làm hắn hiện giờ, đều có chút cảm giác được hít thở khó khăn khí tức kinh khủng. Không sai, là rất nhiều nói, Trần Phi theo bản năng híp một cái tròng mắt, nơi đó, chắc là cái này Hắc Phong hạp đất nòng cốt liền chứ. Là có chút không giống bình thường à. Oanh, ầm ầm long. Mà đang ở bọn họ như vậy vừa đi vừa trò chuyện thời gian, sau lưng cách đó không xa vậy lớn vô cùng trên quảng trường, đột nhiên là có một đạo hơi thở nguy nga mênh mông lưu quang từ ngày đó không trung đáp xuống. Dẫn được mọi người liếc mắt, bắt mắt vô cùng. Cuối cùng, ở đó đông đảo hai thán phục, chấn động ánh mắt nhìn soi mói, vậy mênh mông lưu quang tản đi, hiển lộ ra một chiếc vô cùng to lớn, uy phong lẫm lẫm chiến thuyền bóng người. Mau xem, vậy ký hiệu. T, là Vân gia chiến thuyền, mau xem, là Vân Như Nguyệt tiên tử đến. Làm tất cả mọi người đều nhìn chăm chú đến, vậy chiến thuyền một bên bờ lên, một đóa trông rất sống động, phảng phất là vật còn sống vậy ngọn lửa đám mây ký hiệu, bọn họ đều là không nhịn được thần sắc như thường. Rồi sau đó lại là có tiếng thán phục truyền ra, ngược lại hút khí lạnh thanh từng cơn. Bởi vì là ngọn lửa kia đám mây ký hiệu hình vẽ, chính là đại biểu thành U Lang năm đại đan vương một trong Vân Chân đan vương. Mà liền sau đó một khắc, vậy uy phong lẫm lẫm chiến thuyền hiện lên quang, trong ánh sáng, từng đạo hơi thở kinh người bóng người chậm rãi xuất hiện. Lại là làm tâm thần người lẫm nhiên, ánh mắt kinh động, bỏ qua một bên ánh mắt, không dám lại nhìn thẳng. Bởi vì là ở đó từng đạo bóng người trước bưng, bất ngờ là có một đạo diêm dúa loè loẹt xinh đẹp ảnh, cả người đỏ tươi váy đầm dài. Đem vậy lung linh thích thú mê người dáng người làm nổi lên lung linh thích thú. Làm tâm thần người chập chờn, không tự chủ bị hắn hấp dẫn. Nhưng coi như là như vậy, hiện trường bất kỳ một vị ngoại giới truyền là, vô cùng gan dạ hạng người, hiện vào lúc này, cũng không dám hướng vậy đạo xinh đẹp ảnh đầu đi bất kỳ mang một chút xíu mạo phạm ánh mắt. Bọn họ, đích thực là không dám. Bởi vì là cái này thân phận của cô gái thật sự là quá dọa người. Quá đặc thù. Vân Như Nguyệt tiên tử, không sai, cô gái này không phải người khác, chính là thành U Lang Vân Chân Đan Vương tiểu tôn nữ, lần này cái này đính hồn yến giáo chủ một trong. Vân Như Nguyệt tiên tử. Chẳng qua là, cô gái này mặc dù xanh xinh đẹp như hoa, có thể ở trên người nàng, cái loại đó như có như không ngạo mạn, cùng với trên mặt trong trẻo lạnh lùng, kiêu căng khí, nhưng cũng vẫn là có chút, không chút kiêng kỵ. Trần Phi thấy sau đó, hơi ngẩn người. Rồi sau đó khóe miệng không khỏi móc ra nụ cười thản nhiên. Xem ra, cô gái này cũng không phải cái gì hiền lành. Ầm ầm long. Vèo, vèo, vèo. Mà nhưng vào lúc này, vậy xa xôi chỗ Hắc Phong hạp đất nòng cốt lâu đài cửa thành mở toang ra, từng đạo cao thủ, cường giả bóng người xuất hiện, chạy tới quảng trường bên này. Nguyên lai là Hắc Phong hạp Tống gia đẳng cấp cao nhất, kích thước chiến trận, trước tới đón tiếp Vân gia, nghênh đón Vân Như Nguyệt đến. Trước không nói lần này đính hồn yến nội tình, đến tột cùng là cái gì? Liền nói Vân Chân Đan Vương Vân gia, thực lực, trên thực tế liền so Hắc Phong hạp chỉ mạnh không kém. Hơn nữa, chớ nói chi là lần này cái này hôn sự nếu là nói thành, Vân Như Nguyệt tiên tử chính là bọn họ Hắc Phong hạp tức phụ. Như vậy thân phận, như vậy cục diện, bọn họ có thể không coi trọng sao? Không hổ là thành U Lang đồn đãi mỹ nhân. Cái này Hắc Phong hạp nếu là thật cùng Vân Chân Đan Vương kết liễu hôn, vậy Hắc Phong hạp thiếu hạp chủ, chỉ sợ là thật có phúc à. Một số người nhìn vậy Vân Như Nguyệt lồi lõm thích thú, rời đi xinh đẹp ảnh, không nhịn được hâm mộ cùng ước mơ nói. Vô luận là Vân Chân Đan Vương nữ tế, hoặc giả là Vân Như Nguyệt tiên tử chồng, như vậy thân phận, cái nào, đều thật làm người ta không ngừng hâm mộ à. So sánh mà nói, coi như là vậy Hắc Phong hạp thiếu hạp chủ thân phận. Vậy đều giống như chẳng qua là ngươi ngươi liền chứ. Chủ nhân, ta xem vậy Vân Như Nguyệt tiên tử, chỉ sợ là đã đạt đến trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên liền chứ. Nàng bực này tuổi tác, thật là thiên phú kinh người à. Đến khi vậy Vân gia đoàn người, được mời vào đất nòng cốt cổ bảo sau đó, Thương Khôn lúc này mới lên tiếng nói chuyện, thở dài nói. Trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên, Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, con ngươi chớp mắt, lắc đầu nói còn không ngừng. Còn không ngừng, Thương Khôn nghe vậy ngẩn ra, con người theo bản năng rụt một cái. Chẳng lẽ, bá, bất quá nhưng vào lúc này, Thương Khôn mới vừa nghe vậy có chút đờ đẫn đang lúc, bầu trời phương xa, bỗng nhiên lại lần nữa là có một đạo đạo chói tai tiếng xé gió vang lên, rồi sau đó liền thấy hơn 10 đạo quang ảnh,
từ trên trời hạ xuống, trực tiếp là ngang ngược rơi xuống giữa quảng trường. Không chỉ có như vậy, khi bọn hắn cái này người đi đường rơi vào giữa quảng trường, một đám rơi xuống đất huy áp đánh vào đợt khí, trực tiếp là mở lên, tán hướng bốn phương tám hướng, trực tiếp là làm vậy không ít người đều bị một ít ảnh hưởng đến. Nhất thời, nguyên bản ồn ào náo động bên trong quảng trường, trực tiếp là an tĩnh lại, không ít người sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Là ai, lại dám ở loại địa phương này, như vậy trương cuồng, bá đạo như vậy. Vậy đoàn người hành động thật rất không chút kiêng kỵ, hết sức bá đạo, nếu không, tùy ý ngông là tung lên rơi xuống đất đợt khí đánh vào, ảnh hưởng đến trên người người khác loại chuyện này. Người bình thường, ai dám ở nơi này hắc phong hạp trung ương đất trong quảng trường, làm như vậy. Hiện vào lúc này, có tư cách hạ xuống cái này trung ương quảng trường chính giữa, ít nhất đều là trong tay nặn có thư mời tất cả khu vực bá chủ thế lực, thật nếu là chọc tới lai lịch gì lợi hại. Những người này, chẳng lẽ liền thật không sợ sao? Rất nhiều người sắc mặt hoặc là kinh dị, hoặc là âm trầm, hướng vậy, vô cùng gan dạ, đoàn người nhìn lại. Nhưng sau đó, khi bọn họ ánh mắt sốt cục thì thấy rõ sau đó, vậy được trên người quần áo nơi rõ ràng thêu nào đó đường vân, ký hiệu. Nhưng lại đều là hơi biến sắc mặt, thần sắc như thường, rồi sau đó tỉnh dụi liền giấu vậy âm trầm. Đưa mắt thu về. Bởi vì là những người đó trên y phục vậy đường vân, ký hiệu, đại biểu cho dù là ở thành U Lang chính giữa, vậy gọi là nhất lưu thế lực cường hãn. Nhan chân phái. Không nghĩ tới liền nhan chân phái cũng phái người tới, cái này hắc phong hạp mặt mũi thật đúng là lớn. Không đúng, đây cũng là vân chân đan vương mặt mũi chứ. Cái này nhan chân phái. Là những năm gần đây, thành U Lang trong, có hy vọng nhất bước lên với đứng đầu cấp hào cường thế lực. Cho nên bằng vào hắc phong hạp mặt mũi, cũng còn kém một chút. Đúng vậy, trừ vậy nhan chân phái đại trưởng lão ra, nếu là bọn họ lại mới có thể có một người bước vào trúc cơ chân nhân cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới, thì có tư cách được gọi chi là đứng đầu cấp hào cường thế lực. Mà như vậy đứng đầu cấp thế lực cường đại, nhìn tổng quát hiện giờ toàn bộ thành U Lang, cũng chỉ có bốn nhà mà thôi. Nhan chân phái, sẽ trở thành là thứ năm nhà sao? Ta nghe nói hiện giờ, nhan chân phái và vân chân đan vương đi rất gần, cho nên có lẽ, cũng không sai biệt lắm chứ. Một số bóng người, lặng lẽ nói nhỏ. Ánh mắt của rất nhiều người, đều là vào thời khắc này hướng những người đó chiếu đi. Nhan chân phái, bị dự là thành U Lang bốn lớn đứng đầu cấp thế lực sau đó, có hy vọng nhất bước lên với đứng đầu cấp thế lực cường đại. Cho nên từ trình độ nào đó mà nói, cái này nhan chân phái người đến, có thể so với hắc phong hạp, thậm chí có thể so với vân gia người, cũng thân phận nặng hơn. Càng làm cho người ta kiêng kỵ. Chỉ gặp vậy đoàn người, ước chừng lại có hai ba chục, người cầm đầu, bất ngờ là một vị cưỡi ở một đầu cao hơn 2 mét, uy phong lẫm lẫm vân sư phía trên trẻ tuổi nam tử. Hắn đen trắng xen nhau kim biên trường bào biểu dương tôn quý khí độ, diễn cảm nhưng cũng là mang kiêu căng vẻ. Mắt nhìn xuống mọi người, giống như, tại chỗ đông đảo người đều không một cái có thể ở hắn trong mắt. Đó là nhan chân phái màn đêm đại nhân nhi tử, Dạ Thanh đại nhân. T, màn đêm đại nhân thủ hạ hai vị nặng đem, lại có thể cũng bị phái đi theo. Mà làm trên quảng trường mọi người tầm mắt cũng rơi xuống vậy sắc mặt kiêu căng người tuổi trẻ, cùng với ở sau lưng hắn, vậy hai vị giống vậy rất làm người ta nhìn chăm chú, người mặc đen trắng hai sắc trường bào trên người lão giả. Từng đạo rung động cùng tiếng thán phục, đều là không nhịn được hàng loạt vang lên. Chỉ gặp vậy sắc mặt kiêu căng trẻ tuổi nam tử, cũng chính là Dạ Thanh sau lưng, bất ngờ một trái một phải đi theo hai ông cụ. Vậy hai ông cụ một người ăn mặc hắc bào, một người ăn mặc áo bào trắng, trong con người lại là đen trắng xen nhau, tản ra khiếp người yêu dị hào quang, làm người ta có chút bị hù dọa. Bởi vì là hai người này, cũng là lai lịch không nhỏ. Coi như là ở đó thành U Lang chính giữa, cũng là hơi có mấy phần hung danh cùng lực uy hiếp. Bọn họ chính là, nhan chân thất tử, chính giữa, màn đêm đại nhân thủ hạ hai vị nhất kiện tướng đắc lực, trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ, đen trắng nhị lão. Không nghĩ tới vì tỏ vẻ coi trọng, màn đêm đại nhân lại có thể liền hai người bọn họ, cũng phái đi theo tới. Rất nhiều người con ngươi hiển hiện ra chấn động, trong lòng kinh ngạc không thôi. Đây chính là nhan chân phái sao, ngược lại thật đúng là uy phong lẫm lẫm, đại khí bàng bạc à. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cũng là một mặt có nhiều ý vị nhìn chằm chằm cái này hành khí diễm ngất trời người. Khóe miệng nhỏ câu, con mắt lóe lên. Hắn nếu là nhớ không lầm,
Trước chết Thương Khôn trong tay vậy Hồng Sư đạo nhân, hãy cùng cái này đêm cái gì tốt giống như là có quan hệ thế nào. Đây chẳng phải là nói, những người này, liền lại là, người quen, ạc. Trần Phi có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, điểm này mà, còn thật là có chút gánh à. Ừ, mà cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát, vậy cách đó không xa, cưỡi ở Vân Sư phía trên sắc mặt kiêu căng người tuổi trẻ Dạ Thanh, phảng phất là cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên sắc mặt hơi trầm xuống nhẹ di một tiếng, cặp kia kiêu căng ngất trời phách lối con ngươi, liền trực tiếp là hướng Trần Phi bên này chỗ ở phương hướng, nhìn sang. Ánh mắt của hai người đụng nhau, vậy Dạ Thanh sắc mặt còn có chút âm trầm xuống. Thằng nhóc kia ánh mắt, thật đúng là để cho người khó chịu à. Gặp Trần Phi lại dám cùng mình đối mặt, vậy Dạ Thanh kiêu căng trên gương mặt trực tiếp là hiển hiện ra có chút âm lãnh, cùng trên cao nhìn xuống châm chọc, nhàn nhạt mở miệng nói. Thiếu gia, muốn không muốn ta đã qua dạy bảo bọn họ. Sau lưng hắn một người phảng phất là nghe được hắn lầm bầm lầu bầu, tiến lên trước tới, nhỏ giọng cung kính nói. Nhất thời, Nhàn Trần phái đoàn người sự chú ý, đều cơ hồ là rơi xuống Trần Phi chỗ ở cái hướng kia. Mang trên mặt khinh miệt, cùng lạnh như băng cười nhạt. Lại dám ở Dạ Thanh thiếu gia trước mặt như vậy càn rỡ, chọc được thiếu gia khó chịu, thằng nhóc kia, thật đúng là vô cùng gan dạ à. Hừ, ngu xuẩn, đáng thương hạng người. Hống, là bọn họ. Mà nhưng vào lúc này, vậy Dạ Thanh dưới háng Vân Sư, khi nhìn rõ Sở Trần Phi, Thương Khôn hai người dung mạo sau đó, vậy giữ tợn con người chính giữa trực tiếp là thấu bắn ra xâm nhiên ý định giết người, phong tỏa ở bọn họ trên người hai người, trong miệng phát ra tức giận gầm nhẹ. Lộ vẻ được kinh người, giữ tợn cực kỳ. Chuyện gì xảy ra, gầm cái gì gầm, thấy thú cưỡi dưới thân khác thường, vậy Dạ Thanh nhướng mày một cái, giọng không kiên nhẫn lạnh lùng nói. Thiếu gia, hai người bọn họ trước kia chính là ta và ngài nói, sát hại đại ca ta hung thủ. Xin thiếu gia là ta làm chủ. Vậy Vân Sư lập tức cả người run lên, nhưng vẫn là cắn răng nghiến răng, nói. Tử Viêm Cung đã đem Trần Phi đám người tin tức, tất cả đều len lén nói cho hắn. Cho nên hắn bây giờ có thể nhận ra Trần Phi, cũng không kỳ quái. Người trước nói người, chính là bọn họ. Vậy Dạ Thanh nghe vậy ngẩn ra, rồi sau đó, khóe miệng trực tiếp là buộc vòng quanh nhàn nhạt âm u, và châm chọc vẻ ngạo mạn. Hắn vốn là mới vừa rồi cũng có chút xem Trần Phi không vừa mắt, mà bây giờ, ngược lại là hết thảy cũng có thể hợp chung một chỗ. Tránh hảo! Thằng nhóc kia, hắn tên gì? Đi theo, liền gặp hắn nhàn nhạt mở miệng nói. Hồi bẩm thiếu gia, thằng nhóc kia, hắn thật giống như gọi là Trần Phi. Vậy Vân Sư lập tức không chút do dự, nói. Trần Phi à, cái gì phá tên chữ? Bất quá, có thể để cho ta Dạ Thanh nhớ ngươi tên chữ, ngược lại cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Vậy Dạ Thanh vung tay lên, trên mặt mang ra lạnh lùng, dày đặc nụ cười, nói, đi thôi, đã qua. Đi theo, không thiếu chú ý bọn họ động tĩnh người, trên mặt cũng hơi lộ ra một ít vẻ kinh ngạc. Bởi vì là liền sau đó một khắc, vậy Nhan Chân phái Dạ Thanh các người, lại có thể vứt đi đang xông tới mặt, chuẩn bị muốn nghênh đón bọn họ Hắc Phong Hạp cao tầng cường giả. Mà xoay người đi về phía dọc theo quảng trường, cuối cùng ở một thiếu một người già, hai cái không tầm thường chút nào bóng người trước mặt, ngừng lại. Trên cao nhìn xuống, thằng nhóc, ngươi chính là cái gì đó ưng giản hạp Trần Phi. Vậy Dạ Thanh trên cao nhìn xuống nhìn Trần Phi, nhàn nhạt mắt nhìn xuống nói. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi khẽ cau mày, có chút kinh ngạc tại sao đối phương sẽ trực tiếp tìm tới. Bất quá rồi sau đó làm hắn tiến lên đón đối phương dưới háng, đầu kia Vân Sư vô cùng băng lãnh, tràn đầy sát ý ánh mắt sau đó, lại ngẩn người một chút, liền lập tức tất cả đều suy nghĩ ra. Là xúc sinh này để cho ngươi tới. Thú vị, không nghĩ tới, chính là một đầu xúc sinh, mặt mũi còn thật lớn à. Trần Phi nhún vai một cái, ngẩng đầu lên. Tiến lên đón vậy Dạ Thanh mắt nhìn xuống tầm mắt, nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi nói gì, vậy Vân Sư giận dữ, đôi mắt phun lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, tiểu tạp chủng này, lại dám nói hắn là xúc sinh. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy Dạ Thanh hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, Trần Phi lại dám, như vậy nói với hắn nói. Nhất thời một màn này liền làm vậy Dạ Thanh sắc mặt không ngừng biến đổi, đổi được có chút khó coi. Đây là ngươi. Và ta Dạ Thanh, nói chuyện thái độ. Trần Phi nói với hắn lời thái độ, làm vậy Dạ Thanh rất khó chịu. Cho nên đi theo liền gặp hắn mắt nhìn xuống Trần Phi, lạnh như băng nói.
Nếu không thì sao, ngươi muốn ta nói với ngươi, là thái độ gì? Quỳ xuống, cùng ngươi nói. Trần Phi nhìn về Dạ Thanh Diễn cảm, giống như là ở xem một người ngu. Đều giống như thấy có lạ hay không, cũng đã thành thói quen. Bất quá, hắn lời này triển lộ ra nồng nặc giễu cợt, cùng với cái loại đó khinh thường tư thái, nhưng là làm Dạ Thanh sắc mặt lại tái biến được càng hỏng bét. Thậm chí không đám người xa xa, đều là truyền đến một hồi xôn xao. Thằng nhóc này, lai lịch gì, lại dám ở Dạ Thanh trước mặt như vậy càn rỡ, ngại mình số mệnh dài, muốn chết sao? Thằng nhóc, ngươi là thứ gì, lại dám ở thiếu gia trước mặt như vậy càn rỡ, nói như vậy nói. Giống như hề vậy phế vật, ta bây giờ ra lệnh ngươi, quỳ xuống, cho thiếu gia nói xin lỗi, nếu không, mạng ngươi ngày hôm nay liền ở lại đây đi. Oanh! Một khắc sau, vậy Dạ Thanh sau lưng, trực tiếp là có một người tràn đầy sát ý lạnh lùng nói. Hiển nhiên, người này là Dạ Thanh thủ hạ. Là hắn ở bên ngoài mua lại người theo đuổi, tu vi không kém, bất ngờ đã là đạt tới trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên. Mà bây giờ phút này, hắn lại thấy một cái vô danh tiểu tử lại dám ở Dạ Thanh thiếu gia trước mặt phách lối như vậy, dùng cái loại đó giọng giễu cợt nói chuyện. Thằng nhóc kia, hắn là muốn chết sao? Bất quá, đây cũng là hắn có thể kiếm biểu hiện cơ hội tốt. Người nọ trong lòng cười lạnh cười, trực tiếp là đón Trần Phi đi ra, sát khí đậm đà, phảng phất là muốn cầm Trần Phi hỏi tội. Thấy tình cảnh này, vậy Dạ Thanh mặt đầy kiêu căng cùng cười nhạt. Dĩ nhiên vui vẻ thấy Trần Phi bị sửa chữa, thậm chí cầm đi tánh mạng, như vậy một màn. Vậy đứng ở sau lưng hắn đen trắng nhị lão, nhìn nhau một cái, nhưng lại có thể đồng loạt từ đối phương trong mắt chính giữa, gặp được chút bất an, chút không thoải mái. Chẳng qua là, bọn họ lại không có lên tiếng ngăn cản, vừa vặn mượn một màn này, nhìn các nàng một chút phán đoán, rốt cuộc có hay không sai lầm. Coi như sau đó một khắc, thần sắc trên mặt bọn họ nhưng đồng loạt hơi đổi một cái. Bởi vì là Trần Phi lại có thể ngay trước mặt của bọn họ mà, không cố kỵ chút nào, thô lỗ tuôn ra một câu thô tục. Thứ chó má gì, ra lệnh, chỉ bằng các người. Lời vừa nói ra, rất nhiều người trong bầu không khí cũng yên tĩnh. Yên lặng kinh người. Bọn họ ánh mắt kinh dị nhìn Trần Phi, tựa hồ thật khó mà nghĩ đến, thằng nhóc này đến tột cùng là có cái gì dựa vào, lại dám lớn lối như vậy. Không chỉ có như vậy, coi như là vậy Dạ Thanh, lúc này trên mặt sắc mặt cũng có chút cứng ngắc cùng âm lạnh lên. Hắn lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, bất ngờ đã là tràn đầy lạnh như băng âm hàn ý định giết người. Thằng nhóc này, thật sự là có chút ở hắn Dạ Thanh trước mặt quá vô cùng gan dạ liền à. Đây là thật lấy là, mình là thứ gì? Động thủ, không cần hạ thủ lưu tình. Đi theo vậy Dạ Thanh trong miệng liền phun ra như vậy mang lạnh lùng sát ý thanh âm, làm mọi người tại đây ánh mắt hơi run một chút, đây là muốn coi thường trường hợp, trực tiếp động thủ giết người. Có vậy Dạ Thanh những lời này, vậy Nhan Chân phái đoàn người trên mặt đều hiện lên ra tàn nhẫn cười nhạt vẻ, cùng với khinh thường. Có Dạ Thanh những lời này, bọn họ hôm nay coi như là ở Hắc Phong Hạp Trung ương đất ngoài đường phố giết người, thì thế nào? Ha ha, thằng nhóc, ta đây muốn xem. Ngươi loại phế vật này vậy thằng hề, dựa vào cái gì dám ở Dạ Thanh thiếu gia trước mặt như vậy ngông cuồng, tự cho là đúng. Người nọ cười lạnh một tiếng, cả người linh khí vọt lên, vô cùng là cường hãn, lúc này lại là mãnh liệt trực tiếp là biến thành một đạo dấu bàn tay, hướng Trần Phi mang theo cuốn lạnh lẻo sát ý đánh tới. Thấy tình cảnh này, vậy Thương Khôn sắc mặt hơi đổi một cái, muốn xuất thủ, nhưng lúc này đây Trần Phi nhưng lại có thể trực tiếp là đi tới hắn trước mặt. Nếu không phải là tự tìm phiền toái, các người mới phát giác thật tốt qua, có phải hay không? Trần Phi khóe miệng buộc vòng quanh nhàn nhạt lạnh lùng dùng mình, con người lóe lên chút uy nghiêm, cùng lệ khí. Có vài người chính là như vậy, người đáng thương, nhất định có thật đáng buồn chỗ. Oanh! Một khắc sau, một cổ vô hình tiểu viên mãn kiếm ý đột ngột cực kỳ vọt lên, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là ở chút nào giây bây giờ, liền trực tiếp là đem vậy tấn công tới người quả đấm. Cho cuộn sạch bao phủ vào trong đó. Mà vậy sắc bén vô cùng tiểu viên mãn kiếm ý, vào lúc này tựa như cùng lúc cùng nhau lợi kiếm ra khỏi vỏ, muốn phá hủy hết thảy. Vô cùng là khủng bố. Cái này, không ít người con ngươi trực tiếp là rụt một cái, trên mặt hiện ra chấn động vẻ, nháy mắt tức thì bị hù dọa. Cái gì, mà vậy ra tay công kích Trần Phi người, lúc này ở cảm nhận được cái này cổ kinh khủng kiếm khí tấn công tới sau đó.
cũng là trong lòng mãnh liệt run một cái, sắc mặt biến. Vậy đã sớm trước thời hạn đánh ra bàn tay, cũng là vào thời khắc này lại có thể do dự, đánh mất chưa từng có từ trước đến nay nhuệ khí. Bởi vì là hắn có thể cảm nhận được, ở đó cổ kinh khủng kiếm khí trước mặt, mình một trưởng này, giống như là đứa nhỏ của mỗi nhà bình thường thôi, căn bản là lộ vẻ được không khí lực gì à. Đáng chết, người nọ đây là khắc lòng nhọn mãnh liệt run rẩy ngay tức thì, lại có thể dâng lên có chút lui khiếp ý. Rồi sau đó, cái này sợ hãi, cái này do dự, cái này lui khiếp, liền giống như là mộng yểm vậy, càng ngày càng đổi được khổng lồ, thẳng đến vét sạch hắn toàn bộ đầu óc. Ở sau đó, hắn theo bản năng thu tay lại, không dám công kích nữa Trần Phi, có loại này khủng bố kiếm khí người, hắn chính là một cái trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên, căn bản là không chọc nổi. Bây giờ muốn thu tay lại, bất giác trễ liền sao? Thấy tình cảnh này, Trần Phi khóe miệng hơi phác họa, không chút nào bất kỳ ý thu tay. Một khắc sau, liền gặp tay chỉ điểm ra, mang theo cuốn tiểu viên mãn kiếm ý kiếm khí cuồng liệt bùng nổ, lại trực tiếp là đem tay của người kia cánh tay cho tiệc cuốn vào. Rồi sau đó, đem toàn bộ sóng vai chặt đứt xuống. À, người nọ sắc mặt ngay tức thì dữ tợn, vặn vẹo, cảm giác được cánh tay ở giữa, ngay tức thì đổi được trống rỗng, có một cổ đau đớn kịch liệt tấn công tới. Phát ra kêu thảm thiết. Sát theo, máu tươi kia liền giống như là không lấy tiền vậy, suối tràn ra, rải xuống đất, nhiễm đỏ mặt đất. T, tất cả mọi người con ngươi co rúm lại, ánh mắt rung động, ngược lại hút khí lạnh. Nhìn về Trần Phi, đồng loạt lộ ra có thể nói sợ hãi rung động vẻ. Hiển nhiên, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi lại có thể như thế mạnh, liền liền một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ, lại có thể đều không phải là hắn hợp lại địch. Bị một chút chặt đứt một cánh tay. Nhưng mà, theo sát phía sau, người kia tiếng kêu thảm thiết nhưng vừa nhưng mà chỉ, bởi vì giờ khắc này, Trần Phi một bàn tay, kiếm khí rực rỡ, xé rách không khí, phụt ra phụt vô kinh người tiểu viên mãn kiếm ý, lại trực tiếp là không biết lúc nào thì đã dính vào hắn trên đan điền. Cho nên nói, chỉ cần Trần Phi tay càng đi về phía trước một bước, người kia mạng nhỏ, liền sẽ trực tiếp mất. Mà ở thấy một màn này, không ít người cả người lạnh như băng, nhìn về Trần Phi ánh mắt, tránh một chút lập lòe, giống như là gặp được một tôn sát thần. Một lời không hợp, đây là thì phải trực tiếp giết người. Quá cường thế chứ. Nhưng mà, bọn họ lại không suy nghĩ một chút, trước, người này lại là như thế nào mình tìm chết. Cho nên nói à, vẫn là câu nói kia nói hay, người đáng thương, nhất định có thật đáng buồn chỗ. Cái này chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi, ta, người nọ dừng lại đau đớn, nhưng lại vẫn là ánh mắt run rẩy nhìn Trần Phi, không dám cản rỡ nữa, không dám nói bất kỳ nói. Hắn là một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ, coi như là ở Trần Phi trước mặt dầu gì, có thể lại chết như vậy, vậy vẫn là quá không đáng giá được. Nghĩ đến đây, hắn lòng nhọn run rẩy, tràn đầy hối hận. Hối hận mình tại sao phải ngu như vậy, ngu đến mình chạy đến làm cái này ngu xuẩn ra mặt chim. Nếu không phải như vậy, hắn bây giờ, há lại sẽ rơi vào giống như là như bây giờ kết quả. Đủ, lúc này, vậy Dạ Thanh mặt đầy âm trầm bước ra một bước, con người âm lãnh gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Đủ rồi, Trần Phi xoay đầu lại, hướng vậy Dạ Thanh nhìn một cái, khóe miệng nhỏ câu, ý sâu dài. Ngươi có phải hay không nghe không gặp ta nói chuyện? Ta nói, đủ rồi, để cho ngươi dừng tay. Vậy Dạ Thanh gặp Trần Phi lại có thể không có nghe hắn mà nói, trên mặt thần sắc lại là âm trầm, sâm quát lạnh. Cùng lúc đó, một cổ nhàn nhạt sát khí đã là từ trong cơ thể hắn thả ra ngoài, kinh được không ít người cũng theo bản năng thần sắc chấn động lui về phía sau. Cái này Dạ Thanh thiếu gia, chỉ sợ là thật tức giận, việc lớn không ổn à. Mà ở thấy tình cảnh này, người nọ cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Dạ Thanh thiếu gia tự mình mở miệng, người này, còn dám lại làm ẩu. Lúc này, liền gặp mắt thần khiêu khích nhìn về Trần Phi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phẫn hận. Hôm nay tay này vừa đứt, hắn không chỉ có thực lực sẽ giảm lớn, thậm chí liền được coi trọng trình độ, vậy nhất định sẽ hạ xuống, đến lúc đó. Hắn há có thể không căm ghét Trần Phi. Hai người, còn thật là có chút ý nghĩa. Có thể nhưng vào lúc này... Trần Phi nhìn người kia ánh mắt đột nhiên hiện ra nhàn nhạt ý giễu cợt. Đi theo, liền gặp khóe miệng nghiền ngẫm mở miệng, nói, ngươi là hắn ra mặt, kết quả bây giờ quay đầu lại, hắn lại để cho ngươi tới nộp mạng. Thật biết điều à? Ngươi, ngươi nói gì? Người nọ nghe được Trần Phi lời này,
sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hiện đầy kinh hoàng, run giọng nói. Những người khác nghe nói như vậy, cũng là không nhịn được ánh mắt run lên, phồn sinh ra vẻ sợ hãi. Thằng nhóc này, hắn bây giờ lời này là ý gì? Ta cuối cùng nói lại lần nữa, đủ rồi, bây giờ dừng tay. Mà vậy Dạ Thanh Hiện vào lúc này cũng là sắc mặt cứng ngắc, đôi mắt phun ra ra lửa giận, còn người gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, phụt ra phụt vô sát ý. Hiển nhiên là thật sự nổi giận. Trần Phi hiện vào lúc này được là thật là quá không đem hắn coi vào đâu, đây đối với hắn mà nói, mất hết mặt mũi. Cuối cùng nói lại lần nữa, tốt lắm, cuối cùng có thể không nghe ngươi nói nhảm nữa. Trần Phi nhìn vậy sắc mặt xanh mét Dạ Thanh, khóe miệng móc một cái, bỗng có chút con người rét lạnh nói, bất quá, ta muốn hỏi một chút, người lời nói mới rồi, là ở điều khiển, hoặc là uy hiếp ta. Ừ, đám người nghe được Trần Phi lời này sau đó, đều là không nhịn được con người hơi co rúm lại một cái, sắc mặt đại biến, thằng nhóc này, không khỏi thật sự là có chút quá mức vô cùng gan dạ. Nhìn dáng dấp, hắn là chuẩn bị cùng Dạ Thanh công tử, tranh phong tương đối. Vậy Dạ Thanh con người cứng đờ, trong con người lóe lên vô cùng giận sắc thái, nhìn Trần Phi, lạnh như băng nói, ngươi có phải hay không không biết ta là ai? Ngươi là ai, thật giống như có nghe nói qua, nghe nói ngươi có cái lợi hại lão ba. Bất quá, vậy tựa hồ cùng ta không quan hệ, hơn nữa ta cũng và ngươi không quen. Trần Phi nhàn nhạt mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, hiện trường lại lần nữa yên tĩnh không tiếng động, yên lặng đáng sợ. Trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên trước kinh dị, liền môi đều run rẩy. Miệng của tiểu tử này, còn có thái độ, thật sự là. Càn rỡ. Dạ Thanh sau lưng vậy đen trắng nhị lão chi một vị trong đó, người mặc vào trường bào màu đen hắc lão cuối cùng là không nhìn nổi, bước chân đi về trước bước ra, một món kinh khủng hơi thở tựa như là bóng tối hung thú vậy hiện lên, phong tỏa ở Trần Phi trên mình. Hắn vậy đen trắng xen nhau đục ngầu, già nua con người bắn ra bốn phía trước hàn ý lạnh như băng, nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi lấy là ngươi là ai? Màn đêm đại nhân cũng là ngươi có thể làm nhục, bây giờ lập tức thả người, sau đó quỳ xuống đất dập đầu nhận sai, nếu không, hôm nay để cho ngươi thảm chết tại đây trên quảng trường. Hắn là trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên, cùng vậy Trần Phi trong tay người, cảnh giới tu vi ước chừng chẳng qua là kém một chữ, nhưng trên thực tế, bọn họ ở giữa chân chính chênh lệch, nhưng ít nhất là 3 lần, 5 lần, 10 lần. Cho nên làm mọi người tại đây cảm nhận được hắc lão cái này một món kinh khủng hơi thở sau đó, cơ hồ tất cả mọi người đều là không nhịn được vào giờ khắc này cả người rung động, cảm giác được nghẹt thở, sắc mặt trắng bệch. Mà đây, cũng chính là trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ cường hãn, cùng lực chấn nhiếp. Cùng lúc đó, coi như là vậy cách đó không xa, nguyên bản đang yên lặng quan sát một màn này náo nhiệt hắc phong hạp cao tầng cường giả, hiện vào lúc này đều là không nhịn được hơi biến sắc mặt một chút đổi. Rồi sau đó con người lấp lánh ngưng đứng lên. Hắn ánh mắt, có chút âm lãnh rơi xuống Nhan Chân phái đoàn người trên mình, những người này, ở bọn họ hắc phong hạp trên địa bàn cũng dám như vậy không chút kiêng kỵ làm ẩu, coi là thật đáng ghét. Nhưng sau đó, hắn ánh mắt nhưng lại có chút nghi ngờ rơi xuống Trần Phi trên mình, người này, liền hắn nhìn cũng cảm thấy xa lạ, không nhận biết, cho nên, đến tột cùng là lai lịch gì, lai lịch ra sao? Lại dám cùng Nhan Chân phái người cũng đối nghịch. Có như vậy sức sao? Trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên à, cuối cùng là đứng ra một cái lợi hại chút người, bất quá. Trần Phi ánh mắt lại lần nữa rơi xuống trong tay trên mặt người kia, lắc đầu một cái, lại tuét miệng cười lên, bất quá ngươi thật đúng là thật đáng buồn, lại tới người, muốn cho ngươi chịu chết. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ hô hấp nghẹt thở, kim rơi thanh có thể nghe. Mà vậy hắc lão nghe vậy sau đó, sắc mặt đều có chút cứng lên. Nhìn Trần Phi, con ngươi rét lạnh, nói, thằng nhóc, ngươi nếu là có can đảm tử, vậy ngươi bây giờ không ngại liền thử một chút. Thử một chút, Trần Phi khóe miệng lạnh nhạt cười một tiếng, nhìn trong tay người nọ, cười nói, ngươi xem kìa, ta nói không sai chứ. Ngươi đến tột cùng là đắc tội bao nhiêu người, làm sao ai tới, cũng muốn ngươi chết. Vừa nói, hắn lúc này đang dán đối phương vùng đan điền cái tay kia, phục ra phụt vô kinh người kiếm khí, lại thật. Chậm rãi về phía trước động. Không, nhất thời người nọ kinh hãi con người đột nhiên kịch liệt co rúm lại, cảm nhận được chết tới, phát ra kêu thảm thiết. Tại chỗ đông đảo sắc mặt người run lên, lòng nhắc tới cổ họng, không dám tin tưởng, Trần Phi, hắn thật dám động thủ sao?
Ngay trước Dạ Thanh, còn có Đen Trắng Nhị Lão mặt mà, giết bọn họ Nhan Chân phái người. Ngươi dám? Vậy Dạ Thanh sắc mặt đại biến, đổi được xanh mét, dữ tợn. Mà vậy Hắc Lão lại là trực tiếp ra tay, khủng bố khí tức cường giả giống như là bóng tối hung thú vậy hướng Trần Phi triển áp nhào tới, Đen Trắng xen nhau linh quang cuồn cuộn, hỗn loạn vân không. Dừng tay. Vèo, vèo, vèo. Cùng lúc đó, vậy Hắc Phong Hạp một đám cao tầng cường giả cuối cùng là nhận ra được không đúng, hơi biến sắc mặt, tất cả đều hoành bay chạy tới. Tiếng hét lớn ầm ầm điếc tai, vang khắp đám mây, muốn cho Trần Phi dừng tay. Nhưng tiếc là, coi như là bọn họ thời khắc chú ý, hiện vào lúc này, vậy vẫn là chậm một bước. Trần Phi tay từ vậy trên người thu hồi lại, một tiếng, liền thấy người kia bóng người trực tiếp là ở trước mặt hắn mới ngã xuống đất, không tiếng thở nữa. Vậy không lại bò dậy. Nhất thời, mọi người tại đây sắc mặt lại lần nữa cứng lại. Bọn họ lại nhìn về Trần Phi vậy bình thản biểu tình ánh mắt, cũng là tràn đầy rung động, cùng với giật mình. Vậy từng đạo chạy nhanh đến Hắc Phong Hạp cao tầng cường giả cũng là ngay tức thì thân hình dừng lại, rồi sau đó yêu quang tản đi, lộ ra bóng người bọn họ, dừng lại ở vậy. Lúc này bọn họ nhìn về Trần Phi ánh mắt đều có chút chấn động, cùng kinh dị, thậm chí còn có chút khó tin. Thằng nhóc này, lại có thể thật dám hạ sát thủ. Hơn nữa, vậy cũng còn là một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên à. Cũng không phải là tùy tùy tiện tiện một cái gì phế vật, nhưng bây giờ, cái này. Người kia bỏ mình, Dạ Thanh thấy một màn này, trực tiếp là sắc mặt xanh mét tới cực điểm, người này không chỉ có để cho hắn nhìn khó chịu, ở trước mặt hắn như vậy phách lối, bây giờ, còn lại có thể để cho hắn mặt mà người giết hắn, ánh mắt không người. Đây nếu là phải đem hắn Dạ Thanh đưa vào chỗ nào? Rất tốt, ngươi rất giỏi, ngay trước mặt ta mà lớn lối như vậy giết người, nhiều năm qua như vậy, ngươi là cái đầu tiên. Ngươi thật rất tốt, vậy Hắc Lão lúc này cũng là sắc mặt tái xanh, căm ghét Trần Phi, lúc này trong giọng nói lộ vẻ được lộ ra sát cơ. Hôm nay, hắn Hắc Lão cũng tự mình ra tay, có thể đổi lấy nhưng là cái gì? Nhưng lại là bọn họ người vừa chết, đây nếu là truyền đi. Hắn mặt nên để nơi nào? Thật là mặt mũi vô tồn. Đám người nghe được Hắc Lão cái này tràn đầy sát ý, trong lòng đều là âm thầm thở dài, là Trần Phi đáng tiếc. Thằng nhóc này, như vậy trẻ tuổi, liền lại có thể có được đủ để tùy tiện chém chết trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ thực lực. Đúng là không dễ, nhưng mà, hắn bây giờ nhưng là thật quá lớn mật. Đối với Nhan Chân phái, đối với Dạ Thanh người hạ sát thủ, hơn nữa còn là như thế trăng lưu chỗ trống. Bây giờ, sao có thể tùy tiện thôi? Ta là cái đầu tiên. Đây chẳng phải là ngươi hôm nay hết sức dễ dàng, rốt cuộc khai nhãn giới, kiến thức rộng. Có thể nghe nói, Trần Phi thái độ lại lần đổi mới mọi người sức chịu đựng. Hắn như vậy bình thản nói, lại còn có tâm tư giễu cợt Hắc Lão. Ngươi, vậy Hắc Lão môi run lên, đục ngầu, già nua trong mắt co rúm một cái, trên mặt xanh mét, uy nghiêm vẻ càng lộ vẻ nồng nặc lên. Sát khí tràn ngập ở trong không khí, thật là hóa không ra. Trần Phi miệng này chân thực quá, ác độc, hắn tranh cãi bất quá, chỉ có thể không lời có thể nói. Nhưng càng như vậy, trong lòng của hắn phần kia lửa giận liền càng dày đặc, như núi lửa vậy, sắp bùng nổ. Lúc nào, hắn Hắc Lão mặt mũi, hắn lực uy hiếp, đổi được như thế yếu đi. Tùy tiện cái gì tiểu miêu tiểu cầu, cũng dám ở hắn trên đầu động thổ. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, vậy một đám Hắc Phong Hạp cao tầng cao thủ tổng vì vậy lững thững tới chậm, sắc mặt khói mù khiển trách. Chư vị, ở chúng ta Hắc Phong Hạp trung ương đất như vậy động thủ, không khỏi có chút quá không cho mặt mũi chứ. Đầu lĩnh kia người, một vị yêu thú cấp 3 nhị trọng thiên đại yêu đi ra, nhìn một cái, lại đem ánh mắt rơi xuống Đen Trắng Nhị Lão, cùng với Dạ Thanh trên mình, lãnh đạm nói. Hừ, vậy Hắc Lão sắc mặt khói mù hừ lạnh một tiếng, nhìn đại yêu. Lạnh lùng nói, mở cặp mắt của ngươi ra nghiêm túc xem, bây giờ là chúng ta Nhan Chân phái người chết rồi, ngươi còn nói, là chúng ta không đủ mặt mũi. Vậy đại yêu nghe vậy, con ngươi khói mù trầm một cái, nhìn về Trần Phi, tựa hồ là muốn Trần Phi cho một giải thích. Thấy tình cảnh này, Trần Phi không mặn không lạt nhún vai một cái, chậm rãi nói, một cái mình chạy đi tìm cái chết phế vật mà thôi, chết, vậy liền chết đi. Rào rào. Lời vừa nói ra, hiện trường lại là một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người đều sắc mặt quỷ dị, nhìn Trần Phi. Thằng nhóc này, lời này không khỏi nói được có chút quá tùy ý chứ.
Coi như vậy chết đi người, không phải là địch thủ của hắn, nhưng vấn đề là, vậy nói thế nào đi nữa, vậy còn là một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ à? Nhưng lúc này ở hắn trong miệng, làm sao giống như thành cùng con kiến giống nhau loài? Chết, vậy liền chết đi. Oanh! Các người bây giờ nhìn thấy. Một cổ cường hãn hơi thở cuồng nộ dâng lên, vậy hắc lão ánh mắt lay động, lộ vẻ dữ tợn, ánh mắt uy nghiêm gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, tiếng nói giống như là rét lạnh gió lốc lớn cuốn lại vậy. Đây cũng không phải là chúng ta không cho ngươi hắc phong hạp mặt mũi, mà bây giờ, là hắn. Vậy hắc lão dùng tay chỉ Trần Phi, cùng lúc đó, vậy nhan chân phái đệ tử rốt cục thì động, vây quanh ở Trần Phi chung quanh, một đám người, hai ba chục cái, vây quanh Trần Phi hai người. Sát khí lăn, trong đó không thiếu có trúc cơ chân nhân cảnh tồn tại. Không ít người thấy tình cảnh này ra mặt đều run rẩy động, hơi trắng bệch, một cổ lạnh lẽo từ lòng bàn chân vậy xông lên thiên linh đài, rồi sau đó thân hình chớp động, vèo vèo vèo. Theo bản năng hướng xa hơn chỗ thối lui, sợ bị cái này có thể sắp bùng nổ rắc rối cho ảnh hưởng đến. Thấy tình cảnh này, coi như là vậy hắc phong hạp đại yêu, đều có chút trầm mặc. Từ mới bắt đầu đến bây giờ, Trần Phi biểu hiện ra khí độ chính là ở cường hãn, mà bây giờ, lại là coi là hoàn toàn đem nhan chân phái các người chọc giận, cái này, thật là làm hắn có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn bây giờ, tựa hồ cảm giác mình xuất hiện, là có chút xen vào việc của người khác. Còn không bằng để cho bọn họ đánh tính. Yêu tộc, vốn là trời xanh tính tốt dũng đấu tàn nhẫn hạng người. Để cho hắn tới đảm nhiệm khuyên can nhân vật, nguyên vốn cũng không thích hợp. Hơn nữa, đích xác là, nếu không phải nhan chân phái những tên kia nhất đầu tiên đi tìm người nọ phiền toái, chuyện này bưng, làm sao sẽ dần dần diễn biến đến như bây giờ vậy đến nước. Đơn giản, cũng chính là nhan chân phái những người này, chọn một không tốt bóp gậy sắt mà thôi, cái này chẳng lẽ không phải là tự tìm sao? Nghĩ đến đây, hắn con người nhanh tránh, lại trực tiếp là hướng sau lưng mới chậm rãi lui đứng lên. Thấy tình cảnh này, mọi người con người co rúm lại, ý này. Hắc phong hạp là dự định quản lý. Đây chẳng phải là nói, bây giờ chuyện này, ắt sẽ biết nháo lớn. Ha ha, tiểu tử ngươi nhìn thấy không? Vậy hắc lão thấy tình cảnh này, tựa hồ rất hài lòng hắc phong hạp đại yêu đám người, tự giác. Rồi sau đó liền gặp hắn con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nói thật, ngươi từng tuổi này tiểu bối, lại dám ngay cả chúng ta đoàn người cũng đắc tội, lá gan, thật rất lớn. Thương Khôn, bọn họ đoàn người. Rất mạnh sao? Trần Phi bỗng híp mắt hướng bên cạnh Thương Khôn hỏi, rồi sau đó lại lầm bầm lầu bầu lắc đầu, cười nhạt nói, bọn họ tựa hồ tự nhận là rất mạnh, bất quá, tại sao ta liền một chút cũng không cảm giác được đâu. Cái này, đám người con ngươi trực tiếp là cứng đờ, khó tin, loại này lời nói thật sự là quá có lực sát thương. Rơi vào đen trắng nhị lão, rơi vào Dạ Thanh, rơi vào nhan chân phái cùng trên người. Hắn, bọn họ tựa hồ tự nhận là rất mạnh. Bực này lời nói, nhất định chính là cực lớn làm nhục. Làm nhục nhân phẩm. Tên này là điên rồi sao? Vẫn là, hắn thật là có cái gì dựa vào. Loại này lực sát thương lời nói, thật là so giết người, cũng còn muốn quá đáng hơn. Càng thấu xương, đám người rốt cục thì không nhịn được xì xào bàn tán, bàn luận sôi nổi. Động thủ, làm thịt hắn, quả nhiên, vậy hắc lão nghe vậy trực tiếp là mí mắt dữ tợn cuồng loạn, rồi sau đó tràn đầy sát ý hạ lệnh. Muốn giết người. Sát khí cuồn cuộn, cuốn lên vân không. Cùng lúc đó, vậy vây ở Trần Phi, Thương Khôn chung quanh hai ba chục người trực tiếp là động, vận dụng cường hãn chiêu số giết hướng Trần Phi, trong chốc lát linh quang đầy trời, pháp bảo oai, hướng Trần Phi, Thương Khôn hai người chỗ chìm ngập đi, làm người ta cảm giác được ra đầu tê dại sát ý. Đây là chính các ngươi tìm, đừng trách ta hả. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo bình thản, thanh âm lạnh lùng từ vậy rậm rạp chẳng chịt cuồn cuộn linh quang trong truyền tới, trực tiếp là hù được trong lòng mọi người chợt giật mình. Dừng tay, trở về, cẩn thận. Vậy bạch lão trời xanh tính hơi có vẻ ôn hòa một ít, tùy ý ban đầu cũng không có ra tay, đến bây giờ cũng vậy, vậy hoặc giả là hắn nhận là căn bản cũng không có hắn động thủ nữa cần thiết đi. Có thể vào lúc này, nghe được vậy cuồn cuộn linh quang trong vang lên mà nói, và vậy nào đó ở hắn trong cảm giác. Tránh kích đáng chào thăng cường hãn hơi thở, hắn sắc mặt rốt cục thì thay đổi, thân hình chớp mắt, tốc độ thật nhanh cướp hướng vậy chiến trường chỗ. Cùng lúc đó vẫn còn ở chợt quát lên, nhắc nhở mọi người. Nhưng rất đáng tiếc, hắn cái này nhắc nhở vẫn là hơi trễ,
động tác lại là quá trễ. Chỉ gặp vậy các loại rậm rạp chẳng chịt lan linh quang chìm ngập chính giữa, Trần Phi đưa tay ra, bàn tay run lên, nhất thời vậy yêu thần con rối liền trực tiếp là gầm thét xuất hiện. Vậy yêu thần con rối ở vô cùng trong thời gian ngắn thì trở nên được vô cùng là khổng lồ, trở thành chiến đấu hình thái. Vậy thân thể bên trong tràn đầy nổ tính lực lượng, hắc quang vần quanh, uy phong lẫm lẫm, kim tưới bằng sắt. Tản mát ra làm người sợ hãi khủng bố cường hãn uy áp. Một khắc sau, vậy yêu thần con rối giữ tợn miệng khổng lồ trực tiếp là ngửa đầu giống giận đứng lên, tiếng gầm gừ điếc tai, vang khắp thẳng tới mây xanh. Hống! Vậy tiếng gầm gừ thật giống như nặng sấm vậy, mắt thường có thể thấy được sóng âm, mang theo cuốn ùn ùn kéo đến cường hãn chập chờn hướng bốn phương tám hướng tàn phá mở. Đứng mũi chịu sào chính là vậy một đám hai ba chục người nhan chân phái tu sĩ. Phịch, 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 ầm ầm long. Vào giờ khắc này, vô luận là ánh đao kia, kiếm mang, hoặc giả là pháp bảo trùm ánh sáng, đều ở đây tiếp xúc tới tiếng kia ba trong nháy mắt, trực tiếp là đột nhiên ở giữa nổ tung. Mà những cái kia nổ tung lực lượng rồi sau đó lại là ở chúng cách được gần đây khu vực, tỉ như, những cái kia nhan chân phái tu sĩ kinh hãi muốn diệt ánh mắt trước mặt, không tới một mét vị trí, lại lần nữa ầm ầm xé, muốn nổ tung lên. Lực lượng cuồng bạo vét sạch hết thảy. Phàm là trúc cơ chân nhân cảnh trở xuống, tu vi thực lực hơi nhỏ yếu như vậy một chút xíu người, cũng vào lúc này bị to lớn ảnh hưởng đến, thân hình điên cuồng hướng phía sau thụt lùi, sắc mặt trắng bệch, lộ ra sợ hãi. Phun máu tươi như điên. Nhưng coi như là như vậy, trong bọn họ một ít người, vậy vẫn là bởi vì là thật lực không đủ, không có thể tránh thoát, trở thành nhiều đóa nở rộ máu bắn tung. Máu tươi bắn tung tóe xuống, nhuộm đỏ mặt đất. T, cái này, đồ chơi kia đến tột cùng là cái gì? Mọi người trong mắt câu cũng rung động rụt một cái, kinh nghi bất định, không việc gì Trần Phi lại còn có bực này dọa người lá bài tẩy, nhưng vấn đề là, vậy hung thú giống vậy con rối, đến tột cùng là cái gì? Tại sao phải như vậy lợi hại? Ta một trưởng bổ ngươi. Gặp lập tức bọn họ bên này chết nhiều người như vậy, vậy hắc lão cũng là lại lần nữa cuồng nộ, hắn hai tay đưa ra, một trái một phải đen trắng khí lưu chuyển, hoảng hốt ở giữa, lại có hai đầu hơn 10 trượng chăn lớn vậy bóng người làm người ta rung động xuất hiện. Phát ra tiếng lách tách. Vậy một đen một trắng hai đầu chăn lớn giống vậy đồ. Chính là hắn nơi công pháp tu luyện nồng cốt ảo diệu, đen trắng khí. Nếu là có thể đem dung hợp, âm dương hợp nhất, vậy uy năng thật là không phải người bình thường có thể tưởng tượng, hoặc là hình dung. Nhưng vào lúc này, vậy một đen một trắng hai món khí lưu đồng thời sáp nhập vào vậy hắc lão bàn tay trái, màu đen, đại biểu đáng sợ tính ăn mòn, màu trắng, đại biểu cường hãn linh quang lực. Đem biến thành đen trắng xen nhau sắc thái, rất khủng bố. Oanh! Mang màu đen và ánh sáng màu trắng, vậy hắc lão cái bàn tay này, một khắc sau trực tiếp là tàn bạo vô cùng bổ ra ngoài. Hướng Trần Phi đầu lâu thiên linh cái, viết phải giết ý. Mà lúc này, Trần Phi mặt hắn bàng, trực tiếp là bị kinh khủng này một trường, nơi nhấc lên sức lực phong, cho cạo được trên mặt làm đau. Cả người bắp thịt căng thẳng, hơi run run. Cái này trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ quả thật thật lợi hại, liền hắn hiện nay cũng thật ra thì so hơn nửa năm trước kia. Lợi hại rất nhiều, có thể xem như vậy, tựa hồ thật giống như vậy vẫn là rất nan giữ đối kháng. Chênh lệch có chút rõ ràng. Bất quá, trong lòng ý niệm càng như vậy, Trần Phi chính là cảm giác không phục. Vậy vì vậy, đối mặt với đối phương cường hãn này một trường, hắn vậy dứt khoát là nảy sinh ác độc không dám không để ý. Cùng tranh phong tương đối, đồng dạng là một quyền đánh ra. Vèo, vèo, vèo. Từng đạo tam dương chân hỏa kiếm khí điên cuồng xông ra, ngưng tụ tiểu viên mãn kiếm ý, vô cùng cường hãn, hội tụ ở nắm đấm của hắn lên, đúng là làm được hắn đúng cánh tay, cũng trở nên có chút đỏ thấm chói mắt. Cáu kỉnh kiếm khí, kinh người chập chờn, rung động khu vực này. Trần Phi quả đấm, lúc này tản mát ra ánh sáng cùng với vậy lẫm liệt, để cho được trong trời đất này không khí, đều không như vậy hướng hắn dính. Cực kỳ kinh người. Ừ, vậy hắc lão thấy vậy. Nhất thời con người tinh mang lóe lên, ở hắn trước kia cùng kẻ địch giao chiến trải qua chính giữa, chỉ có đến gần, thậm chí đạt tới trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên, mới có thể bộc phát ra loại này sức chiến đấu. Mà bây giờ, trách không được dám lớn lối như vậy, ngược lại đúng là có chút sức chiến đấu, bất quá rất đáng tiếc, trình độ này ở ta trước mặt, còn chưa đủ. Nhưng liền sau đó một khắc, vậy mặt đầy sát khí hắc lão cũng đã là lạnh hừ lên,
Bàn tay thật cao nâng lên, hắc khí kia cùng ánh sáng trắng tách thả ra và biểu hiện kịch liệt hơn, khí thế uy vũ, kinh người. Ở tia sáng kia chính giữa, một đạo kinh khủng trưởng ấn hung hăng bổ xuống, làm ra đầu tê dại. Oanh! Mang hắc khí cùng bạch quang kinh khủng kia trưởng ấn, sau đó một khắc, rốt cục thì tàn bạo vô cùng và vậy Trần Phi quả đấm oanh đụng vào nhau. Ngay tức thì, mạnh mẽ đen trắng hai sắc quang, cùng với chấn động, tiếng rít tam dương chân hỏa kiếm khí, tựa như là mất đi khống chế vậy, ở đó hiện trường mọi người kinh động, rung động ngay trong ánh mắt, hung hãn bộc phát ra. Điên cuồng lẫn nhau ăn mòn, lẫn nhau hủy diệt.